Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi sáng đẹp trời và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị phần 2 tập cuối của câu chuyện được viết bởi tác giả Song Tử. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Suốt dọc đường về nhà, tôi cứ cười tùm tìm bởi vì tôi lừa được ả à bồ cũ của Đăng. Mẹ Tuyết thấy tôi vui vẻ trở lại thì có tò mò hỏi. Nhưng tôi không nói cho mẹ biết mà đánh chống làng sang chuyện khác. Chẳng cần phải đợi kết quả lâu. Giữa buổi chiều hôm đó, đang ngồi cho bé An ăn, ăn bột thì người nào đó mặt mày khó chịu vừa vào đến phòng khách đã lớn tiếng gọi tên của tôi. Di! Thiên Di! Tôi không thèm nhìn đến Đăng, vẫn bình thường đút cho con gái ăn. Đăng đi đến đứng đối diện, vứt chiếc độc hồ mà lúc sáng tôi ném cho nguyệt xuống bàn tiếp đó là một hàng dài những câu hỏi em đang bày trò gì đồ tôi mua cho em tại sao em đem cho người khác em có xem tôi ra gì không hả còn nữa em nói gì với nga mà để cô ta đến tận công ty để tìm tôi làm loạn lên hả cái gì mà đồ tôi mua cho em sao em đem cho người khác chẳng phải mụ nguyệt nói anh mua cho cô ta khi cô ta không cần thì mới vứt cho tôi sao? Tại sao bây giờ lại thành tôi đem cho cô ta? Cái con mụ lườn lẹo này, không biết đã nói những gì với Đăng, muốn chơi đều tôi chứ gì. Được thôi, tiện đây tôi cũng muốn thử lòng của Đăng. Còn Nga, chắc là cô gái hồi sáng rồi, tôi vờ như không hiểu. Nga à? Nga là ai? Tôi không biết. Anh ở bên ngoài gái gú vây kín, làm sao tôi biết được bạn gái của anh có những ai? Em không biết ư? Đúng vậy Em nói dối giỏi lắm Dạ vâng Nhưng không bằng em thư ký thân yêu của anh đâu Vừa nói dứt cầu Người nào đó bỗng dưng hét ẩm lên Gì? Thiên gì? Bé An giật mình bởi tiếng nói của anh Tôi bực dọc nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Nếu như anh không nhỏ giọng nói chuyện được Thì anh cầm miệng đi Tôi không biết Tại sao anh phải quát lớn lên như vậy Rồi còn bé An Anh có thấy con bé giật mình thon thót mỗi khi anh mở miệng nói chuyện không anh nhìn đến con bé rồi truyền tầm mắt sang tôi giọng hạ thấp hẳn xuống ok làm con giật mình là tôi sai tôi xin lỗi mẹ con em nhưng em phải giải thích rõ ràng những gì hôm nay em làm ngay lập tức tôi làm cái gì anh có bằng chứng gì mà nói hay là anh chỉ biết nghe lời người khác anh về đây anh lớn tiếng với tôi có bao giờ anh nhỏ nhẹ anh hỏi tôi tại sao tôi làm như vậy hay có hỏi tôi rằng bọn họ làm những gì với tôi không anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi tôi hiểu bởi vì căn bản tôi chả là gì của anh cả em cho rằng tôi không quan tâm đến cảm xúc của em sao đúng tôi không phải là cho rằng mà tôi nói chắc chắn chẳng nhẽ sai vậy còn em thì sao khi em biết tôi và duy đánh nhau em có hỏi thăm tôi lấy một câu nào không hay em chỉ biết quan tâm đến bạn của em rằng anh ta đau ở đâu tím chỗ nào em đâu có hỏi vì sao tôi và cậu ta đánh nhau chứ đấy là việc riêng của hai người tôi không quan tâm anh phải sống tốt đến đâu thì mới được anh duy tặng cho mấy quả đấm chứ đăng không đáp ánh mắt sâu nhìn tôi không chớp tiếp tục nói thư ký nói tôi đem đồ anh tặng cho người khác mà anh cũng tin được à có ai ngu đi tặng cho kẻ mình ghét cay ghét đắng không là vì của tôi mua cho em em ghét em không cần đến chứ gì anh cho là như vậy sao đúng được thôi anh cứ giữ cái quan điểm đấy của anh đi nhưng nếu như tôi nói là cô ta tự mình giật đồ của tôi anh có tin không với tính em bây giờ em không bao giờ để cho người khác dễ dàng giật đồ của em đúng vậy tôi sẽ không để người khác giành giật thứ gì là của mình nhưng tôi ghét phải tranh giành Khi biết rằng nó vốn dĩ không phải là của tôi Và tôi cũng đã định sẵn Tôi là người thua cuộc Tôi nở một nụ cười nhạt Tự mỉa mai chính mình Đến người Tôi còn không giữ được Vậy mà anh nghĩ rằng một chiếc đồng hồ nhỏ bé Vô trì vô giác kia Tôi có giữ được không Có lẽ vì tiếng tranh cãi của chúng tôi quá lớn Làm kinh động đến bố mẹ đang nghỉ ngơi trên phòng Bố mẹ từ trên cầu thang bước xuống thấy đăng ở đây, bố lên tiếng hỏi ngay. Đăng, sao về giờ này thế con? Hai đứa lại có chuyện gì, lại cãi nhau à? Con có chuyện muốn hỏi rõ gì một chút, không cãi nhau gì đâu bố ạ. À? Hỏi một chút ư? Ừ. Con mà đang tra khảo, bắt tôi nhận tội thì có. Tôi nhìn đến bố mẹ, nói với giọng đầy ấm ức. Không biết ở công ty, thư ký nói gì với đăng mà anh ấy về nhà nổi nóng với con đi bố mẹ. Mẹ Tuyết nghe như vậy bước nhanh đến Đánh vào người của Đăng mấy cái Cái thằng này Mày hết chuyện gây sự à Con không có Con chỉ muốn hỏi Di một số chuyện Nhưng con hơi nổi nóng một tí Thì làm sao à Ui giời ơi Thế còn nói là làm sao Không làm sao cái gì Thế tôi hỏi em lần cuối Có phải là em đem đồng hồ cho Nguyệt không Tôi khẳng định chắc nịch Cô ta cướp của tôi anh biết cô ta nói cái gì không cô ta nói rằng đó là đồng hồ anh mua cho cô ta nhưng cô ta không thích anh mới đem về bố thí cho tôi còn nói đồ của anh mua cho cô ta cô ta không dùng cũng không cho tôi dùng xong rồi cô ta giật của tôi bảo là đem vứt đi cơ mà nguyệt nói với em như vậy ư đúng anh nghi ngờ tôi nói dối chứ gì anh nghi ngờ rằng tôi dựng chuyện đổ tội cho cô ta chứ gì tôi không biết cô ta nói với anh những gì nhưng tôi biết anh tin cô ta mà vậy nên sau này anh đừng hỏi tôi bất cứ điều gì nghe từ chính miệng cô ta nói là đủ rồi không đợi đang trả lời tôi nhìn đến bố mẹ và lên tiếng con xin phép đưa bé an về phòng con không muốn con gái của con suốt ngày phải nghe người lớn cãi nhau rồi kèm theo những tiếng hét lớn bất ngờ làm cho con bé giật mình chắc ngày mai mẹ con con sẽ về lại chung cư vừa yên tĩnh vừa không làm người ta ghét à con không phải đi đâu cả Để mẹ đuổi cái thằng trời đánh này đi là được Mẹ còn con cứ lên phòng đi Dưới này cứ để đấy Bố mẹ xử lý nó thay con Dạ vâng Con xin phép Tôi bé bé An đi về phía cầu thang để lên trên tầng Nhưng bởi vì đang chặn đường Nên lúc đi ngang qua anh Liền bị anh giữ lấy cánh tay Tôi có nói là không tin em sao Tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi Em có cần phải giận dỗi như vậy không hả Di? Tôi không giận dỗi Tôi cũng cần phải đòi lại công bằng cho chính mình Không phải cứ suốt ngày miệng câm như hến Để cho người khác vu khống tôi Tôi không mượn anh phải tin tôi Anh tin ai là quyền của anh Miễn đừng làm phiền đến mẹ con tôi là được Gì à Gì Không phải gọi tên của tôi Tôi không thiểu năng để quên tên của mình Giật lời tôi hất tay đằng ra Anh đành nhìn tôi đầy bất mãn Bởi vì tôi cãi lời anh chêm chèm Tôi lên trên tầng nhưng không bước vào phòng ngay Mà đứng gọn sang một góc Để nghe bố mẹ ở bên dưới trách anh Con làm cái gì thế hả Đăng Con muốn mất vợ mất con luôn đấy à Mày không biết nghĩ cho tương lai của mày Thì mày phải nghĩ cho mẹ con con bé chứ Tại sao Mày cứ làm hai mẹ con gì nó tủi thân Gì quá trẻ con Dạo này con biết nói dối Cãi như không ấy, Con cần phải nghiêm khắc với cô ấy Thế con bé là vợ mày hay là con mày mà mày phải nghiêm khắc. Bé gì nó mới 18 tuổi, tính trẻ con là rất bình thường, là con có lỗi với nó, con phải bù đắp cho nó. Thôi, con đi về công ty đây. Cái thằng này, bố mẹ còn chưa nói xong cơ mà. Không đợi bố mẹ nói hết, đang bỏ đi, anh không thèm lên phòng xin lỗi tôi. Ít nhất cũng phải nhẹ nhàng nói chuyện, đằng này lúc nào cũng cáu kỉnh và gắt gỏng. Anh có biết khi tôi nghe lời Nguyệt nói, tôi buồn đến như thế nào không? Vừa rồi cố ý nhắc lại lời cô ta. Vậy mà anh không có lấy một lời giải thích, anh không quan tâm tôi vui buồn thế nào, hay là anh cảm thấy không cần phải giải thích với tôi. Tôi bế con vào trong phòng, vừa đặt mông xuống giường thì điện thoại đổ chuông, liếc nhìn đến màn hình, thấy người gọi đến là anh Duy. Em nghe à? Gì? Em đi đâu đấy? Đi đâu là đi đâu ạ? À? Tại sao em không có ở chung cư? À em em về nhà bố mẹ anh đăng rồi. Anh đi Sài Gòn về rồi à? Sao lại về? Là Hải đăng ép em về sao? Không muốn anh Duy tham gia quá sâu vào chuyện riêng của chúng tôi nên tôi đành nói dối. Dạ không, em muốn về thôi, sống cùng bố mẹ cho vui anh ạ. À. Em nói dối? Em nói thật mà. Em không nói dối anh. Em muốn quay lại với Hải Đăng có đúng không? hiện tại thì không nhưng nếu tương lai anh ấy thay đổi em sẽ suy nghĩ lại em bị hâm rồi em yêu đến mù quáng lú lẫn rồi anh ta không xứng với tình yêu của em em nghe rõ chưa anh duy anh làm sao thế ạ à? em yêu ai là việc của em xứng hay không xứng là việc của em mà anh không nên can thiệp quá như thế anh là đang không muốn em chịu thiệt thòi về đó rồi em có hạnh phúc không hay là thấy anh ta Em lại nhớ đến những gì Mà anh ta đã làm Anh đừng nói nữa Em không muốn nhắc lại chuyện đó Đấy Chính em còn không đối mặt được Em nghĩ rằng thời gian về lâu về dài em có chịu được không Anh nói rồi Hải Đăng không hợp với em Em bỏ đi Anh kiếm người khác cho em Nhưng em không cần Anh cứ mặc kệ em đi Thôi em cúp máy đây Lúc khác nói chuyện à Nói xong tôi thẳng tay tắt máy không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Anh Duy càng ngày càng tiến sâu vào cuộc sống riêng của tôi và bắt tôi phải làm những việc mà lý trí tôi cũng chưa từng mách bảo tôi phải làm như thế. Nhưng tôi lại là người sống thiên về tình cảm. Có những người, những sự việc có thể tha thứ thì tha thứ thôi. Người ta chẳng nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại còn gì. Về đây cũng hơn hai tuần, Tùy mối quan hệ giữa tôi và Đăng vẫn rậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển. Nhưng tôi cảm nhận anh luôn dành hết tình cảm cho bé An, để con có thể đón nhận lại anh. Anh cũng quan tâm đến tôi hơn. Tuy không được như những ngày đầu mới cưới, nhưng vẫn hơn những ngày có Nguyệt xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Có những đêm tôi nhớ những cái ôm, nhớ những cử chỉ ân cần chăm sóc mà muốn dĩ chả có chút tình cảm nào của anh trong đó. Đã không ít lần tôi tự hỏi chính mình liệu rằng cô ta không xuất hiện chúng tôi không đi đến hôm nay thì cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không? Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra mang theo hình bóng của mẹ Tuyết bước vào. Cứ tưởng rằng mẹ lại khuyên tôi đừng để ý đến những lời nói những hành động của Đăng vừa rồi. Nhưng không, mẹ đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Gì này, mẹ nghĩ có chuyện mẹ cần nói cho con biết và cũng định hướng tư tưởng cho con. Chuyện giữa con với thằng Đăng mẹ không muốn bênh đứa nào cả dạ vâng ạ à. mẹ biết con không dễ dàng tha thứ cho những chuyện mà đăng nó làm với con cũng biết con không buông bỏ được tình cảm với nó con giận hờn nó mẹ không có ý kiến nhưng có những việc trước khi làm ấy con phải suy nghĩ thật kỹ đừng khiến mối quan hệ giữa hai đứa càng ngày càng khó hàn gắn con ạ à. nhưng anh đăng có lẽ không muốn hàn gắn với con đâu mẹ không nó có đấy chứ thằng đăng nó đón con về đây là chủ ý của nó bố mẹ và các anh chị trước đó nói với nó rất nhiều khuyên nó đủ điều nhưng mà nó có đi tìm con đâu mà chọn cách cho hai đứa có khoảng cách khoảng thời gian nhất định để cảm nhận được vị trí quan trọng của đối phương trong cuộc đời của mình mẹ đoán chắc là nó nghĩ thông rồi đón con về không phải là trách nhiệm hay nhất thời ngẫu hứng thế nên mẹ mong con con bình tâm suy nghĩ để biết mình cần gì và làm những gì mới là đúng đắn nhất. Nếu anh có ý muốn hàn gắn, vậy tại sao mỗi lần nói chuyện về một vấn đề nào đó, anh lại luôn cáu kỉnh khó chịu với tôi? Hơn nữa, anh và Nguyệt là như thế nào? Đến nay không một lời giải thích rõ ràng. Thứ tôi cần không phải là anh nói lời ngọt ngào là tôi sẽ quay lại. Tôi cần có là sự tin tưởng ở chỗ anh, muốn thấy thành ý và quyết tâm về một mái ấm gia đình. Nhưng đăng lại chưa cho tôi thấy điều đó ở anh con có từng nghĩ nó trưởng thành hơn con nó có những suy nghĩ định kiến riêng của nó con thì lại còn quá trẻ có những việc con làm mẹ thấy không được thỏa đáng cho lắm ví dụ như ngày hôm nay con không nên xúi giục một cô gái khác đến công ty của nó làm loạn con con biết là không nên nhưng mà con ghét Nguyệt. con không muốn cô ta đắc ý mẹ à không muốn cô ta được nhớ ý thì việc đầu tiên con cần làm đó chính là con phải bình tĩnh dù cô ta có nói gì có làm gì khiến cho con không hài lòng con cũng không nên bộc lộ ra ngoài cho cô ta nhìn thấy điều thứ hai đó là cô ta muốn thứ gì của con con buộc phải nắm chắc ở trong tay không được buông ra cho dù đó là thứ mà con không cần con cũng không được vứt đi lúc nào ấy con cũng tỏ ra là tự tin và chắc chắn mình là người chiến thắng khi con làm được những điều trên thì cô ta ở trong mắt con chẳng phải là một hạt bụi nữa. Và nó cũng tự chuốc bực bội về mình thôi. Con biết rồi ạ. Tầm tuổi của con ấy luôn muốn làm gì đó tạo ấn tượng với đối phương để đối phương nhớ nhung đến mình. Nhưng khi con trưởng thành rồi, ở độ tuổi của thằng Đăng, con sẽ thấy những điều đó là vô cùng ấu trí. Không phải vì Đăng là con trai của mẹ, mà mẹ nói giúp cho nó. Mẹ là mẹ thương con, Muốn còn chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động của mình. Mẹ không dám mong ngay tức khắc. Còn tha thứ cho lỗi lầm của thằng Đăng. Bởi vì nó sai. Nó đáng phải chịu sự lạnh nhạt của con. Nhưng nó biết sai. Nó biết sửa rồi. Đó là điều quan trọng. Và hơn hết, ý, con có nhìn thấy sự thay đổi của nó hay không? Con vẫn còn yêu nó. Có đúng không? Tôi rủ đôi mi xuống. Gật nhẹ đầu nói với mẹ. Bằng giọng điệu man mát buồn con sợ tình cảm của mình chả có ý nghĩa gì với anh ấy con cũng muốn chúng con được như những cặp vợ chồng khác nhưng mà con cũng sợ thêm một lần nữa bị bỏ rơi vậy nên con một nửa muốn đánh cược với duyên phận một nửa con lại muốn buông tay nhưng mẹ bảo con có thể ngay lập tức vui vẻ với anh ấy xem như không có chuyện gì con làm không được con cần thời gian mẹ ạ mẹ hiểu chứ con biết không Ngày xưa, lúc bố đi lấy người ta, mẹ cũng từng giống như con, có đau khổ, có thất vọng, có cả chán ghét với bố, có mông lung. Mẹ đã từng thử buông tay bố, nhưng lý trí lại không thắng được con tim. Một thời gian sau ấy à, lại cũng vì yêu mà mù quáng, chấp nhận bị mang tiếng là người thứ ba giật chồng của người khác. Nhưng mẹ không hối hận, bởi vì yêu là cho, dù biết mình ngốc nghếch, biết mình phải trả giá mà vẫn cố mềm lòng thêm một lần nữa bố mẹ yêu nhau thì dẫu có trải qua biến cố vẫn quay về với nhau còn con và đăng chỉ có mỗi mình con đa tình có lẽ lúc này mẹ nhắc đến một người mà con không muốn nghe nhưng mà mẹ vẫn muốn nói là ai à mẹ là diên đúng vậy người tôi không muốn nghe nhất chính là chị diên không phải tôi ghen tuông với chị ấy Hay ghét bỏ điều gì Mà là biết bản thân mình thua kém chị ấy Mỗi lần nghe thôi Đã thấy khác nhau một trời một vực Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra được rằng Ánh mắt và thứ tình cảm đậm sâu nhất Đang luôn dành cho chị ấy Mẹ không rõ với những cô gái trước kia Đang đối xử với họ ra sao Nhưng mà mẹ chắc chắn một điều Từ ngày con bước vào cuộc sống của nó Ngoài riêng ra Thì con là người thứ hai Nó quan tâm và đối tốt nhiều nhất đấy. Đó là thói quen đấy mẹ. Anh ấy nói với con là coi con như em gái. Nên chắc là đối tốt với con đã thành một phần trách nhiệm như đối với bố mẹ. Thế con đã từng nghe cái câu tình yêu có thể mất đi còn tình thân thì mãi mãi chưa? Nếu nó có nói nó đối tốt với con là bởi vì thói quen thì chính là nó coi con như một phần máu thịt không thể nào tách rời. Có lẽ chính nó cũng không biết từ bao giờ con hoàn toàn bước vào cuộc sống của nó Trở thành một phần không thể thiếu của nó Lần trước mẹ có đến công ty Mẹ gặp qua con bé kia rồi Khi mà ánh mắt đang nhìn con bé đấy Mẹ không biết phải nói thế nào cho con hiểu Nhưng mà mẹ dám chắc Đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông Nhìn đến một người phụ nữ mình yêu Vì mẹ chưa từng thấy ánh mắt thẳng đăng Nó nhìn riêng Khi mà con bé chưa lấy thiên Nó thậm tình ấy, Nó chất chứa nhiều điều lắm nhưng giờ thì không như vậy với mọi người nó đều dùng ánh mắt bình đẳng như nhau mà riêng với con thì nó khác khác chỗ nào à mẹ mẹ cũng nhìn thấy rồi đấy bọn con đến nói chuyện cũng không nhỏ nhẹ được với nhau đôi khi bất đồng quan điểm cũng là một mấu chốt giúp cả hai hiểu rõ về đối phương bố mẹ cũng có lúc cãi nhau quan trọng là cãi nhau xong là thôi không ghét bỏ không chán ngấy nhau là được mẹ biết là con không muốn làm lành với nó ngay mẹ cũng đồng tình còn lạnh nhạt cũng được thờ ơ cũng tốt đó là một phép thử tốt nhất cho tình cảm của hai đứa nếu sau tất cả đăng nó không thay đổi nó không lấy lòng con nó đổi lấy một nụ cười tiếng nói của con thì con ấy cứ rời xa nó lúc đấy mẹ không trách móc vâng con sẽ suy nghĩ kỹ lời của mẹ dạy ạ à. tôi từng đọc ở đâu đó rằng khi yêu phải biết phân tách giữa lý trí và con tim Để khi nào đau khổ Lý trí sẽ bảo mình dừng lại Kịp thời đúng lúc Nhưng tôi lại không làm được điều đó Ý chí không kiên định Bản thân lại không có chính kiến trước đăng Nói đúng hơn là khoảng thời gian chúng tôi xa nhau Chưa đủ để tôi hết yêu anh Tình yêu có một sức mạnh ghê gớm lắm Nó có thể hủy diệt tất cả những suy nghĩ Trong mỗi chúng ta Biến mình thành một kẻ ngốc nghếch Trước người mình yêu thương khi đã quyết định yêu ai đó, tôi thường dẹp bỏ những tính toan của lý trí. Bởi vì cho dù có lý trí đến đâu, cũng trở nên vô dụng trước con tim mà thôi. Tôi biết mình kém cỏi Có những lời đã nói ra nhưng lại không thể nào thực hiện được. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nghe lời góp ý của mọi người. Mẹ nói lạnh nhạt và thờ ơ sẽ là phép thử. Anh Duy nói muốn có một thứ gì đó thì cứ để cho nó trôi đi và cả lời của sư cô. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Suy cho cùng, vẫn là để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, không gượng ép, không cưỡng cầu. Nếu chúng tôi còn nợ, sẽ về bên nhau. Nếu hết duyên tôi chấp nhận buông tay, không vấn vương thêm nữa. Từ sau hôm nói chuyện với mẹ, tôi không còn quá để tâm đến đăng. Thay vào đó tôi chọn cách bình đẳng với anh, không gây hắn, không cãi nhau, không đôi co. Có lẽ không riêng gì mẹ nói chuyện khai sáng cho tôi, mà cả Đăng cũng đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng với bố mẹ. Thời gian trôi thêm một tuần nữa, anh Duy vẫn chưa ở Sài Gòn về, nhưng cũng không thiếu những cuộc gọi cho tôi. Không biết do tôi thay đổi, nên thấy ai cũng thay đổi, hay là do anh Duy có chút tâm sự gì đó. Mỗi lần anh gọi cho tôi, qua màn hình điện thoại, tôi cảm thấy anh cứ lơ mơ như người bị hớp hồn. Nói chuyện mà không tập trung cứ để tôi phải gọi mấy lần Và lại hỏi vừa rồi tôi đã nói cái gì Biểu hiện như vậy Sống như anh đang tương tư Một cô gái nào rồi cũng không biết chừng Vào một buổi chiều thứ sáu Tôi đang ở ngoài vườn hoa Tưới cây cùng với bác Tư Thì có một chiếc xe ô tô chạy vào trong sân Tôi đang ngó nghiêng xe máy đến Thì người đầu tiên bước xuống Không khỏi làm cho tôi ngạc nhiên Anh Thiên và anh Hiếu xuống xe Sau đó là vợ con của họ Có cả Quỳnh em gái út trong nhà bình thường chỉ khi bố mẹ đang mở tiệc mọi người mới có mặt đông đủ hôm nay cả nhà họ lại đến đây làm cái gì thế này tôi đặt vòi nước xuống đi đến và chào hỏi dạ em chào anh chị mọi người đều gật đầu đáp lại tôi con gái anh hiếu lon ton chạy lên phía trước con chào thím gì ừ, thím chào con thím ơi mau mau chuẩn bị đi chúng ta đi chơi đi chơi ư ừ. Tôi khó hiểu nhắc lại Chị Linh lúc này lên tiếng giải thích Ừ cuối tuần mọi người đều được nghỉ Mấy anh chị em nhà mình lâu rồi chưa đi chơi Sáng nay vừa lên kế hoạch Thế là chiều đi luôn ừ, Đi đâu thế chị Đi ba vì chơi Mà đang chưa về hả à em Dạ em không biết Anh ấy không sống ở đây à Nghe tôi nói như vậy Mọi người liền đưa ánh mắt nhìn nhau mấy giây Ngay sau đó Quỳnh lên tiếng Chắc anh ấy đang trên đường về lúc chưa em nhắn tin anh ấy bảo chiều họp xong sẽ về luôn thôi bọn mình cứ chuẩn bị trước đợi anh ấy về thì lên đường là vừa đẹp à tôi không biết kế hoạch của mấy anh em nhà này nên nhất thời không hào hứng cho lắm đang muốn từ chối xin phép thì bố vũ từ trong nhà đi ra nhìn thấy các con đến bố cười cười lên tiếng mấy đứa đến trời đi à vào nhà đi sao đứng hết ngoài sân thế này Cù Bình, con của anh thiên chạy tới ôm lấy chân của ông nội Ông ơi cả nhà mình đi chơi đấy Đi đâu thế này Đi ba vì chơi ông ạ à? Con và em bông mang nhiều đồ chơi lắm Cho cả em ăn chơi cùng Thế à Thế sao mấy đứa đi chơi Mà ông bà lại không biết cái gì thế này Bố Vũ vừa nói hết câu Anh Thiên mặt lạnh tanh lên tiếng Gia đình bốn anh em bọn con đi thôi Bố mẹ có tuổi rồi Nên ở nhà Ơ ừ, cái thằng này Bố mẹ mà thèm đi à Để cho mấy đứa trẻ các con đi chơi với nhau dạ vâng bố mẹ chỉ đi bây giờ chắc là trông cháu cho các anh các chị thôi chứ còn chơi được cái gì mấy đứa nhóc quay bọn con giao cho cái quỳnh nó trông quỳnh nghe xong thì bất mãn em biết ngay mà anh chị chỉ xem em như ô xin trong nhà ai mượn cô không lấy chồng đi mà có người yêu cũng được nhưng tiếc ý là không có thì phải chịu thiệt thòi đơn giản thế thôi anh thiên anh chị tự đi mà trông cu bin vợ chồng anh thiên không đáp còn mọi người thì bật cười thành tiếng chị diên nhìn tôi nói gì này em vào chuẩn bị đồ cho hai mẹ con đi chúng ta đi hai ngày ba đêm nhé dạ vâng ạ à. dạ cái gì mà dạ đi nhanh lên em em có thể tôi đang muốn hỏi em có thể không đi được không thì chợt tiếng còi xe ô tô của đăng kêu lên vài tiếng mọi người cùng quay đầu nhìn đến anh bước xuống xe trên tay cầm theo một chiếc túi đi đến bên cạnh tôi nói một câu anh chuẩn bị hết rồi chúng ta đi chơi thôi tôi còn chưa đồng ý cơ mà mọi người đi chơi đều lên kế hoạch với nhau từ trước ư trong khi có mỗi mình tôi là người biết cuối cùng tôi không mấy hòa nhập với anh em nhà đăng thì sao có tiếng nói chung với họ được đây tôi ngập ngừng đứng yên một chỗ nhìn mọi người chị diên thấy tôi không nhúc nhích liền tiến tới vừa đẩy tôi đi vào nhà, vừa nói với tôi. Chị em mình đi tìm mẹ Tuyết, đón cái An nhé. Nhanh, kẻ mọi người đợi lâu. Chúng tôi lên phòng, chị Diên bế An giúp tôi. Còn mình đi lấy thêm một số vận dụng cần thiết cho con, bởi vì sợ đang mang không đủ. Lúc lên xe, mọi người đều ngồi theo cặp với nhau. Nhưng tôi không muốn ngồi với Đăng, nên tôi xuống dãy ghế bên dưới, ngồi với Quỳnh. Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, một bàn tay vươn ra giữ lấy cánh tay của tôi. Lên đây Không tôi Không đợi tôi nói hết cầu Quỳnh đã cắt ngang ngay Chị Di ngồi với anh Đăng đi Em có pin với lại bông Ngồi cùng rồi ạ à. Mọi người cũng đồng loạt lên tiếng Bảo tôi phải ngồi với Đăng Và nhất quyết không cho tôi có cơ hội từ chối Thành ra tôi đành ngoan ngoãn Ngồi xuống cạnh anh Suốt dọc đường cũng không nói gì với nhau Dừng xe trước một căn villa Nơi đây hình như mới được xây nên vừa đẹp vừa rộng rãi thoáng mát. Có bể bơi, có sân cỏ, có cả những dịch vụ tiện ích khác. Mấy đứa nhỏ vừa xuống xe, liền nhanh chân chạy vào trong, mặc người lớn chúng tôi ở ngoài này, xách đồ vào sau. Vì gần xế chiều, mọi người cất đồ đạc vào phòng riêng của mình, sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Bé An đã biết ngồi, lại có cô Bin và bé Bông bên cạnh, nên tôi để con gái ngồi chơi cùng với hai em, còn mình thì vào phụ giúp các anh chị một tay mọi người nhìn thấy tôi thì lên tiếng em cứ ra với bé an đi trong này có anh có chị là được rồi dạ không sao con bé cũng ngoan có bin và bông chơi cùng rồi ạ à. chị diên ngó nhìn đến mấy đứa trẻ ngồi chơi giữa nhà rồi mỉm cười nói với tôi ừm thế ở đây nói chuyện với bọn chị cũng được dạ vâng câu chuyện của mọi người hầu như chỉ xoay quanh việc sẽ chế biến làm những món gì Ngày mai sẽ đi chơi ở đâu Mặc gì để chụp ảnh cho đẹp Một lúc sau hết chuyện để nói Lại kể về thời yêu đương ngày xưa Của các anh chị ấy Tôi ngồi nghe mà chỉ biết nhoèn miệng cười khổ Bởi vì mình không giống như họ Mọi người ai cũng trải qua một số chuyện Mới đến được bên nhau Nhưng quan trọng là hai bên đều có tình cảm Còn tôi và Đăng Thì không Không biết nói gì cùng mọi người Tôi đành chọn cách im lặng Chị Linh thấy tôi ngồi im Thì lên tiếng hỏi tôi dạo này còn bán tranh không em dạ em vẫn bán nhưng không nhiều như trước ạ à? ừ, làm về đam mê thôi em còn trẻ thì cứ chơi tẹt ga đi nhưng chị linh tại sao chị biết em bán tranh ạ à? à thì chị vô tình thấy bình luận trả lời khách hàng của em trên facebook ấy mà dạ vâng thế có khách hàng nào thường xuyên ủng hộ cho em không khách đồng nên tôi chả nhớ được ai nhưng có những người bạn ủng hộ nhiều lần, đôi khi cũng thường xuyên nói chuyện phiếm, thành ra cũng có chút ấn tượng trên Facebook. Dạ, cũng có chị ạ. À? Ừ, thế là tốt rồi. Không hiểu chị Linh hỏi mấy vấn đề đó làm gì, chắc thấy tôi cô đơn lạc lõng trong câu chuyện của mọi người quá, nên hỏi vài câu để tôi trả lời cho đỡ quê đi mà. Hết chị Linh lại đến Quỳnh, cô ấy hồn nhiên hỏi tôi một câu. Chị Linh và chị Diên, đều kể về tình yêu của mình rồi. Chị Di này, chị kể về tình yêu của chị và anh Đăng đi. Khi nghe câu này, bớt giác tôi ngẩng đầu nhìn Đăng. Vừa hay anh cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Không rõ anh có ý gì, nhưng tôi có thể nghĩ chắc anh không muốn nhắc đến. Dù sao, cũng chả có gì đặc biệt để nói. Mà mọi người ở đây, ai cũng biết cả rồi. Không biết phải xưng hô với Quỳnh thế nào, bởi vì cô ấy lớn hơn tuổi tôi. Tôi lại không phải là chị dâu của cô ấy nên khi quỳnh gọi tôi là chị xưng em tôi cảm thấy ngại ngùng lắm nhưng rồi tôi trả lời theo ý của mình bất đặc sĩ thành vợ chồng không hợp pháp và bây giờ thì không là gì cả không khí bắt đầu trở nên gượng gạo bởi câu nói của tôi nụ cười trên môi mọi người cũng dần tắt xuống tôi vờ như không để ý truyền tâm xin từng miếng thịt vào que quỳnh chật cười lên một tiếng để xua tan sự yên tĩnh quên không nói thêm nếu như chị di xấu hổ thì thôi chuyện tình yêu riêng tư mà nhở hai anh chị biết với nhau như thế là được rồi quỳnh nói đến đây thì dừng lại truyền tầm mắt đến đăng rồi nói tiếp anh đăng em nói như thế có đúng không anh không biết ô sao lại không biết em tưởng anh là người biết rõ nhất chứ em nhiều chuyện vừa thôi lo mà kiếm người yêu đi ế đến nơi rồi đấy em mà có người yêu bây giờ ấy à các anh các chị phải khóc thét Biết vì sao không? Mọi người làm như không quan tâm. Sau đó Quỳnh lại tự nói ra. Vì mỗi lần đi chơi à? Chả có ai trông con cho các anh các chị. Rồi xem tối mà không có em ngủ với bọn nhỏ. Vợ chồng mấy người cũng ngủ ngon với nhau được không? Anh Thiên lúc này mỉm cười hỏi em gái. Ai, à, có tầm quan trọng quá nhỉ? Chứ sao? Nhưng mà em không coi không công đâu đấy. Mỗi nhà phải trả cho em thù lao xứng đáng. Riêng nhà anh Đăng, em trông miễn phí tối chị gì cứ để bé an ngủ với em em đảm bảo con bé ngủ ngon đến sáng ngày hôm sau luôn đi chơi ở một nơi đẹp như thế này rất thích hợp cho các cặp vợ chồng tận hưởng không gian riêng tư mà không bị vướng bận bởi con cái nhưng nhà các anh chị ấy không muốn bị làm phiền thôi còn tôi và đang có gì với nhau đâu mà phải để con gái ngủ với quỳnh chứ vậy nên tôi từ chối di ngủ cùng an quen rồi không có con bên cạnh di không ngủ được có anh đang ôm chị rồi còn gì Kiểu gì chị cũng ngủ ngon Quanh đi quần lại Cũng chỉ là muốn tạo điều kiện cho tôi và Đăng Được ở riêng cùng với nhau Bồi đắp tình cảm Tiếc là đã phụ lòng tốt của Quỳnh Không muốn trở thành tâm điểm nói chuyện của mọi người Tôi xin phép đi nấu bột cho con Để mọi người ở lại trò chuyện với nhau Vừa đặt được cái nồi lên bếp Thì Đăng đứng phía sau tôi từ bao giờ Bất ngờ lên tiếng Để anh nấu cho Em đi tắm cho con đi. Nấu xong thì tắm cho con cũng được mà. Thôi được, anh nấu cùng với em. Đương nhiên là tôi không muốn. Nên đành mặc anh ở đây một mình. Còn mình thì ôm an vào trong phòng tắm cho con. Con gái tôi có cái tật. Cứ mỗi lần đi tắm là phá phách. Vùng chân vùng tay. Làm ướt hết cả người của tôi. Thành ra tắm cho con xong. Thì tôi phải chuẩn bị đồ tắm cho mình. Tôi bế an ra ngoài. Đang mặc quần áo cho con. Thì đang mang bắt bột vào. Tôi thoáng nhìn lướt qua anh Tính nhờ anh trông con giúp Nhưng tôi không nói thẳng Mà nói bóng gió với An để cho anh nghe Con ngồi chơi một lát nhá Mẹ tắm gội một chốc Mẹ lại ra với con ngay Thấy người tôi ướt đường hết Chắc anh cũng hiểu ý tôi Nên đặt bát bột xuống bàn Rồi đi đến giường ngồi xuống bên cạnh con Em cứ đi tắm đi Để anh chơi cùng với con Tôi không trả lời Cũng không gật đầu hay là nhìn đến đăng chỉ đứng thẳng người dậy Đi đến tủ treo đồ Lấy một bộ quần áo ngủ Được đang chuẩn bị trước đó Mang vào trong phòng tắm Vừa tắm gội xong Đang ngâm mình trong bồn tắm Thì bên ngoài tiếng bé An đột nhiên khóc lớn Tôi vội đứng dậy Mặc nhanh quần áo Và bước ra bên ngoài Thầy Đằng đang bế con vác trên vai Đi qua đi lại trong phòng Để dỗ con bé Nhưng mà con bé không chịu nín Không biết đang chơi với con kiểu gì Mà để cho con bé khóc như vậy An ngoan, đừng khóc nào. Mẹ đây, mẹ đây. Người thấy trên mùi con có mùi. Chắc là con bé ị bậy. Tôi kéo tã ra kiểm tra thì đúng là không sai chút nào. Ôm con vào trong phòng tắm. Tôi thay tã và rửa sạch cho An. Sau đó bế con ra ngoài. Đang tính lấy tã mới thay cho An. Thì Đăng đã lấy giúp tôi. Không biết lúc đó Đăng đang nghĩ cái gì. Nhưng tôi thấy anh cứ đứng được ra đó mấy giây. Ánh mắt hướng về phía mẹ con tôi Dường như không chớp mắt Tóc của em đang ướt Em xấy khô trước đi Để An anh bế cho Không cần đâu Tôi tự làm được Nói xong tôi bế An lấy bát bột thổi thổi Sau đó đút cho con ăn Đang biết tôi không muốn nhờ anh Nên anh chẳng nói chẳng rằng gì nữa Mà tự nhiên đi đến tủ Lấy máy xây tóc Để xây tóc cho tôi Cũng rất lâu rồi đang không đối xử với tôi như thế này nên nhất thời làm tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây Viền mắt bỗng dừng lại cay cay May sao còn không chế được Không để rơi nước mắt Tôi gạt tay đằng ra Cố giữ cho giọng nói không lạc đi Để đấy tôi tự xấy Em ngồi yên nào Tôi bảo là Tôi muốn nói rằng tôi bảo không cần Nhưng đang không cho tôi có cơ hội Em cứ tập trung cho con ăn đi Còn ra ngoài ăn tối nữa Vậy thì anh cho An ăn đi Tôi tự mình làm được đang dừng lại suy nghĩ vài giây Sau đó cũng đồng ý với yêu cầu của tôi Một lát sau chúng tôi ra ngoài phòng khách Mọi người đều chuẩn bị xong Chỉ còn đôi mỗi chúng tôi Tôi kéo ghế ngồi giữa chị Linh và Quỳnh Nhưng rồi cô ấy lại đứng dậy nhường chỗ cho Đăng Anh Đăng ngồi đây đi Còn tiện lấy đồ ăn cho chị chứ Ừ, thế em qua kia ngồi đi Trong lúc dùng bữa Mọi người ai cũng uống rượu Có mỗi tôi và bọn trẻ là uống nước ngọt Đăng cũng không uống nhiều Chủ yếu là ngồi bóc hải sản cho tôi Thì thoảng có chấm vào miệng cho con bé An Nếm thử một ít Bởi vì có mặt các anh chị trong nhà Tôi dù không muốn đón nhận hành động này của Đăng Nhưng phải giữ thể diện cho anh Vừa là để mọi người không nghĩ Tinh khí của tôi khó chịu Không được tốt Chú Đăng ấy bóc cho con Và anh Bin nữa à Con cũng muốn ăn Bông để bố bóc cho Chú Đăng phải bóc cho vợ chú ấy chứ Nhưng mà con muốn chú Đăng bóc cho con cơ mẹ nói con có nghe không bé bông bị mẹ nạt thì mặt lập tức bí xị xuống trông vừa tội vừa đáng yêu tôi không muốn cứ ăn đồ của đăng lấy cho mình mãi nên gắp bỏ vào bát cho con bé bông à con thích ăn ấy con ăn đi bông không dám ăn mà đưa mắt lén nhìn đến mẹ như muốn hỏi ý kiến thấy mẹ lườm cho một phát thì vội vàng gắp trả lại cho tôi con không ăn nữa đâu ạ à? bố bóc cho con rồi đang rất thương mấy đứa nhỏ Nên tự tay bóc vỏ và bát cho bông và bin. Đây nhá chú bóc cho hai đứa rồi Ăn đi Không sợ mẹ mắng đâu Vâng ạ à, bọn con xin chú ạ à? Cô Bin vẫn chuyên tâm để gặm đùi gà Còn bông thì vui vẻ thở tay Bốc cho vào miệng và nhai ngâu nghiến Người lớn chúng tôi thấy cảnh này Chỉ biết đưa mắt nhìn nhau và cười một tiếng Ăn xong cũng đến gần 9 giờ tối Về phòng vệ sinh cá nhân xong hai mẹ con tôi trèo lên giường ngồi chơi với nhau còn đang lúc này mới đi tắm anh đang tắm thì điện thoại có người gọi đến một cuộc rồi hai cuộc nhưng tôi nhất quyết không nhìn đến không động vào cũng không nói cho đang biết nhớ lần trước động vào có một tí lại bị anh nhắc nhở với cái giọng thái độ ai biết được lần này động vào anh có chửi té tát vào mặt tôi không vậy nên coi như điếc không cần biết không có người bắt máy nhưng người bên kia vẫn kiên nhẫn gọi lại đến cuộc thứ ba lúc này đang ở trong phòng tắm mở cửa thò đầu ra và nói vọng với tôi dì ơi em xem ai gọi giúp anh với điện thoại là quyền riêng tư của mỗi người tôi tốt nhất không nên động vào anh cho phép em động em nhìn giúp anh đi anh tự ra mà xem nếu em không xem giúp anh em đưa cho anh cũng được xem ai gọi mà nhiều thế em lấy giúp anh với hay là anh khỏa thân anh bước ra lấy nhá." Cái tên thần kinh đó không chịu tức cho tôi bực mình thì anh ta không chịu được. Tôi lườm xéo anh một cái, hậm hực cầm lấy chiếc điện thoại, bước xuống giường, mang đến cửa phòng tắm. Khi ánh mắt của tôi vô tình lướt qua màn hình điện thoại, dòng chữ thư ký hiện ra trước tầm mắt, lòng tôi liền xuất hiện một cảm giác khó chịu. Hóa ra là người yêu của anh à? Chẳng trách không thấy người bắt máy, lại gọi điện liên tục như vậy. Này, điện thoại của anh cảm ơn em đưa xong tôi quay lại với con mặc cho người kia có được điện thoại thì lập tức đóng cửa phòng tắm đứng trong đó nói chuyện vừa trèo lên giường ngồi xuống bên cạnh an thì anh duy lại gọi điện cho tôi dạ em nghe đang làm gì thế em đang ngồi chơi với con còn anh ạ à? anh đang ngồi nhớ em với bé an đây anh nói đùa kiểu đấy sợ chết đi được em không cần anh nhớ đến em đâu nhớ con gái em là được rồi mới nói như vậy mà sợ rồi à? Vâng, sợ chứ. Em với anh có phải người yêu hay là máu mù gì đâu? Nói nhớ nhung như thế ngại lắm. Lần sau ấy anh đừng nói như vậy nhá. Được rồi bà cô của tôi. Em mở laptop đi. Anh nói chuyện với an một chút. Tôi không mang theo máy tính của mình nhưng đăng thì có. Tôi liếc đến nó đang được đặt trên bàn. Định bụng không thèm đụng tới nhưng mà anh duy cứ hối tôi mở laptop nói chuyện video. Thêm nữa máy tính đó ngày trước đang mua cho tôi. Như vậy có được xem là tôi dùng đồ của mình không nhỉ? Suy nghĩ một hồi tôi quyết định không sờ vào. Dù sao cũng chẳng phải là tiền mình bỏ ra mua. Tôi nói với Duy. Em mở điện thoại nhá. Hôm nay không có laptop của em ở đây. Em đi đâu à? Dạ vâng. Các anh chị tổ chức đi chơi. Em không muốn đi cũng không được anh à. Em ngủ cùng phòng với Hải Đăng à? Dạ vâng. Nhưng lát em đuổi anh ta ra sofa nằm. Mẹ con em ngủ trên giường Gì này Em dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy sao Em phải cứng rắn hơn chứ Có muốn quay lại Em phải hành anh ta lên bờ xuống ruộng một trận Cho anh ta chừa đi chứ Như vậy sau này Anh ta mới biết quý trọng em Không còn gay gắt phản đối tôi Về nhà họ Vũ như lần trước Thái độ của Duy lần này có vẻ nền nã hơn Không muốn nói đến vấn đề này với anh ấy Tôi chỉ ẩm ừ cho qua chuyện Sau đó tôi mở video cho anh duy nhìn thấy chúng tôi màn hình vừa hiện ra anh ấy liền làm mặt xấu để chiêu an khiến con bé cười khúc khích đưa tay chạm đến màn hình điện thoại bé ăn thối có nhớ chú duy không mấy hôm nữa chú về mua thật nhiều quà và đồ chơi cho con nhá cười lên chú xem nào cháu bảo đợi quà của chú duy muốn thành hưu cao cổ rồi chú nhanh nhanh về hà nội đi ạ à. ừ mấy hôm nữa xong việc chú về ngay À anh ơi, hôm trước em gửi bản vẽ qua email cho anh. Anh xem chưa? Sao mà chả thấy phản hồi gì thế? Anh quên mất đấy. Bận nhiều việc quá. Để anh bảo Hào xem rồi trả lời cho em nhé. Dạ vâng. Bạn này, em nên dành thời gian cho mình và bé An đi, làm việc ít thôi. Em còn trẻ mà, phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền chứ. Anh giàu như vậy rồi, còn làm ngày làm đêm, bận rộn suốt, em nghèo thế này, càng phải cố gắng nhiều hơn ạ. À. Em không thiếu tiền tiêu đâu Mà em phải sợ Tôi nghĩ chắc ý anh Duy nói Là tôi có gia đình đang ở phía sau Nên không sợ nghèo Nhưng tôi không có ý phụ thuộc vào họ Ai biết được một ngày nào đó rất gần Tôi phải rời đi thì sao Thế nên độc lập tài chính là thích nhất Sợ chứ anh Nghèo khổ lắm ạ à? Vậy thì về với anh Anh nuôi em cả đời Dứt lời cửa phòng tắm mở ra với tiếng động rất mạnh Tôi giật mình ngoái đầu nhìn lại Thấy chân mày của Đăng cao có Sắc mặt trông khó coi vô cùng Không biết vừa rồi Đăng có nghe thấy Duy nói gì không Nhưng tôi vừa ngại Anh ấy cũng vừa không muốn Đăng nghe được Nên quay đầu nhìn đến màn hình điện thoại Định chuyển chủ đề Miệng vừa mấp máy còn chưa kịp nói Thì người đằng sau đã lên tiếng rồi Muộn rồi đấy Không cho con đi ngủ đi Con ngồi đấy mà nói chuyện Có biết trẻ con nhìn vào màn hình điện thoại nhiều Là hại mắt lắm không thái độ nhắc nhở không mấy thân thiện của đăng làm cho tôi có chút không hài lòng anh nghĩ đến con muốn tốt cho con không cho tôi nói chuyện thì có lại dùng cái ngữ điệu như khiển trách tôi ghét thật anh duy từ đầu dây bên kia chắc cũng chả ưa gì thái độ của đăng từ bao giờ tổng giám đốc đăng lại biết quan tâm đến con gái như vậy chuyện của gia đình tôi không cần một người ngoài như cậu xía vào tôi quan tâm con gái hay không không phải bày ra cho cậu thấy Ồ tôi là người ngoài ấy à Anh bảo tôi là người ngoài Vậy anh là người nhà của Di sao Nếu tôi nhớ không nhầm Hai người chả có quan hệ gì Miễn cưỡng mà nói Anh chỉ là một thằng chồng hờ Một người bố vô lương tâm Vô trách nhiệm mà thôi Này tốt nhất đi Cậu tránh xa mẹ con Di ra Tôi cảnh cáo cậu nhiều lần rồi đấy. Anh nghĩ rằng tôi sợ anh à? Xin lỗi nhá. Việc anh cảnh cáo, anh cứ cảnh cáo. Tôi và Di vẫn qua lại là việc của chúng tôi. Hơn nữa Di thân với tôi hơn anh nhiều. Thử hỏi Di xem, em ấy muốn nói chuyện với tôi hay là muốn nói chuyện với anh. Đương nhiên tôi muốn nói chuyện với người nào làm cho tôi thoải mái nhất, không kể là Đăng hay là Duy, miễn là người nào trong số họ cũng đừng làm cho tôi bực dọc khó xử. Nhưng trước câu nói của anh Duy, nếu Đăng hỏi tôi thật, tôi sẽ nói rằng mình thích nói chuyện với duy hơn. tôi không muốn nghe hai người cãi nhau. tôi nói với đăng. anh ra chỗ khác đi. cho người ta nói chuyện điện thoại. việc gì tôi phải đi đâu? anh không đi cũng được. nhưng anh đừng chen vào câu chuyện của người khác. như thế mất lịch sự lắm. ý của em nói rằng, tôi không lịch sự à? anh duy lúc này lên tiếng chen ngang. gì nó nói quá đúng? anh nghĩ mình bị oan à? cái thằng kia. Cầm mồm đi Cậu đúng là bất lịch sự Không kém gì tôi đâu Tại sao tôi phải lịch sự với một người như anh Nói rồi đang không thèm đôi co với Duy Ngay lập tức rút điện thoại trong tay tôi Và ấn tắt đi Bị giật mất điện thoại Còn bị anh đút vào túi quần Tôi không vui nói ngay Anh trả điện thoại cho tôi Đi ngủ Không tôi không muốn anh động vào điện thoại của tôi Anh trả đây Tại sao phải trả Bởi vì đó là đồ của tôi nhưng mà tôi không thích trả đấy Em có giỏi Em thò tay vào túi quần của tôi mà lấy đi Anh Tôi trường mắt nhìn Đăng đầy bất mãn Trái ngược với tôi vẻ mặt của anh lại ung dung và đầy đắc ý Đăng leo lên giường Nằm thoải mái vật ra một bên Đưa tay bẹo vào má của con gái Con gái à Chúng ta đi ngủ thôi Ngày mai còn đi chơi nào Bé An như hiểu được ý của Đăng. Con bé bò sát lại gần anh. Từ từ nằm xuống bên cạnh Tôi không muốn ngủ chung giường Lại chưa đòi được điện thoại Nên nhất quyết sốc người của đang dậy Anh đưa ra ghế sofa mà ngủ Giường này là của mẹ con tôi Hết chỗ cho anh rồi Có thêm hai người nữa Thì ở đây vẫn đủ chỗ Nên đừng có nói hết Anh có đi ra không Anh trả điện thoại cho tôi Tự thò tay vào mà lấy Tôi không muốn nhiều lời Cũng không thèm kiêng rẻ gì nữa Bà luồn tay vào túi quần của Đăng để lấy điện thoại, nhưng vừa đút vào chưa được mấy phân, Đăng liền giữ lấy cổ tay của tôi, bày ra bộ mặt của người bị hại. Làm cái gì đấy? Muốn sàm sỡ tôi à? Không thèm. Đăng lần mò tôi đấy, không thèm cái gì. Từ bao giờ anh lại chai mặt thế hả? À? Tôi vốn chai mặt mà chẳng qua không cho em biết thôi. Đúng, anh chỉ để thư ký của anh nhìn thấy thôi. Tôi biết mà. Vẻ mặt của Đăng lập tức tối sầm xuống Dần dần chuyển sang một màu đen xám xịt Anh trao mày nói với tôi Tại sao em cứ nhắc đến người ngoài như vậy chứ Người yêu của anh mà Đâu phải là người ngoài Tôi mới là người ngoài Trong cuộc tình của hai người Vừa rồi nói chuyện Chắc cũng đỡ nhớ nhau rồi nhỉ Thế tại sao anh không đưa cô ta đến đây Anh đưa tôi và bé An đi làm gì Vừa va vũ vẩn Nói linh ta linh tinh Không hề Tôi không thèm cãi nhau với em cho An ngủ đi, mắt con nó díu chặt vào nhau rồi kia kìa. Tôi nhìn đến bé An, thấy con đúng là buồn ngủ thật. Nhìn vẻ mặt tiêu nghỉu, mặt lìm dìm trong buồn cười không chịu được. Tôi quay sang đăng và hỏi. Anh trả điện thoại cho tôi. Đi ngủ thì trả. Được, vậy anh ra sofa nằm đi, rồi mẹ con tôi ngủ ở đây. Lên giường. Nếu vậy, thì anh nằm đây với con. Tôi ra ghế sofa tôi ngủ nói xong tôi không buồn quan tâm đến bất cứ chuyện gì tôi giật tay ra khỏi đăng ôm lấy gối tính ra sofa để nằm thật đang thấy tôi cường quyết không chịu ngủ chung giường anh ngồi bật dậy thở hắt một hơi đúng là chịu thua em rồi em lên giường ngủ đi tôi ra ghế sofa nằm sau khi người ấy bước đi đợi tôi và con nằm ngay ngắn cạnh nhau đang mới tắt điện sáng trong phòng không rõ vì lạ nhà hay bì vì trong căn phòng bao trùm bởi không gian yên tĩnh, còn có người đó mà tôi cứ nằm chằn chọc mãi không sao ngủ được. Không thể ngủ, không thể xoay người bởi vì sợ phát ra tiếng động thì người đó biết rằng tôi đang còn thức. Tôi cứ nằm mãi, nghĩ về những chuyện ngày xưa, nghĩ đến tương lai sau này. Phải trải qua một lúc rất lâu, đến khi mắt mỏi mới chịu nhắm lại. Đang lưu diều chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm nhận phía đệm giường nhẹ nhàng lún xuống Tiếp theo đó là mùi hương quen thuộc dễ chịu, quanh quẩn nơi chóp mũi, làm tôi dễ dàng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi mơ màng, nhưng lại không mở được mắt. Một bàn tay từ từ cử động, chạm vào cái thứ gì đó rất cứng. Một cảm giác âm ấm, lan tỏa khắp lòng bàn tay. Tôi tò mò, chậm rãi hé mở mì mắt, chợt nhận ra mình đang nằm, cắp chặt vào người của Đăng. Một bàn tay vô duyên đến nỗi, nằm trọn vẹn trong quần anh từ bao giờ tôi giật mình mở to hai mắt không biết người này leo lên giường ngủ cạnh mình từ lúc nào tôi đang định rút tay về thì bị đang giữ chặt lại tôi ngẩng đầu nhìn anh vừa mở miệng muốn bảo anh bỏ tay ra thì đang nói trước nằm yên đi nào đừng làm cho con thức giấc anh buông tôi ra xấu hổ à có phải lần đầu em mò tay vào quần tôi đâu ngày trước đêm nào ngủ em cũng mò vào mà Thật sự là không thể nào ngủ yên được với em. Anh đừng có liên thuyên. Tôi không bao giờ làm như vậy. Chẳng qua anh dậy sớm hơn em. Anh nhẹ nhàng bỏ tay em ra thôi. Anh nói dối. Vừa nói tôi vừa giật mạnh tay ra và đấm mạnh một phát vào bụng của Đăng. Có lẽ vì bất ngờ, cũng vì lực đấm khá mạnh nên Đăng kêu lên một tiếng, ôm bụng nằm co xuống. Em ác vừa thôi. Đấm đau lắm đấy. Đáng rồi. Em quá đáng. Ừ, Bỏ mặc đăng trên giường, tôi nhảy xuống đất, đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Đến khi bước ra vẫn thấy anh nằm co do. Tôi sợ làm anh bị thương thật, nên đẩy nhẹ vai của anh. Này, anh dậy đi. Tôi đào bụng. Nhưng mà tôi đấm nhẹ mà. Nhẹ, nhẹ lắm ấy. Em cứ thử là tôi đi, xem có nhẹ hay không. Nhìn thấy nét mặt của đằng nhăn nhó, hơi đỏ lên, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Lúc này tôi cũng biết sợ rồi. Tôi lo lắng hỏi anh Đau lắm à Ừ Tôi xin lỗi Tôi không cố ý Đúng Em chỉ cố tình thôi Không Tôi không muốn làm anh đau đâu Thật đấy Tôi xin lỗi Anh có làm sao không Tôi gọi anh Thiên với anh Hiếu sang xem thế nào nhé Không cần đâu Đánh thức con Rồi ra ngoài trước đi Lát tôi khỏi Tôi ra sau Mặc dù khá lo lắng cho Đăng Nhưng anh nói như vậy rồi Tôi có ở lại cũng chả giúp được gì. Đánh im lặng làm theo lời của anh nói. Khi đó tôi lo lắng cho anh bao nhiêu thì Đăng lại vui vẻ bấy nhiêu. Sau này tôi mới biết không phải tôi đấm anh đau bụng mà là một lý do khác làm cho anh không chịu nổi mà nhăn nhó khó chịu. Ngày hôm đó chúng tôi đi chơi rất nhiều địa điểm ở vườn quốc gia Ba Về. Cũng vì mọi người chuẩn bị chụp ảnh riêng với Đăng không biết bao nhiêu kiểu. Đi chơi cả một ngày dài như vậy vui có mà mệt cũng có vừa về đến phòng tôi liền ôm lấy chiếc giường và thầm kêu than ôi mẹ ơi mệt chết đi được đau chân quá đi thôi mặc cho con bé con bám giết lấy đằng tôi nằm dài trên giường chùm chăn kín mít và nằm nghỉ ít phút được một lúc tôi mở điện thoại ra lướt Facebook bất ngờ thấy ngập tràn thông báo mọi người yêu thích và bình luận bài viết của tôi được gắn thẻ mới đầu tôi còn tưởng là bài đăng của một trong ba bà kia ai ngờ không phải như vậy Người đăng bài gắn thẻ tôi chính là nick Facebook Hải Đăng. Hiện rõ một một. Tôi bị đưa ra mấy giây không hiểu vì sao bài viết của Đăng lại có liên quan đến mình khi mà tôi đã tự tay chặn anh hai lần. Chả có nhẹ đang Đăng thấy tôi chăm chú, nhìn đến điện thoại, anh lên tiếng hỏi tôi. Xem cái gì mà thất thần thế? Tại sao lại gắn thẻ được cho tôi thế này? Thì là bạn bè trên Facebook. Nhưng mà tôi chặn anh rồi mà, anh gỡ ra lâu rồi Tự mình gửi lời kết bạn Cũng tự mình chấp nhận Thay em luôn Anh tự ý mở điện thoại của tôi ra xem á Không Là anh vào nick facebook của em mới đúng chứ Tại sao anh vào được Anh hack nick của tôi à Không Lúc em đi Điện thoại và máy tính đều để lại Em không thoát thích Anh vào được là chuyện rất bình thường Anh Không làm gì được đăng Lại vì mệt mỏi Nên tôi không nói nhiều với anh nữa tôi tự mình gỡ thẻ rồi nói với anh. Tôi không thèm nói với anh, anh trông an đi, tôi đi tắm rồi ngủ đây. Vì ngoài mệt quá nên tôi ngủ một mạch đến tối, chẳng biết trời trăng ra sao. Đến khi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Từ phòng ngủ đi ra thấy bên ngoài trống trơn, chả có lấy một bóng người. Tôi tưởng mọi người vào chung phòng của một ai đó, nên lần lượt gõ cửa từng phòng. Nhưng tôi gõ mãi, chả có ai bên trong đang thắc mắc khó hiểu định lấy điện thoại gọi cho mọi người thì tin nhắn của quỳnh gửi đến cho tôi chị ra ngoài sân cỏ đi mọi người đang ngoài này chờ chị đấy tôi tắt điện thoại một mình lóc cóc đi ra ngoài sân cỏ tôi qua ngoài này còn có ánh điện sáng hôm nay chẳng biết vì sao mà mất điện tối thui như mực tôi phải bật đèn pin điện thoại mò mẫm đi ra ngoài mới không bị vấp đi được một đoạn bất ngờ có một người phía sau ôm chầm lấy tôi tôi giật mình vùng vẫy khỏi người đó miệng vừa định kêu lên thì một giọng nam quen thuộc lên tiếng đừng sợ là anh đây tôi biết người đó là đăng tôi mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không quên gỡ tay của đăng ra anh làm cái gì thế anh buông ra đi em đứng yên đi rồi anh mới buông em ra thôi được tôi nghe lời đứng yên một chỗ đang vừa buông tôi ra Thì đèn điện bất ngờ sáng lên Hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh có bóng bay Có hoa hồng trải dài trên nền cỏ Và cả một bó hoa hồng to bự Được đặt nằm ngay ngắn trên bàn Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Mà vẫn chưa hình dung ra chuyện gì Sắp diễn ra Cho đến khi mở miệng định hỏi Thì một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi của tôi Trước sự chứng kiến của rất nhiều người Giây phút đó tôi bàng hoàng mở to hai mắt Toàn thân chật cứng đơ như tưởng nhật thời không sao tin nổi tại sao đăng lại chủ động hôn tôi nụ hôn ấm áp của anh quật lòng tôi phát đau lúc đó sâu tận trong tâm hồn trào ra vô số cảm xúc có yêu say đắm có nỗi khắc khoải nhớ mong lại có mê man giận hờn đau đớn không cam lòng trong một khắc này tất cả những cảm xúc đó lại hóa thành nỗi khiếp sợ trong tôi cảm giác hỗn độn như nước lũ bùa vây lấy cơ thể của tôi Mỗi vị môi lưỡi đàn ông sộc thẳng vào khoang miệng, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ. Trong phút chốc, tưởng như có thể cuốn phăng mọi lý trí của tôi, khiến cho tôi mê muội, xa chân lạc lối vào trong đó. Đang từ từ rời khỏi môi tôi. Anh lấy ra trong túi áo khoác, chiếc nhẫn cưới ngày trước, dơ ra trước mặt tôi. Anh xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em. Anh biết dù có nói bao nhiêu lời ngọt ngào, cũng không thể nào dễ dàng có được sự tha thứ của em. Nhưng anh muốn dùng cả đời về sau chứng minh với em tình cảm của mình. Cho anh một cơ hội để bù đắp cho em và con. Chúng ta bắt đầu lại. Có được không? Lời này của Đăng là có ý gì? Anh đang tán tỉnh tôi. Muốn tôi làm người yêu của anh hay là anh cầu hôn tôi? Thời gian qua chúng tôi chưa từng một lần nói chuyện nghiêm túc. Chưa từng một lần đối diện với mọi việc trong quá khứ. Chưa từng một lần hòa thuận mang lại cảm giác yêu đương cho đối phương hay đơn giản chỉ là cảm nhận được tình yêu mà đối phương dành cho mình cũng không hề có biết nói thế nào nhỉ đang rất bình thường đột nhiên sự việc này diễn ra chẳng khác nào ngày trước anh đột ngột ngò lời chung sống với tôi tôi không biết phải trả lời thế nào môi mỏng không ngừng cử động nhưng lại không thể nào thốt ra lời tôi trước thái độ ngập ngừng chưa thể đưa ra quyết định của tôi mọi người đứng ngoài liền động viên đồng ý đi gì cho đang một cơ hội đi em tôi im lặng không đáp nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ùa về nơi khóe mắt lòng tôi lúc đó không phải là hạnh phúc vì đang mở lời muốn bắt đầu lại mà nó đau một cảm giác đau đớn nhức nhối cứ hoành hoành nơi ngực trái tôi không hiểu vì sao đáng ra mình phải cảm thấy vui nhưng tôi lại không thể nào mỉm cười. Người ấy không kiên nhẫn đợi tôi gật đầu. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của tôi, từ từ đặt chiếc nhẫn trước đầu ngón tay giữa. Khi chiếc nhẫn cưới ngày trước, đi vào khoảng một phần ba ngón tay giữa của tôi. Tôi giật mình, thoát khỏi những dòng cảm xúc. Tôi vội rụt tay về. Lúc đó không chỉ có đang ngần người nhìn tôi, mà tất cả mọi người ở đây, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi hít sâu vào một hơi, Ngăn cho nước mắt không chảy xuống Xin lỗi Thứ tôi mất đi Không phải là một chiếc nhẫn mất đi Thì có thể lấy lại được Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện chưa được làm rõ Tạm thời đừng đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào Kẻo sau này Anh lại hối hận Giống như trước đây anh đã từng Bỏ lại cho đăng câu nói đó Tôi xoay người đi vào nhà Trước ánh mắt của mọi người dành cho tôi Có thể các anh chị ấy nói tôi thủ dai bởi vì sao đăng đã xuống nước rất nhiều lần mà tôi vẫn chọn từ chối họ sẽ thắc mắc tôi còn yêu đăng nhưng tại sao không tha thứ cho anh cùng nhau gây dựng lại gia đình cho bé an một mái ấm đủ đầy thứ tôi cần ở anh lúc này là lòng tin là một lời giải thích rõ ràng về mọi chuyện chứ không phải là anh thích thì chúng tôi lại cưới nhau không thích thì nói một câu dừng lại mặc cho ngày đó có vứt hết liêm sỉ để níu kéo anh ra sao, anh cũng không quay đầu. Giá như ngày ấy, anh cố chấp, không buông bỏ, chứ không phải là cố chấp đành rời đi. Thì lúc tôi nhận đủ sự thất vọng và đau đớn cất bước ra đi, thì đã có người níu lại. Giá như cô ta không xuất hiện, giá như anh đủ tỉnh táo để nhận ra việc gì nên làm và không nên làm. Giá như lúc anh ôm hôn cô ta, anh nhớ đến mẹ con tôi đang ở nhà, và chờ đợi anh thì chúng tôi đã không đi đến ngày hôm nay của tôi không thể nào kiềm chế được mà rơi xuống một giọt hai giọt rồi rất rất nhiều giọt khác mà không có cách nào ngừng lại tôi khóc cho chính cuộc đời của mình khóc cho đoạn tình cảm đơn phương nhiều năm qua khóc vì một đứa con gái bé bỏng lê từng bước chân nặng trĩu đi về phòng tôi không bật điện sáng mà ngồi trong bóng tối dày đặc bao trùm lấy mình. Cảm giác khi đó chỉ có cô đơn và trống trải. Mọi người không ai đến làm phiền tôi. Có lẽ vì biết tôi cần một khoảng không gian yên tĩnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi không ngồi yên được nữa, tôi mới bước xuống giường, đi ra ngoài ban công, đứng hóng gió. Từ vị trí ban công nhìn xuống, thấy bóng dáng người đó đang ngồi tự khỉu tay trên gối. Bên cạnh còn có anh Thiên và anh Hiếu. Không rõ mấy người họ nói gì, chỉ thấy khi đã kết thúc cuộc nói chuyện trước khi rời đi anh hiếu còn vỗ lên vai của đăng mấy cái giống như là lời động viên vậy đồng ra tôi không nên đứng đây nhìn trộm đăng nhưng kiềm lòng không được mà tôi chôn chân tại một vị trí không sao có thể nhấc đi nổi mấy phút sau tôi thấy đăng đặt lên bàn cái gì đó sau đó bò lên miệng khi một đốm sáng nhỏ phát ra tôi mới ngờ ngợ hiểu rằng anh hút thuốc Nhật thời tôi có chút không tin vào mắt mình Đăng mà tôi biết trước nay chưa từng một lần hút thuốc Có chẳng chỉ là những buổi nhậu nhẹt say khướt Hay những bóng hồng vây quanh lấy anh Những lúc như vậy là để giải trí Còn bây giờ dùng thuốc lá để tinh thần tỉnh táo Dễ chịu hơn ư Chả nhẹ Việc tôi cần một cuộc nói chuyện rõ ràng Lại gây áp lực với anh đến như vậy sao Tôi đứng nhìn anh rất lâu Thấy anh hút thuốc Hết điếu này đến điếu khác mà trong lòng không khỏi xót xa cho đến khi đang chuẩn bị ngừng đầu lên nhìn vì sợ anh bắt gặp tôi nên tôi vội vàng chạy vào trong phòng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên dì ơi chị vào được không em tôi thở dài một tiếng đi đến mở cửa cho chị diên tiện tay bật đèn sáng dạ chị chị vào đi ạ trên tay của chị diên mang theo một khay cơm chị đặt xuống bàn uống nước rồi nói với tôi để qua bữa tối lâu rồi nên em ăn một chút đi kẻo đói đấy em không đói đâu chị em không muốn ăn không ăn làm sao được dù có chuyện gì phải ăn một chút mới có sức mà làm những thứ khác chứ chị mang vào cho em rồi em không nên phụ lòng của chị đâu nghe chị diên nói như vậy tôi không còn cách nào khác từ chối đành phải chống chế dạ vâng vậy lát rồi em ăn sau ạ à? Không được, em ăn luôn đi. Đợi em ăn xong, chị mới về phòng. Lúc này tôi chỉ biết cười khổ trong lòng. Dẫu không muốn ăn, nhưng vẫn phải xúc từng thìa cơm và đưa lên miệng. Mà chả có vị gì là của cơm nữa. Nó giống như một thứ gì đó khô khan nhạt nhẽo. Đôi khi còn cảm thấy đắng đắng. Tôi chậm rãi ăn một thìa, hai thìa, ba thìa. Khi đến thìa thứ năm, tôi chợt nhớ ra rằng con gái của tôi chưa ăn bột. Nên tôi mới hỏi chị riêng Chị ơi bé An Đang ở với ai thế chị Ở với cô Quỳnh Ăn uống no say rồi Đi ngủ luôn rồi Dạ vậy để em qua đón về Tối nay em cứ để bé An ngủ với Quỳnh đi Em nói chuyện với chị một lát Có được không Biết chắc chắn kiểu gì cũng có liên quan đến Đăng Lúc này dù không muốn nghe Nhưng tôi không thể nào từ chối Tôi đành lại ngồi xuống Và lắng nghe chị ấy nói chị muốn kể cho em nghe về cuộc sống của em gái chị không biết em có muốn nghe không dạ ừ, vâng chị kể đi ạ ngày trước em gái của chị cũng cưới một người không yêu mình con bé cũng yêu đơn phương cậu ta và khi đó em rể chị đã có người yêu khi hai đứa ở với nhau cuộc sống của em gái chị cũng không được như em chồng không yêu còn lạnh nhạt và đối xử rất tệ cứ mặc cho em gái chị từng ngày sống cô đơn một mình. Nhưng mà sự chờ đợi của con bé cũng được đền đáp. Hai đứa cũng có một khoảng thời gian gian nan, hiểu lầm, yêu nhau, chia tay, rồi khó khăn lắm mới quay về. Sợ dĩ hai đứa chia tay là vì người yêu cũ xuất hiện phá đám, còn làm em gái của chị xảy thai, gặp tai nạn hôn mê, suốt một thời gian rất dài. Lúc đó, chị ghét em rể của chị lắm vì cứ nghĩ chính anh ta là nguyên nhân khiến em chị phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nhưng sau tất cả, sau rất rất nhiều hiểu lầm và có cả sự cố gắng, hai đứa nó cũng có một cái kết hạnh phúc. Bây giờ sắp sinh đứa thứ ba rồi em à. Em so với em gái chị may mắn hơn rất nhiều. Thế nên chị mong em và Đăng có một cái kết đẹp như em gái của chị. Nếu như bỏ qua được, thì mình bỏ qua cho nhẹ lòng. Chúng ta sống vì tương lai, chứ không thể nào sống mãi trong quá khứ em rể của chị có ngoại tình khi đã cưới em gái của chị không ạ à? ngoại tình thì không nhưng đã từng ôm người con gái khác vào lòng trước mặt em gái chị khi con bé mang thai cũng đã nói ra rất nhiều lời tuyệt tình khó nghe ngày ấy cậu ta còn có lý do không tiện nói với ai nên chị nghĩ anh đang cũng có lý do riêng mới đi ngoại tình ạ à? Nếu đổi lại là anh Thiên Làm những điều đó với chị Thì chị có tha thứ không ạ à? Nếu nói đằng có lý do riêng Để làm ra những chuyện có lỗi với tôi Mà không muốn cho ai biết Thì nguyên nhân chỉ có một Đó là vì còn yêu chị Diên Vì Nguyệt giống với chị ấy Nên anh mới dễ dàng xa ngã như vậy Hôn nhân của tôi Có đôi phần giống với em gái của chị ấy Thì đã sao nào chẳng nhẽ cứ con nét giống nhau thì người trong cuộc phải có cách ứng xử giống nhau hay sao chị không phải nói đỡ cho đăng đâu nhưng mà không riêng gì chị mà rất nhiều anh chị ngoài kia cũng rất mong em cho đăng một cơ hội với chị đang là một người rất tốt anh ấy không phải kiểu người vô trách nhiệm hay là sống lỗi đâu đấy là với chị thôi ạ à. còn với em với bé an anh ấy sẵn sàng sống lỗi chị thừa biết là vì sao mà có đúng không ạ đang yêu chị Diên, đương nhiên là anh không bao giờ làm tổn thương chị ấy, nhưng anh không yêu tôi, có làm tổn thương tôi bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì đến anh. Bốn tuổi quay lại, nhưng chưa từng một lần nói yêu tôi, chưa từng một lần nói rõ quan hệ của anh với Nguyệt đến thời điểm hiện tại là mối quan hệ gì. Em nghĩ đang vẫn còn yêu chị, có phải không? Nếu không còn, tại sao anh ấy lại chọn một người giống chị chứ ạ? À? chị thừa nhận đang từng rất yêu chị nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước rồi lâu rồi anh ấy không còn tình cảm với chị nữa có thể em không tin nhưng chị là bạn anh ấy nhiều năm ít nhiều gì chị cũng hiểu về con người anh ấy chị dám khẳng định với em hiện tại đang không còn tình cảm nam nữ với chị đâu vâng anh ấy chuyển qua yêu thế thân của chị rồi mà tôi biết chị diên chả có lỗi gì trong câu chuyện riêng của chúng tôi nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại dùng cái giọng điệu như hờn rỗi, như ghen tị, nói với chị ấy. Chị Diền không những không khó chịu, mà vẫn nhẹ nhàng nói với tôi. gì này, em còn trẻ, là ít va chạm với thế giới bên ngoài. Chắc em không biết có những người con gái mưu mô đến như thế nào đâu. Vì như cô gái kia, vì muốn có được Đăng, nên làm ra những điều mà ngay cả chúng ta cũng không dám nghĩ đến. Thế nên chị ủng hộ em tranh giành Đăng với cô ta chứ chị không muốn em buông tay để kẻ thù của em được như ý chuyện giữa em và đăng mọi người cứ để bọn em tự giải quyết với nhau em cần đăng nói chuyện rõ ràng với em chứ không phải là hết người này đến người khác nói đỡ cho anh ấy đăng có miệng mà chị anh ấy không tự mình nói được hay sao mà lại cứ im lặng như thế dù có bất kỳ nguyên nhân nào em cũng cần từ chính miệng anh ấy nói với em đến khi em thấy hợp lý em thấy hài lòng em mới tha thứ cho anh ấy nói đến đây tôi dừng lại đầy khay cơm về phía chị diên sau đó nói tiếp em ăn no rồi em cảm ơn chị đã mang đến cho em cũng muộn rồi chắc anh thiên đang đợi chị chị về phòng với anh ấy đi ạ à? thôi được rồi em nghỉ ngơi sớm đi chị về đây sau khi chị diên rời đi tôi không ngủ ngay mà sang phòng của quỳnh đón bé an nhưng cô ấy lại không chịu trả con bé về. "Chị cứ để em ngủ với An một hôm, không sợ con bé giật mình khóc đâu chị." "Không cần đâu em. Dì muốn ngủ với con. Thôi mà, chị về ngủ đi." Bin và Bông đang ngồi chơi xếp hình dưới sàn nhà, lúc này cũng nói giúp. "Thím gì cứ về đi ạ, à? tối nay bọn con trông bé An cho thím ạ." À? "Thôi, thím ơi, thím đi tìm chú Đăng đi, tối tới giờ chú ấy chưa ăn cái gì đâu ạ." À? nhạc đến đằng tôi không buồn để ý đang muốn tiến tới bé con gái ngủ say trên giường thì bị quỳnh chặn lại hai đứa nhỏ cũng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng trước khi đóng cửa còn không quên nói với tôi thím cứ yên tâm đi bé an ngủ ngon lắm thím đừng buồn chúc thím ngủ ngon ạ à. dứt lời không đợi tôi phản ứng cả ba liền đóng cửa phòng và khóa trái lại mặc cho tôi bên ngoài cô gọi cửa bao nhiêu lần cũng không mở ra Cuối cùng tôi đành khuất phục trước bọn họ Quay về phòng của mình Vì buổi chiều ngủ đến 7 giờ Nên tôi nằm đến đêm muộn Không sao mà ngủ được Mà đang cũng không về phòng Không biết đến mấy giờ sáng Khi tôi đang thiêu thiêu Thì nghe tiếng cửa phòng cạch một tiếng rất nhỏ Mang theo hương nước hoa của đang vào phòng Tuy không mở mắt Nhưng tôi cảm nhận được Anh đang đứng bên cạnh giường Và nhìn tôi rất lâu Hôm sau tỉnh dậy Mọi người không còn tâm trạng đi chơi nên quyết định trở về sớm hơn dự định. Vừa về đến nhà, bố mẹ nhìn thấy chúng tôi, liền bước ra vào hỏi, vì sao lại về sớm? Ai ai cũng nói dối, là ở đó chả có gì chơi, chán rồi nên về trước, đợi hôm khác, chọn chỗ khác rồi đi sau. Những ngày sau đó đang không sang nhà bố mẹ, không riêng gì tôi tò mò, mà đến bố mẹ tôi còn cảm thấy khó hiểu. Không thể nhắn tin hay gọi điện hỏi trực tiếp cho Đăng, mà bố mẹ khi hỏi nguyên do thì cũng không nói bóng nói gió. Tình hình của anh cho tôi biết như trước. Thành ra dù có tò mò đến đâu, tôi phải kìm nén nỗi thắc mắc xuống tận sâu đáy lòng, không để cho ai nhìn thấu tôi. Nhưng cũng chẳng để cho tôi phải đợi chờ quá lâu. Và một buổi sáng khi vừa xuống dưới nhà, mẹ đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy tôi bà liền nói: Tối qua mẹ gọi điện cho thằng Đăng, nghe giọng của nó như người bị ốm ấy. Sáng nay bố mẹ đi công việc không qua xem nó như thế nào được đợi bác tư nấu cháo xong con mang qua nhà cho nó giúp mẹ nhé thôi để bác tư mang sang đi ạ con không qua bên đấy nhưng bác tư còn có việc của bác ấy mà con con làm giúp bác ấy cũng được mà mẹ con còn phải trông cái an thôi nếu con không sang ấy để trưa mẹ về mẹ mang rồi mẹ xem nó thế nào thôi bố mẹ đi đây không sắp muộn giờ rồi dạ vâng con chào bố mẹ ngoài miệng thì làm như không quan tâm, nhưng khi biết tin anh bị ốm, tôi cầm lòng không được sự tò mò và cả lo lắng, nên ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Bác Từ đúng là bận rất nhiều việc, mẹ giao trước đó, thành ra không có thời gian nấu cháo cho Đăng. Tôi lại rảnh tay, nên vào bếp nấu cho anh một nồi cháo thịt băm. Nấu xong lại còn cẩn thận, múc ra cặp lòng giữ nhiệt, để lát mẹ về mang qua cho anh. Đợi mãi đến hơn 11 giờ trưa, tôi cho con gái ăn xong rồi đi ngủ mà bố mẹ vẫn chưa về. Cuối cùng nóng lòng, đành nhờ bác Tư trông an giúp. Còn tôi thay quần áo, đến nhà tìm Đăng. Dừng chân trước ngôi biệt thự đã hơn 4 tháng rời đi. Những kỷ niệm vui vẻ, những ký ức buồn bã, cùng lúc ùa về trong ký ức. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình có thời gian hồi tưởng về những chuyện đã qua. Tôi mở cổng, vào trong nhà. Thấy mọi thứ chẳng khác ngày trước chút nào từ vị trí cây cảnh, chậu hoa tôi trồng đang còn nằm yên ở đó. Thậm chí cả những thứ tôi sắp xếp, tự tay trang trí trước đây vẫn y nguyên như cũ. Bất giác một cảm giác quen thuộc, ủa vây lấy trái tim của tôi. Tôi chậm rãi bước đi đến gần đăng. Này, tôi mang cháo đến cho anh này. Anh ăn gì chưa? Anh dậy ăn đi, rồi uống thuốc. Tôi để đây nhé. Tôi đi về đây tôi nói nhiều như vậy mà đăng không thèm đáp lại tôi một câu đến cả mờ mắt ra nhìn cũng không hề có tôi thấy anh im im một cách bất thường thì không khỏi lo lắng liền rón rén đến gần đăng hơn vườn tay ra muốn lay nhẹ anh dậy nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm vào da thịt của anh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng chuyên đến một tay tôi vội vàng đặt lên trán của đăng kiểm tra một tay vỗ nhẹ lên má đăng anh sao thế này anh tỉnh lại đi đăng à Đăng! Có gọi thế nào cũng không thấy Đăng có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi lấy điện thoại tính gọi báo cho bố mẹ, rồi đặt xe đưa anh đến bệnh viện. Thì vừa hay bố mẹ đi công chuyện về, ghé vào nhà của anh. Thấy con trai sốt cao nằm trên ghế bất động, bố mẹ vội đưa Đăng ra xe và chờ đi bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám xong, bảo anh bị sốt virus, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, để tránh có biến chứng. Trong phòng bệnh đặc biệt, Đăng vẫn chưa hạ sốt, nên ngủ ly bì mãi không tỉnh dậy. Không riêng gì bố mẹ lo lắng cho anh, mà tôi cũng không thể nào ngồi yên được. Người đâu mà lớn đến như vậy rồi, còn không biết tự chăm sóc cho bản thân. Ốm sốt cao cũng không chịu gọi với ai. Nếu như tôi không sang, bố mẹ không ghé qua, anh ngất một mình ở nhà thì ai mà biết. Rồi lỡ như có chuyện gì, thì phải làm sao? Tôi ngồi một góc hướng tầm mắt nhìn đến gương mặt ngủ say bất chợt giọng mẹ vang lên di à con cùng bố về nhà trước đi mẹ ở lại đây với đăng bố mẹ đã ăn gì chưa ạ à? lạt mẹ xuống căng tin mua đồ ăn sau hay bố mẹ cứ về đi con ở lại cho chiều tối bố mẹ vào với anh ấy rồi con về thôi được thế con ở lại chăm sóc nó giúp mẹ khi nào đăng dậy thì nhắn báo với mẹ một tin nhá dạ vâng ạ à. Sau khi bố mẹ về, tôi kéo chiếc ghế nhựa ngồi sát bên cạnh Đăng. Bàn tay vô thức, cũng như có ý dơ lên, chạm nhẹ đến từng khía cạnh trên gương mặt của anh. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn Đăng kỹ như vậy, và cũng lâu lắm rồi không chạm vào da thịt của anh. Cảm giác lúc này vẫn y như ngày trước, trong lòng sao xuyến rung động, khó có thể diễn tả thành lời. Đang xây sưa ngắm đăng, chợt đầu chân mày của anh hơi trao lại. Biết anh đã tỉnh, tôi vội vàng rụt tay về, đầy ghế ngồi xa anh một đoạn đang từ từ hé mở mi mắt nhìn lên trần nhà tiếp theo nghiêng đầu muốn quan sát xung quanh thì anh lại nhìn trúng ánh mắt của tôi anh thoáng sừng sốt rất nhanh bình tĩnh hỏi tôi gì à anh đang ở bệnh viện sao ừ anh biết rồi mà còn hỏi sao anh lại ở đây anh bị sốt virus anh ngất đi nên được bê đến đây em đưa anh đến à Bố, mẹ Nhưng họ về trước rồi Lát bố mẹ vào tôi sẽ về Cảm ơn em Cảm ơn chuyện gì Em ở bên anh lúc này Chẳng qua không có ai để ý đến anh Nên tôi mới phải ở lại đây thôi Chứ tôi chả muốn ở đâu Anh hiểu Anh thì hiểu cái gì Anh hiểu lòng em Không như lời em muốn nói Bị nói trúng tâm từ như vậy Tôi không buồn nói chuyện với Đăng nữa mà đứng dậy lấy mấy quả cam trên bàn Vắt nước cho anh Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường Tuy không nhìn đến đăng Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của anh dán chặt trên người tôi Không rời Tôi có chút không được tự nhiên Vắt xong một ly nước đầy Tôi đưa đến cho anh Anh uống đi Anh vừa tỉnh Còn chưa ăn gì nên hơi đói Không thể uống nước cam bây giờ được Tôi quên mất Thế bây giờ anh ăn gì Để tôi đi mua Ăn em có được không? Này, đồ thần kinh kia. Tôi cho anh nhịn đói luôn bây giờ. Tôi đi ra ngoài đây. Nói chuyện với anh ấy. Lấy virus rút cho tôi. Đừng đi. Anh không lây cho em được đâu. Ai mà biết được. Anh nói nhiều như thế. Nước bọt nó bắn ra. Nó phát tán vi rút ra. Rồi sau đó nó xâm nhập vào người tôi thì sao? Em sợ anh lây cho em à? Ừ. Nếu em sợ thì em không ở lại đây với anh rồi chẳng qua tôi thương bố mẹ chưa ăn gì nên tôi mới để bố mẹ về trước ăn uống nghỉ ngơi tôi không thèm quan tâm đến anh đâu anh đừng có tưởng bở ừ anh không tưởng bở ảo tưởng không anh ăn như nói ít thôi vừa mới dậy nghỉ ngơi đi nhưng em không được đi đâu đâu đấy em phải ngồi ở đây anh mới yên tâm nghỉ ngơi được anh kêu đói còn gì tôi phải xuống căng tin mua cái gì cho anh chứ ừ Thế em đi nhanh Rồi em về với anh nhé Nhưng mà anh muốn ăn gì Ăn cháo Thôi được rồi Anh nằm xuống nghỉ đi Lúc đi mua cháo Tôi có ghé vào phòng bác sĩ Bảo họ qua kiểm tra cho Đăng Sau đó mới yên tâm rời đi Khoảng 5 phút sau quay lại Thấy người đó nằm vắt tay lên chán Như đang tập trung suy nghĩ Thấy tôi quay lại Anh chống tay xuống cạnh giường Tự mình ngồi dậy Nụ cười trên môi của anh Mang theo sự mệt mỏi uể oải của người bệnh, mặt mũi thì phờ phạc, môi thì trắng nhợt như không còn sức sống. Này, anh dậy ăn cháo đi. Em đút cho anh có được không? Anh có đủ hai tay cơ mà. Nhưng bây giờ anh mệt lắm, không có sức gì cả. Tôi trường mắt lườm đăng, nhưng rồi cũng tự tay xúc một thìa cháo đưa lên miệng cho anh. Đây, ăn đi. Hơi nóng, em thổi cho anh đi. Lắm chuyện thế nhở, nóng đâu Ăn như vậy là vừa rồi Nóng thật mà em không tin ấy. Em ăn thử đi Tôi lườm lườm nhìn anh một lúc Sau đó đưa lên miệng nếm thử Thấy nóng thật tôi mới cụp mi mắt xuống Sau đó lên tiếng Vậy thì anh tự thổi mà ăn Em thổi cho anh đi Người bệnh anh phải cần được chăm sóc chứ Làm như mình còn con nít lắm không bà Bình thường khỏe mạnh là như vậy Ốm sốt có tí Mà nũng điệu như trẻ con thế nhưng tôi cũng tự nguyện thổi cho đăng đây ăn đi cảm ơn em cuối cùng thì cũng ngoan ngoãn chịu ăn hết bát cháo và không nói thêm bất cứ lời gì đợi khi ăn xong tôi lấy thuốc cho uống trong lúc ngồi nghỉ tôi lấy điện thoại ra nghịch thì đọc được trên mạng một tin tức về đăng với tiêu đề tổng giám đốc công ty lê hải đã có vợ và con gái nhưng không nhận có tin đồn bỏ vợ con lén lút qua lại với thư ký. Dưới bài báo không ít những bình luận tiêu cực chửi bới Đăng, có người còn hỏi Facebook của tôi, của Đăng và của Nguyệt để vào hóng chuyện. Tôi thật không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả về người viết bài báo này và có cả những người bình luận. Chuyện riêng của gia đình tôi, cho dù có ra sao, thì cũng chỉ có chúng tôi có quyền lên tiếng, đâu đến lượt người ngoài, không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mà lại phán xét như vậy đang qua lại với thư ký, bỏ rơi mẹ con tôi là thật, nhiều người bức xúc thay tôi là điều dễ hiểu, nhưng tôi không muốn thấy những lời nói nhục mạ xúc phạm anh, có người còn lôi bố mẹ đăng ra để nói, bảo rằng mẹ Tuyết cũng từng cướp chồng người ta nên không dạy được con, để con trai sống lỗi với người khác. Đọc được những thông tin này, bàn tay đang cầm điện thoại của tôi run rẩy. Đang thấy tôi có điều gì đó khác lạ, liền hỏi ngay. Gì? Em sao thế? sớm muộn gì đang cũng biết nên tôi không giấu nữa mà đưa cho anh xem đang đọc xong sắc mặt của anh chẳng may may một chút tức giận anh chỉ thờ dài anh đáng bị như vậy mà có đúng không nhưng bố mẹ anh không liên quan tại sao họ có thể nói ra những lời này người ta ghét mình thì người ta nói thôi anh nhờ người gỡ bài xuống đi em lo cho danh dự của anh sao tôi là không muốn bố mẹ bị người ta nói những lời ác ý Đúng Nhưng họ chửi anh là đúng mà Anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ Nói nhằng nói cuội cái gì thì không biết Anh không lo cho danh dự của anh sao Anh không lo cho bố mẹ đọc được rằng sẽ buồn ư Với mối quan hệ của mấy anh em nhà họ Vũ Thì chỉ cần trong tích tắc là xóa được cái bài này rồi Thế mà không hiểu sao Cứ chần chừ như không quan tâm đến Những tin tức bị lộ ra bên ngoài hay là anh muốn thừa nhận với mọi người rằng anh yêu thư ký anh muốn nhân cơ hội này công khai quan hệ với cô ta luôn nghĩ như vậy tôi buồn lắm không thèm để ý đến nữa giật điện thoại từ trong tay của đăng tôi bực mình lầm bầm công khai đi để cả thế giới này biết hai người đang yêu nhau đi không biết đăng có nghe thấy tôi lầm bầm cái gì hay không nhưng tôi nghe tiếng anh thở dài anh chậm rãi nói ra gì này đợi anh khỏe lại chúng ta nghiêm túc nói chuyện có được không em muốn biết gì em muốn hỏi anh chuyện gì hay trách anh ra sao cũng được anh không kêu than anh không quan tâm người ta nói gì anh chỉ muốn quan tâm đến em nghĩ gì thôi tôi rất muốn nói chuyện nghiêm túc ngay bây giờ nhưng nghĩ đến anh đang bị bệnh nên đành gác lại chờ anh không trả lời tức là ngầm đồng ý đưa ly nước cam cho đăng anh uống đi Đợi Đăng uống xong tôi ra ngoài hành lang gọi điện báo cho mẹ biết Đăng đã tỉnh Cũng là muốn thăm dò xem Bố mẹ đã đọc được tin tức chưa Nhưng thấy giọng mẹ vẫn bình thường như không có chuyện gì Ngược lại còn bảo tôi giúp bà chăm sóc cho Đăng Lát nữa bà sẽ vào bệnh viện với chúng tôi Khi tôi quay lại phòng Nhìn thấy bóng dáng của một người con gái Đứng quay lưng về phía cửa Khom thấp người cúi xuống giường bệnh Không cần nhìn mặt cô ta Tôi cũng đoán Đó chính là Nguyệt Tin tức cô ta cũng nhanh quá nhỉ Người yêu vừa bị bệnh Liền chạy ngay tới đây Mà tài thật tôi đứng ngoài hành lang Cô ta vào phòng lúc nào tại sao tôi không nhìn thấy Cứ cho là tôi mải nói chuyện Chẳng nhẽ cô ta thấy tôi Mà lại vẫn dám vác mặt vào đây ư Tôi thấy ngứa mắt nên không thèm bước vào trong Xoay người rời đi Thì đụng đầu trúng một lồng ngực của một người thanh niên ngẩng đầu nhìn lên Đó là một người lạ mặt Tôi chưa gặp bao giờ Không biết là ai đang định xin lỗi nhưng anh ta mở miệng ra trước xin lỗi cô cô có sao không dạ không cho tôi xin lỗi nhé mắt mũi tôi không để ý chúng tôi đứng ngay cửa phòng nói chuyện nên cũng làm người bên trong chú ý đăng chắc biết tôi nhìn thấy cảnh hai người họ nói chuyện lúc này anh mới gọi tôi Gì à đi vào đây tôi không rảnh tôi đi về trước đây dù sao cũng có người tới và chăm anh rồi không phải như em nghĩ tôi có nghĩ cái gì đâu mà tại sao anh phải khẩn trương như vậy không làm phiền mấy người tôi đi về đây dứt lời tôi định đẩy người đàn ông kia sang một bên nhưng đăng đã ra lệnh thành giữ cô ấy lại cho tôi tên người đàn ông này nghe quen thế nhỉ hình như tôi đã nghe một lần ở đâu đó rồi để nghĩ lại xem nào à là trợ lý của đăng đúng không nhỉ vậy là mụ thư ký kia không đến đây một mình mà đến cùng với Thành ư Mặc kệ, dù cô ta đến đây cùng với ai Thì cũng là đến đây gặp anh Tôi không muốn muộn phiền Tôi sẽ về Nhưng Thành lại nghe lời của Đăng và giữ tôi lại Tôi không vui, nói với anh ta Tránh ra đi Sếp bảo rồi Phải giữ cô lại Nên cho tôi thất lễ nhé, vợ của sếp Tôi không phải là vợ của anh ta Lúc này Đăng tiến tới Giữ lấy cánh tay của tôi Anh nói với hai người kia Bảy người ra ngoài hết đi. Việc ở công ty, sao cho phó giám đốc xử lý. Đừng có tìm tới tôi làm phiền tôi. Thành nghe lời nên cúi đầu dạ một tiếng. Còn mũ thư ký thì dai như đỉa. Chạy tới, gọi một tiếng ngọt như đường vậy. Anh Đăng. Đăng chẳng nhìn ai trong số họ. Lạnh lùng, nói một từ rất to. Đi. Hai người lập tức rời khỏi phòng. Khi chỉ còn hai chúng tôi, Đăng lên tiếng hỏi. Em đang ghen đi à? Việc gì tôi phải ghen? Hai người yêu nhau mà. Tôi là kẻ thừa. Người dưng ấy, lấy tư cách gì mà ghen? Đồ hâm. Em là... Đang vừa nói đến đây, cánh cửa phòng bệnh bật mở thêm một lần nữa. Thấy bố mẹ từ bên ngoài bước vào. Chúng tôi đầu thanh chào bố mẹ. Con chào bố mẹ ạ. Ừ. Bố mẹ đến rồi, vậy con xin phép con về. Con ở lại thêm một chút rồi hãy về. Dạ thôi, con về xem An như thế nào ạ? À? Thế con về trước đi. Dạ. Tôi đó đang ngồi vẽ tranh. Tôi đồng loạt nhận được tin nhắn của hai người. Một là anh Duy hỏi tôi, biết tin tức hôm nay của Đăng chưa? Và thông báo hai ngày nữa anh ấy về Hà Nội. Người còn lại là Đăng, hỏi tôi đang làm gì? Tôi chỉ trả lời tin nhắn của anh Duy, chứ tôi không trả lời lại cho Đăng. Có lẽ đợi lâu không thấy tôi hồi đáp, mà chấm xanh đang còn hoạt động, nên đang trực tiếp gọi cho tôi. Đang làm cái gì thế? Chuẩn bị đi ngủ. Mà anh ngủ sớm đi. Không ngủ được, nhớ nhà. Muốn nhanh chóng được về thì cố mà khỏi bệnh mà về. Thế thôi. Sáng mai hai mẹ con qua đây nhé. Anh bị dở hơi à? Cho An qua đấy để lấy sốt của anh à? Ừ nhỉ, anh quên mất. Thế thì một mình em đến cũng được. Tôi không rảnh. Tôi còn nhiều việc cần phải làm. Việc gì chứ? Kiếm tiền. Mà thôi, tôi tắt máy đây. Nói chuyện làm con bé giật mình bây giờ. Thế hai mẹ con ngủ ngon nhé. Ngày mai em nhớ đến nhé. Tôi không hứa hẹn mà thẳng tay tắt máy. Sau đó ngồi vẽ cho xong bàn thiết kế. Rồi mới leo lên giường đi ngủ. Chẳng hiểu sao đêm đó tôi lại nằm mơ thấy đăng. Cả người dính đầy máu. Tuy giấc mơ không dài. Nhưng một đoạn ngắn thôi đã làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Lòng nóng như lửa đốt lo lắng bồn chồn không yên. Tôi chưa từng mơ ác mộng bao giờ. Kể cả ngày trước có áp lực, có mệt mỏi ra sao, cũng chưa từng một lần mơ thấy thứ gì đó bị hỏng hay con gì bị thương. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên tôi mơ thấy máu đỏ lại liên quan đến đăng. Tôi sợ không dám ngủ lại, mặt cứ giáo hoành nhìn lên trần nhà cho đến khi trời sáng. Miệng thì không ngừng lầm bầm, cầu mong giấc mơ đi ngược lại với hiện thực. Hôm sau mẹ từ bệnh viện trở về, thấy tôi đang ngồi ở phòng khách, mẹ tiến tới hỏi tôi. "Lan còn có vào bệnh viện không?" "Dạ con không, có chuyện gì thế mẹ?" "À, không có gì, mẹ hỏi thế thôi. Nếu con vào ấy thì bố mẹ không vào. Mẹ muốn thay phiên nhau ấy mà." "Dạ vâng." "Mẹ tính để thằng đăng nó về đây, nó sống một mình bên kia, mẹ không yên tâm. Chưa còn với ở với nó." cha con cũng biết rồi tối ngày nó cắm đầu vào công việc mẹ sợ nó ở một mình không ăn uống lại ốm đau ra đấy lại chả có ai biết ý của con thế nào mẹ cho nó về nhà không làm cho con khó chịu chứ đang là con trai của bố mẹ tôi đương nhiên không có quyền quyết định việc anh ở hay anh đi mẹ hỏi ý tôi chắc chỉ là muốn thông báo tôi phận con dâu hờ làm sao mà dám không đồng ý chứ dạ cứ theo ý của mẹ con không có ý kiến gì ạ à? thế chiều nó xuất viện mẹ đưa nó về đây luôn nhé dạ vâng ạ à. chiều hôm đó đang vừa về đến nơi tuy không còn sốt cao nhưng người vẫn mệt mỏi chưa khỏi vậy mà đã đi tìm riêng tôi để hỏi tội tại sao em không đến đằng nào anh trả về tôi đến làm gì chứ đến đón anh về anh bị làm sao thế ạ à? Sốt có một tí Mà anh làm như bị ốm nặng lắm không bằng ấy Vậy tôi nằm liệt giường Em mới chịu tới gặp tôi à Đã không muốn nghe những điểm gở Mà đang còn nói mấy cái lời linh tinh này Làm cho tôi càng không vui Anh nói ít thôi Vô va vô vẩn Tôi không thích nghe anh nói như vậy Lần sau đừng nói mấy lời xui xẻo đó Trước thái độ gay gắt của tôi Đang ậm ừ và đáp lại Ừ thì sau này không nói linh tinh Biết em lo lắng cho anh rồi đúng là cái đồ thần kinh. Kể từ sau hôm đó, chúng tôi vẫn chưa có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào. Thì đến một ngày anh Duy qua nhà bố mẹ tìm tôi. Bình thường mẹ Tuyết vẫn hay có ý hàn gắn cho tôi và Đăng. Thế nhưng không rõ vì mấy hôm ấy, có mặt anh, nên bà cố tình chưa con trai. Hay bà đã đổi ý, mà lại bảo tôi và Duy. Duy này, Duy tốt với hai mẹ con cái gì quá. Cô là mẹ ruột, cái gì không khéo cô lại gả con bé cho một người tinh tế như cháu rồi cũng nên. Vậy à? Cháu cũng nguyện chăm sóc mẹ con Di cả đời, miễn là em ấy không chê cháu à. Có một người tốt như cháu chăm sóc, bảo vệ con bé là cô yên tâm lắm rồi. Cô đang tính làm mối cho Di à? Chắc là không rõ anh Duy muốn nói thêm cái gì, nhưng đang lúc này nhảy vào chặn họng ngay. Mối miếc cái gì? Cậu nhiều chuyện vừa thôi, đi về đi tôi đến chơi với mẹ con gì, thăm bố mẹ anh, chưa ngó ngàng gì đến anh đâu mà anh phải đuổi tôi, <laughs> nhà tôi, tôi không thích ai thì tôi đuổi, đơn giản thế thôi, anh càng không thích, ý, tôi lại càng muốn ở lại, có giỏi, anh nhấc tôi đi khỏi đây đi, cậu, hai người này cứ ở gần nhau, lại cãi nhau, lườm nguyết nhau như kẻ thù không đội trời chung, cũng vì sự xuất hiện của anh duy, sự quan tâm quá đỗi thân thiết đến cả tôi cũng lầm tưởng anh ấy thích mình nên đã khiến tôi và Đăng mỗi ngày đều nói ẩn ý nhau chẳng thể nào ôn hòa ngồi lại nói chuyện rõ ràng chính anh là người bảo sẽ nói chuyện rõ ràng với tôi nhưng chỉ vì anh Duy mà những lời hứa hẹn trước đó mất sạch anh không có sự tự giác nên tôi cũng không muốn chủ động hỏi trước ngày nào cũng thấy anh ấy cắm đầu vào công việc chẳng biết do công ty nhiều việc hay là dành nhiều thời gian ở bên thư ký tính ra thời gian anh giáp mặt với tôi còn ít hơn với mụ kia một ngày nọ mọi người ra ngoài hết chỉ còn mỗi mình tôi trong nhà đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng ô tô chạy vào trong sân nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe đó là của đăng nên tôi không để ý đến nữa mà tập trung vào nấu nướng khi đang bước vào trong nhà không nhìn thấy ai chắc cũng đoán được mọi người ra ngoài chưa về nên anh hỏi tôi bố mẹ và bé an vẫn chưa về à Tôi không muốn nói chuyện với Đăng Nhưng nhà chỉ có mỗi hai người Anh lại gọi đích danh của tôi Tôi cũng không thể làm như câm như điếc Mà không trả lời anh được Mọi người chắc cũng sắp về rồi ạ à? Đăng thấy tôi nói chuyện lạnh nhạt không nhìn đến anh Nên anh không hỏi thêm gì nữa Rất khoát bước lên trên phòng Đang ghét đồ vô lương tâm Hôm nay biết về nhà sớm cơ đấy Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền với mình Ở bên con khác ấy thì cười nói Ngọt ngào Hiếp tịt cả mắt. Đi luôn đi. Dọn về bên kia mà sống. Dù gái về mà ở với nhau. Về đây làm gì? Muốn chọc tức tôi hay gì? Có cái gì không vừa ý là tôi lôi ra hết. Nhưng lại chỉ có một mình mình nghe. Một mình mình tức. Chứ ai kia có nghe thấy đâu. Vì không muốn tự chuốc thêm phiền não, tôi đành nhịn xuống tâm trạng bức bối. Ép đầu óc của mình. Nghĩ đến những chuyện vui khác. Đứng cả buổi trong bếp. Cuối cùng cũng nấu xong đang tính đi lấy mấy cái đĩa để bày đồ ăn lên rồi đợi bố mẹ cùng với con gái về là có thể dùng bữa thì khi vừa xoay người chán của tôi đụng chúng vào lồng ngực rắn chắc của một người nào đó không biết đang ở đây từ bao giờ nên tôi giật mình mà lùi về sau một bước anh anh vào đây làm gì anh lấy đồ trong bếp có đồ gì để anh ta lấy nhưng mặc kệ chuyện của anh trước giờ không đến lượt tôi quản Tôi quay mặt đi không nói gì nữa mà chủ động tránh sang một bên đi đến phía tủ bát. Khi vừa bước được một bước thì cổ tay có bàn tay khác nắm vào. Tiếp đó một lực vừa đủ kéo ngược tôi lại ép người tôi tì vào cạnh bàn. Thái độ của em nói chuyện với người lớn kiểu gì thế à? Kiểu gì là kiểu gì? Tôi thấy mình nói chuyện với anh rất lễ phép. Vâng vâng, dạ dạ. Chủ ngữ, vị ngữ đầy đủ đấy thôi anh bằng vai phải lứa với em à mà em xưng tôi à nếu như anh không thích ấy thì từ giờ tôi sửa lại đang chợt im lặng nhìn vào mắt tôi không nói thêm lời nào nữa cũng không có ý định bỏ tay xuống để tôi đi tôi có chút ngượng ngùng không quen mặt đối mặt với anh nên nghiêng đầu sang một bên cố gắng giữ cho hô hấp ổn định phiền cậu chủ tránh ra để cháu còn chuẩn bị bàn ăn cho cả nhà vừa nói cái gì cháu cậu chủ vâng xưng tôi không được cháu cũng không được thế cậu chủ muốn di xưng hô thế nào mới vừa lòng cậu ạ à? di không có trách nhiệm chiều theo ý của cậu chủ đâu ạ à. thiên di làm sao ạ à, cậu chủ tôi và em có con với nhau mà em xưng cháu vậy con gái gọi tôi là gì đây về chuyện này cậu chủ không cần bận tâm chưa đợi bé an biết nói thì cháu đưa con bé đi rồi dù sao nó không được chào đón bởi bố ruột Ở lại đây chỉ khiến người nào đó cảm thấy Mẹ con cháu là kẻ dư thừa Cản trở hạnh phúc của người ta thôi à Nói xong tôi hất tay Đăng đang giữ cầm mình Và dùng lực đẩy anh ta ra Đăng không những không bị xê dịch một phân nào Mà còn áp sát vào người tôi hơn Anh gần giọng hỏi tôi Đưa con đi ý à Em muốn đưa con đi đâu An là con của tôi Tôi không đồng ý Em dám đưa đi à? hình như cậu chủ đã quên bé an là con của một mình di rồi con bé không có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu di chưa từng kết hôn trên giấy khai sinh di làm cho con bé phần cha để chống tức là không có bố tên con chỉ có hai chữ thiên an không mang họ vũ cũng chẳng phải là họ lê nói như vậy cậu nghe và cậu hiểu rõ ý của cháu rồi chứ ạ à? thiên gì em Mỗi một tiếng cháu phát ra tôi đều cố tình nhấn mạnh để nhắc cho đang nhớ rằng chúng tôi không có bất kỳ quan hệ thân thiết nào. Không có giấy tờ, pháp luật ràng buộc thì anh đừng hòng nghĩ đến chuyện làm chủ cuộc sống của mẹ con tôi. Nếu như cậu chủ muốn có con của mình thì đi tìm cô thư ký tên là Nguyệt của cậu ấy bảo chị ta sinh cho hai người yêu nhau như vậy chắc chắn đưa bé ra đời được cậu chủ chào đón mà tránh để cho người cậu chủ yêu buồn phiền Hơn dỗi Thì cậu đừng có liên quan gì Đến mẹ con cháu thì hơn nạ Thiền di Thái độ của đàng càng lúc càng không tốt Thành ngầm gọi tên tôi cũng tăng lên mấy phần Nhưng tôi không biết sợ Càng nói tôi lại càng chọc tức anh À đúng rồi Cậu chủ không cần ai nấy Hay là cố gắng là một người đàn ông có trách nhiệm đâu Bởi vì cháu không bắt cậu làm gì Cho con gái của cháu cả với lại Di còn rất trẻ Xã hội bây giờ có rất nhiều single mom Tìm được mái ấm Tìm được hạnh phúc mới cho mình Có thể là người chồng sau này của Di Điều kiện không tốt Không xuất chúng như cậu chủ đây Nhưng lại biết yêu thương Bảo vệ hai mẹ con Di Như vậy là được lắm rồi Tôi còn chưa kịp nói hết câu Thì cánh môi của tôi Liền bị người đó chặn lại Đang hôn tôi một cách ngấu nghiến Giống như muốn chút hết tức giận lên người của tôi một tay của anh nhanh chóng khóa hai tay của tôi về phía sau. Một tay thuận thế, siết lấy eo của tôi, ôm chặt trong lòng, không cho tôi cơ hội vùng vẫy. Anh bà đạo đưa lưỡi tiến vào trong và khuấy đảo khoang miệng của tôi. Bất giác, động tác mờn trốn của Đăng làm tôi liên tưởng đến khung cảnh ngày hôm đó ở công ty. Khi anh nhẹ nhàng hôn môi một cô gái khác, bàn tay của anh chạm vào da thịt cô ta, tiếp xúc thần mật đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi Tôi lại cảm thấy ngứa mắt Trước khi ngủ với tôi Không cần biết anh phát sinh quan hệ với bao nhiêu người Tôi không quá để bụng Tôi có thể nhắm mắt bỏ qua Nhưng khi chúng tôi đến bên nhau Anh còn đi quan hệ với cô gái khác Bây giờ anh lại muốn làm chuyện này với tôi Xin lỗi Tôi không muốn dùng chung Anh làm cái gì thế Anh có quyền gì mà cưỡng hôn tôi Quyền gì Quyền tôi là bố của con em Là chồng của em Cậu chủ bị ngáo à Cậu là chồng tôi khi nào Em càng ngày càng cứng đầu Có thế nào cũng không liên quan đến cậu Cậu tránh ra đi Bỗng dưng đang sốc thẳng tôi ngồi lên trên bàn Ép hai chân của tôi vòng qua eo của anh Tôi mặc vai ngắn Nên khi bị sốc bất ngờ Váy lúc này cũng bị tốc lên Tôi xấu hổ vội vàng chỉnh lại chân váy Nhưng cũng quên phía bên trên quá nửa vòng một đang lõa lổ trước tầm mắt của ai kia Cậu Cậu nhìn cái gì thế à Cậu quay đi Tại sao tôi phải quay Trên người em còn chỗ nào mà tôi không nhìn thấy đâu Nhìn thêm một tí cũng chả sao Lại càng bổ mắt Cậu, cậu là đồ dê cụ Ừ rụt lời đang kéo dây áo của tôi xuống Và bất ngờ ngậm lấy một bên ngực của tôi Đổ điên, buông tôi ra Tự nhiên bị cắn Làm tôi giật mình và tôi kêu lên Đầu ngực vừa đau vừa có cảm giác tê ngứa khó chịu, khiến cả người tôi run rẩy, sức lực dường như cũng dần tan biến. Qua một hồi lâu sau, đang mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập dục vọng, nhìn những vết hôn hồng đỏ đang nở rộ trên ngực của tôi. Anh cúi người xuống, hôn xuống cổ tôi, dịch truyền đến vành tai của tôi. Lúc đó, lục phủ ngũ tạng của tôi đều bị hơi thở của anh bùa vây. Tôi vô lực ngăn cản, nhưng anh không thể Tôi chỉ biết cắn môi, cố gắng đè nén, tiếng kêu khè khẽ. Một tay đang ôm lấy tấm lưng của tôi, một tay giữ lấy chân của tôi, phía dưới ra vào một cách vô cùng nhẹ nhàng. Còn dám nói thiên an, không phải là con của tôi nữa không? Sao, em trả lời đi, em muốn im lặng chứ gì? Vậy để tôi xem, em có im lặng mãi được không? Nói rồi thân dưới của Đăng càng ngày càng ra vào nhanh hơn, mạnh hơn như vũ bão. Tôi không chịu được Miệng của tôi bật ra những âm thanh riêng gì Dừng lại đi mà Tôi hỏi em lần cuối Thiên An là con của ai Là con của một mình Còn chưa nói hết Thì tiếp tục bị một cú nhấn mạnh sâu vào bên trong Không cho tôi có cơ hội chối bỏ Ngảng bướng Tôi chiều em quá rồi Có phải không Anh lại quan tâm đến tôi à Thế mà anh bảo rằng Anh chiều tôi á Chiều cái gì Lúc này tiếng ô tô vào đến trong sân Tôi biết là bố mẹ về Không muốn họ nhìn thấy cảnh mây mưa của chúng tôi Nên tôi cố dùng hết sức đẩy anh ra Nhưng trái ngược với nỗi lo trong tôi Thì thái độ của đang hoàn toàn ngược lại Anh dường như không sợ Vẫn dừng dưng chuyển động hạ thân Anh ghi chặt tôi trong lòng Cắn nhẹ vành tay của tôi Có cái gì phải sợ chứ Để bố mẹ thấy cảnh này cũng tốt Như vậy ông bà Không phải mất công Tìm mối khác cho em không nghĩ rằng đăng lại có suy nghĩ liều lĩnh như vậy mọi người đang vào nhà mà anh không có dấu hiệu dừng lại tôi vội trong tay trước ngực đăng khẩn trương nói cậu điền vừa thôi cậu dừng lại đi không dừng đồ hẫm này em cứ mắng đi càng mắng tôi càng không buông cảm giác lén lút làm tình mà bị bắt đúng là hứng thú thật đấy có đúng không nào được rồi tôi không mắng cậu cậu dừng lại đi bố mẹ mà nhìn thấy như thế này tôi biết giấu mặt đi đâu muốn tôi dừng lại cũng được cho em cơ hội cuối cùng thiên nan là con của ai con của cậu con của cậu nói lại con của cậu và con của tôi nói lại con của anh và em là con của chúng ta em là gì của tôi em em là vợ tôi định trả lời là vợ hờ nhưng lời chưa nói hết đăng đã lên tiếng tốt sau này có dám nói an là con của một mình em nữa không có dám mang con của tôi đi lấy người khác không không em không dám em không dám nữa nếu lần sau còn nói như vậy thì phải làm sao đây thì anh làm gì em cũng được em phải nhớ những gì em vừa nói em dám không nghe lời tôi sẽ phạt em thôi được rồi anh bỏ em ra đi đang chưa dừng lại mà chỉ tay lên môi ý bảo tôi hôn vào đó tôi không muốn khuất phục nhưng thấy mọi người đã đi đến giữa sân còn dây dưa nữa kiểu gì cũng không có thời gian chỉnh lại quần áo thế nên dù ôm một bụng tức không làm gì được gã này thì tôi phải nghe lời tôi chạm môi mình vào môi của anh được chưa tạm như vậy trưa nay tôi tính tiếp với em trước khi rời khỏi người tôi đang còn cố tình nhấn sâu vào trong một chút sau đó mới dừng lại Đang kéo quần áo của mình Sau đó giúp tôi chỉnh lại váy Nhưng vừa rồi quần nhỏ của anh bị xe rách Nên bây giờ chả có gì mặc Tôi nhặt chiếc quần bị vứt dưới sàn Định giấu đi Nhưng mà Đăng đã nhanh tay hơn Cầm lấy nó bỏ vào trong túi quần của mình Em lên nhà trước đi Vâng ạ Tôi vội vàng chạy lên lầu Nhưng mới bước được bốn bậc Thì mẹ Tuyết thấy tôi liền cất tiếng gọi Dì ơi Con cho An ăn trước đi con bé chắc đói rồi Cứ mếu máu suốt Tôi không dám quay đầu bởi vì hai má của mình đang nóng gian. May sao lúc này Đăng lên tiếng giải vây cho tôi. Mẹ cứ để cho con. Dì vừa nấu ăn xong, quần áo ám mùi, cần phải đi tắm mà. Bố mẹ thấy đang ở nhà giờ này, thì hỏi ngay. Hôm nay con về sớm thế, không chơi bời, không lêu lồng bên ngoài à? Kìa mẹ, mẹ cái gì mà mẹ? Bình thường anh có vác mặt về nhà sớm thế này đâu. Ngày nào cũng bắt cả nhà ngồi đợi cơm. Này xong việc ở công ty sớm, con về luôn. Mà mẹ cứ nghĩ xấu về con trai của mẹ thế. Con đầu tắt mà tối ở công ty làm việc, chứ có đi chơi đâu. Thôi được, anh vất vả quá. Là mẹ vu oan cho anh. Được chưa? Tôi nghe tiếng bước chân của Đăng đi đến gần mẹ Tuyết. Mẹ, đưa ăn đây con bé cho. Đây, tôi trả con cho anh. Gớm, được một ngày mà tranh bế Mọi lần con vẫn bế mà Nhưng được một tí là bị đòi lại rồi Có phải con không muốn gần gũi với con gái con đâu Nghe đang nói câu đó tự nhiên tôi cảm thấy thương Đúng là mọi lần anh mon men Muốn bế an Nhưng toàn bị tôi làm ngơ Không cho đến gần Nhưng một phần cũng do con bé không muốn ở riêng với anh Mẹ Tuyết không nói với Đăng Mà quay ra nói với tôi Con đi tắm đi Dưới này cứ để đấy Thằng Đăng nó lo Dạ vâng ạ Con xin phép con lên phòng Tôi ba trần bốn càng chạy vội lên phòng, lấy quần áo đi tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu tóc của tôi cứ nghĩ đến những hành động vừa rồi của Đăng. Tôi còn chưa chấp nhận quay lại, anh đã dám làm như vậy với tôi. Vậy mà ngày trước ngủ chung giường, mặc cho tôi cởi hết quần áo, chủ động tấn công, mà anh có thèm động vào người tôi đâu. Bây giờ không những cưỡng ép tôi, lại còn bắt tôi phải thừa nhận Thiên An là con gái của anh, tôi là vợ của anh. Tôi thật sự không thể hiểu hết ý nghĩ trong đầu của Đăng. Đang vần vơ với những dòng suy nghĩ Bất chợt một giọng nói vang lên Nghĩ cái gì mà chuyên tâm thế Lê Hải Đăng Anh vào từ bao giờ thế hả à? Anh đi ra ngoài đi Trái ngược với thái độ của tôi Đang dừng dừng bước đến gần Ánh mắt di chuyển đến gương mặt của tôi Em hét lớn làm gì Tắm nhanh lên Muốn mọi người đợi em đi à Anh vào phòng của tôi làm gì Vào trả quần cho em ai ngờ em tắm không đóng cửa phòng tắm đã thế cái tư thế này đúng là hưởng thụ quá rồi đấy đồ biến thái đồ mặt dày tôi mà biến thái không biết trường em lại sinh thêm được mấy đứa con rồi anh tôi bực bội hất nước trong bồn vào người của đăng anh không tránh mà ý cười trên môi anh chợt nở rộ anh nhướng mày nói với tôi em làm quần áo của tôi ướt rồi tôi sẽ xem như là em đang muốn tôi tắm chung với em đấy nhá anh anh đi ra đi thôi được anh cho em 5 phút tôi ở ngoài phòng đợi em sau khi đang rời đi tôi liền đứng dậy lau khô người rồi sau đó mặc lại quần áo vừa bước ra đến ngoài phòng người nào đó đang nằm vắt chân chỗ ngủ nét mặt thì nham nhở cười cười trông vô cùng đáng ghét tôi liếc qua vài giây sau đó quay mặt đi luôn không thèm nói với đăng lời nào mà mở cửa đi thẳng xuống dưới nhà anh thấy tôi không để ý đến mình Thì cũng ngồi bật dậy Lưỡng thững đi theo sau tôi Xuống dưới nhà bé An ăn no Đang thiêu thiêu ngủ trong lòng mẹ tuyết Mẹ đưa bé An cho bác tư bế Lên phòng để cho con bé đi ngủ Tiếp đó ngồi vào bàn ăn Trong lúc dùng bữa Đang tự nhiên gắp cho tôi một miếng sườn Bò vào bát Hành động này của anh không những làm tôi bất ngờ Mà bố mẹ cũng phải ngước lên nhìn chúng tôi Không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của mọi người đang xem như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm. Tôi giận anh không muốn ăn đồ anh gấp, nhưng vì có người lớn, tôi không dám gấp bỏ ra mâm, cứ như vậy chọc đũa vào bát, khuê khuê từng hạt cơm trắng và đưa lên miệng. Hôm qua mẹ dọn dẹp phòng giúp con, thấy trên bàn làm việc có thư mời tham dự ở triển lãm tranh. Con chuẩn bị đi à? Dạ, cái đó là của anh Duy cho con một cái, con cũng muốn đi, nhưng buổi triển lãm ở tận trong Sài Gòn. Con không nỡ xa An Sợ con bé đêm đến lại đòi con mà quấy khóc à Thế còn đi có lâu không Dạ bốn ngày Vừa nghe đến đây Mọi người chưa ai kịp nói gì Thì đang lạnh lùng lên tiếng Không đi đâu hết Ở nhà Mẹ Tuyết lúc này lên tiếng Cái thằng này Con gì nó muốn đi đâu thì kệ nó Con có quyền gì mà cấm Đúng vậy Tôi muốn đi đâu kệ tôi Đang dựa vào đâu mà cấm chứ anh càng không muốn tôi đi, tôi càng đi. Con là của chung, nhưng lúc nào cũng là một tay tôi chăm bám trong non. Chả nhẽ có con rồi, tôi phải ở nhà không được đi đâu à? Mẹ Tuyết quay sang nói với tôi. Con không phải lo cho cái an, ở nhà có bố mẹ chăm cháu rồi. Con bé cũng quấn mẹ, nên không quấy khóc gì đâu. Mà con cũng nên đi đây đi đó, cho tinh thần thoải mái, chứ cứ rú rú chăm con một mình. Mẹ thấy xót cho tuổi trẻ của con lắm. Con muốn đi đâu cùng ai, Bố mẹ đều ủng hộ con Miễn là con thấy vui Nói đến đây mẹ Tuyết dừng lại mấy giây Liếc nhìn Đăng Như thăm dò thái độ của anh Sau đó mẹ lại nhấn mạnh thêm một câu Bà có Duy đi cùng ấy Mẹ cũng yên tâm Nó vừa biết bảo vệ Vừa biết chăm sóc cho con Chứ không như ai kia Người nhà không để ý đến Chỉ có giỏi quan tâm kẻ thừa Đang nghe mẹ móc mỉa mình thì sắc mặt trở nên xám xịt, chân mày của anh nhíu lại nhìn bà, không biết anh đang định mở miệng nói gì, nhưng tôi nhanh hơn một giây, mỉm cười nói với bà. Dạ vâng, vậy để con nói lại với anh Duy. Sắp tới con nhờ bố mẹ, chăm cháu giúp con ạ. À? Ừ, không sao, cháu mẹ, mẹ nên chăm chứ. Đằng hình như rất không vui, nhưng anh không nói gì. Miếng sườn trong bát tôi, bị anh gắp bỏ lại vào bát của anh. Tôi thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải ăn đồ anh lấy cho. Tôi có tay, tôi muốn ăn gì, tự mình có thể lấy được. bố vũ im lặng nãy giờ, thầy đang biểu cảm khó chịu, làm cho ông phải thốt ra. cái thằng này, con ăn về cái gì, mà mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, như là quả táo tàu bị khô thế à? còn cha làm sao cả, bố mẹ cứ kệ con, mày lớn như vậy rồi, bố cần gì phải để ý đến mày, bố đang lo cháu nội bố, thấy cái bàn mặt cau có của mày, bị đe dọa cho sợ thôi, giãn cái mặt ra. Đăng không đáp lại lời bố mà đặt bát đũa xuống. Con ăn no rồi, bố mẹ ăn đi ạ. Con lên phòng trước đây. Đấy, cái thằng này, vừa mới như vậy thôi, đã vùng vằng đứng dậy. Càng ngày càng không coi ai ra gì. Mặc cho bố mẹ nói, Đăng vẫn không dừng bước mà thằng thường đi lên lầu. Một lúc lâu sau ăn xong, tôi cũng lên phòng nghỉ trưa. Vừa đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy người kia đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó Cậu chủ, cậu tìm cái gì thế? Nhỏ tiếng một chút cho An ngủ chứ. Thư mời đâu? Thư mời đâu? Còn tưởng đang tìm cái gì quan trọng lắm. Hóa ra là muốn lấy thư mời của tôi. Anh nghĩ tôi dễ dàng đưa cho anh chắc. Đừng có mơ. Tôi đi đến bên giường, kéo chăn đắp ngang người cho con. Không liên quan đến cậu. Đồ của Di, Di cất gọn rồi. Mang ra đây. Không mang. Tôi nói lại lần cuối, Mang thư mời ra đây Tôi không thèm trả lời Mặc cho ai đó mặt mày hầm hầm nhìn tôi Tôi nằm xuống giường Nghiêng người về phía của An Nhắm hai mắt giả vờ như đang ngủ Đang thấy vậy thì đi đến Kéo tôi ngồi dậy Giọng nói không quá lớn Nhưng vì sợ làm con gái giật mình Anh cũng nói Em có thích giả câm giả điếc không à Ừ tôi câm Tôi điếc đấy Vừa lòng anh chưa biết mình lỡ lời, đang lúng túng chớp chớp mi mắt, thành âm hạ xuống vài phần, nhưng tiếp tục chất vấn tôi. Em nên nhớ em đã có con, là con dâu của bố mẹ tôi. Bây giờ em bỏ con ở nhà cho ông bà trông, một mình đi cùng người đàn ông khác vào trong Sài Gòn tận 4 ngày, như thế mà coi được à? Thế còn anh thì sao? Anh được đi đây đi đó, đi với cô này cô kia, vậy tại sao tôi không được? Cuộc sống của chúng ta là độc lập, nước sông không phạm nước giếng. Anh sống cuộc đời của anh Tôi sống cuộc đời của tôi Chả ai liên quan đến ai Thế thôi Thiên Di Còn bây giờ mời cậu chủ ra khỏi phòng của tôi Tôi và An cần phải nghỉ ngơi Mong cậu đừng có làm phiền Sắc mặt của Đăng càng lúc càng trở nên khó coi Đôi mắt anh tàn ra những tia sáng phức tạp Môi mỏng đang mấp máy Định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi Anh im lặng một lúc Lồng ngực hít vào sâu mấy hơi Giống như đang cố tự kiềm chế chính mình Thôi được, tôi không làm phiền nữa. Đang mở cửa bước đi ra bên ngoài, tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng lại, tựa như muốn cắt dứt hết thảy mọi dây dưa với tôi. Rõ ràng vừa rồi tôi còn mảnh miệng nói ai sống cuộc đời của người ấy. Vậy mà khi anh nói anh không làm phiền tôi, trong lòng của tôi cảm thấy rất khó chịu. Không biết vì điều gì mà tính năng lại khác xưa như thế. Ngày trước anh ôn nhu ăn cần bao nhiêu, giờ đây oái âm nóng nảy bấy nhiêu. Trước đây khi tôi làm gì Không phải vì anh Anh đều nhỏ nhẹ khuyên bảo tôi Chỉ dẫn cho tôi Còn bây giờ thì đôi co rạch giỏi Từng chuyện một Tôi biết mình cũng không vừa Anh nói một tôi cãi lại hai Thành ra mỗi lần nói chuyện chẳng bình thường được bao lâu Đã cãi nhau ỏm tỏi Có lẽ vì khoảng cách tuổi ta quá lớn Cũng có khi do chúng tôi không hiểu rõ về nhau Lúc trước chỉ là người ở nhờ Tôi làm gì cũng phải ngó trước xem sau không dám làm phật ý mọi người. Bây giờ ở trước bố mẹ đăng, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, là thiên di của trước kia. Nhưng đối với đăng, thì tôi không còn là cô gái hiểu chuyện, nhẫn nhịn để lấy lòng anh nữa rồi. Và đăng cũng chẳng việc gì phải dịu dàng với tôi giống như xưa. Có lẽ trước đây ôn nhu với nhau, là bởi vì nghĩ cho đối phương, không muốn người còn lại phải bận tâm suy nghĩ. Còn bây giờ đây, chắc là vì muốn bộc bạch hết tâm tư, tìm cách cho nhau hiểu. Dù có như thế nào, thì tôi cũng không muốn đăng lớn giọng với mình. Tôi vô lực ngồi dựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn đến con gái đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt non nớt, đáng yêu của An, càng lớn càng giống hệt anh. Bật ra không hiểu vì điều gì, trên môi của tôi nở ra một nụ cười nhạt. Đang muốn cúi đầu hôn lên má con, thì cánh cửa phòng ngủ một lần nữa mở ra. Vẻ mặt của đăng lạnh lùng, trực tiếp đi tới, tóm lấy cổ tay của tôi. Đi sang phòng của tôi. Tôi phải đi ngủ, sang phòng của anh làm gì? Chúng ta nói chuyện, nói ở đây làm cho con tỉnh giấc. Bây giờ tôi chả muốn nói cái gì, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Không quan tâm đến lời từ chối của tôi, đang cúi người bế bỏng tôi lên. Động tác bất ngờ của anh thoáng làm tôi giật mình. Tôi vội vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay của anh, nhưng không dám nói lớn tiếng. Anh buông tôi ra. Anh có nghe tôi nói không? Anh buông tôi ra. Im ngay. Đang bế tôi ra bên ngoài, đóng lại cửa phòng ngủ cho con, sau đó ôm tôi về phòng của anh. Lúc này không cần phải nhỏ giọng sợ ai thức giấc, tôi lớn tiếng hỏi anh. Anh muốn cái gì? Chúng ta cần phải nói chuyện, nhưng tôi không rảnh. Tôi nhường nhịn em hơi nhiều rồi đấy. Em đừng có được nước lẫn tới. Không nói chuyện tử tế được với nhau, thì ở lại làm gì để cãi nhau à em thôi được coi như anh thua em em đừng trẻ con nữa chúng ta nghiêm túc nói chuyện với nhau đi thôi được vậy anh có chuyện gì anh nói nhanh cho em muốn hỏi cái gì anh đều giải thích với em em nghe xong tha thứ cho anh hay không là ở bản thân em nhưng anh không cho phép em rời khỏi ngôi nhà này càng không cho phép em có quan hệ yêu đương với bất kỳ người nào khác ngoài anh anh vô lý vừa thôi chứ anh yêu đương với người khác được Còn tôi thì không được à Anh không yêu tôi Nhưng anh lại bắt cả đời này tôi phải chung thủy với một mình anh Lý lẽ của anh kiểu gì thế à? Lời nói của tôi mang theo sự ai oán vô tận Những lời tiếp theo chẳng khác nào Như tự mình cầm lấy những mũi kim nhọn Đâm vào trái tim Tùy đau nhói Nhưng vẫn nói ra hết những khúc mắc trong lòng Tình đêm nay anh ngủ với bao nhiêu người rồi Số bạn gái cũ của anh Chắc phải xếp hàng dài từ biệt thự Đến tận công ty Lê Hải ấy nhỉ Ngày trước anh ngủ với ai tôi không có quyền quản Nhưng khi anh chấp nhận kết hôn với tôi Cho dù chúng ta chưa đăng ký kế kết hôn Thì ít ra Anh phải tôn trọng tôi một chút chứ Anh lừa dối tôi Lén lút sau lưng tôi ngoại tình Yêu đường với người khác Anh không thấy mình có lỗi Không thấy bản thân của mình xấu xa và tồi tệ à Lúc anh ngủ với cô ta Anh có nghĩ đến mẹ con tôi không có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Khi hỏi những lời này, một cảm giác cay cay ở khóe mắt rất nhanh đã xuất hiện. Nhưng trái ngược với tâm trạng đang mỗi lúc một kích động của tôi. Đăng chào mày, tư tốn hỏi ngược lại tôi một câu. Tôi cũng không tìm được lý do gì để đang phải nói dối mình. Bởi vì trước tới giờ anh chưa từng gạt tôi điều gì. Và nếu anh có nói dối tôi, thì anh cũng được gì chứ? Nhưng những lời anh nói là sự thật, thì đã sao? chẳng phải anh bỏ tôi để qua lại với cô ta còn gì sự đố kỵ trong lòng tôi lớn đến nỗi khiến cho tôi quên sạch mọi thứ lúc ấy chả biết tôi nghĩ gì tôi chỉ nói nhưng anh yêu cô ta ở trước mặt tôi hai người đã thừa nhận yêu nhau cơ mà cô ta nói chứ anh có nói đâu em nghĩ lại xem anh đã chính miệng thừa nhận anh yêu nguyệt bao giờ chưa tôi ngẫm nghĩ một lúc đúng là anh chưa từng thừa nhận nhưng anh từng nói rằng anh không muốn được gạt bản thân Anh không có tình cảm với tôi Muốn giải thoát cho cả hai Vậy chẳng khác nào Là có ý muốn yêu người đàn bà khác còn gì Lúc anh chọn rời đi Có khác nào anh thừa nhận đâu Không Là bởi vì anh thấy có lỗi với em Không cách nào chấp nhận được bản thân mình Anh cảm thấy không xứng với tình yêu em dành cho anh Hơn nữa khi đó Anh chưa nhận ra tình cảm của mình đối với em Nên anh lựa chọn rời đi cho cả hai thời gian là cách tốt nhất nhưng khi em đi rồi anh có thời gian để nghĩ lại để anh cảm nhận để biết mình cần gì và cần người nào bên cạnh anh đã từng nghĩ mình làm tổn thương em chắc hẳn em hận anh và không muốn quay về nên anh chỉ để đánh em sống cuộc sống của em muốn vậy mà khi thấy em bên cạnh người khác thì anh lại đổi ý anh biết mình ích kỷ nhưng anh cần em cần con gái của chúng ta Trái tim của tôi theo câu nói của Đăng bỗng dâng lên một hồi đau đớn. Tựa như có cái gì đó đang vỡ vụn. Tôi chớp mì mắt để che đi nét u uất trong đôi mắt của mình. Giọng điệu kiên định. Nói rồi, Thời gian tôi sống bên ngoài. Anh vẫn khoác tay đi chơi với cô ta. Vậy mà anh nói dành thời gian để suy nghĩ. Anh liên thiên nó vừa thôi. Hôm ở siêu thị là anh bắt gặp Nguyệt nên đi cùng. Không phải là rủ nhau cùng đi cứ cho như vậy thì đã sao anh từng yêu chị diên chọn một người giống với chị ấy nhiều như vậy chắc hẳn là trong lòng của anh cũng có sao động em không hiểu em đừng kéo diên vào chuyện riêng của chúng ta có được không anh thừa nhận mình từng có chút sao nhãng nhưng anh luôn cố gắng tự chủ bởi vì anh nghĩ cho con anh nghĩ cho em lần đó không hiểu làm sao anh bị mất kiểm soát và đến bây giờ chính anh không hiểu được bản thân của mình lời nói của đăng thực sự khiến tôi muốn tin tưởng anh sẽ không vì biện minh cho sai lầm của mình mà đổ lỗi cho một lý do nào đó không xác thực tôi không thể nào khó để nhận ra đó chính là những lời nói chân thành từ tận đáy lòng của anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi bằng một vẻ rất là nghiêm túc giọng nói của anh cũng cực kỳ kiên định anh muốn chúng ta ở bên nhau giống như trước kia mỗi lần anh đi làm về đều có em nấu sẵn cơm chờ đợi Tôi đến có em nằm bên cạnh ôm anh ngủ. Có được không? Tôi không đợi câu trả lời, đang đã kéo tôi ôm tôi vào trong lòng. Anh không mong em từ chối. Vẫn là câu nói cũ, có thể em chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, cũng không tin lời anh nói, nhưng anh rất muốn em cho anh một cơ hội để sửa sai, để anh bù đắp cho mẹ con em. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Có được không? Sao bao nhiêu chuyện mà vẫn còn được đang ôm như thế này Viền mắt của tôi bỗng nhiên không kìm được Mà trở nên nóng nóng Nước mắt muốn chảy ra Nhưng may sao lý trí vẫn còn đủ vững vàng để ngăn lại Tôi hít sâu một hơi Tận lực lúc này đè lên Khát vọng của tôi vào tận trong đáy lòng Chậm chạp cựa quậy Muốn thoát khỏi vòng tay của anh Anh có yêu tôi đâu Quay lại làm gì chứ Có, có yêu Chưa không nhận ra nhưng bây giờ anh chắc chắn là anh có yêu em. Nghe xong câu này trái tim tôi như muốn vụt ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác vui sướng khó nói thành lời không ngừng dâng lên. Nhưng cũng có một cảm giác như muốn trốn chạy. Vui sướng vì điều mình chờ đợi lâu ngày cuối cùng cũng nhận được. Còn cảm giác muốn trốn chạy là sợ khi mình hết lòng yêu người ta lại thêm một lần nữa bị tổn thương. Hai loại cảm giác này không ngừng đan xen khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu đang dường như có chút khẩn trương, ép ánh mắt của tôi đối diện với ánh mắt của anh, một nỗi sợ hãi mơ hồ không biết từ đâu xông tới. Giờ khắc này, tôi chỉ phân vân một điều, chính là mình có nên tha thứ cho anh dễ dàng như vậy hay không. Tha thứ cho anh một lần này thôi, được không em? Anh yêu em, anh yêu con gái của chúng ta mà. Tôi cảm thấy bên tai mình như vang lên một tiếng ầm ầm, toàn bộ tuyến phòng thủ nơi trái tim của tôi hoàn toàn sụp đổ. Lời nói vô lực của anh Ánh mắt nghiêm túc của anh Làm cho tôi cảm nhận được sự chân thành Khi anh nói ra những lời này Nếu không thể hết yêu đăng Vậy tại sao Tôi nhất quyết từ chối Chỉ bằng tôi buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ Cho lòng bút gánh nặng Cùng anh bắt đầu một hành trình mới Trong lòng ngầm đồng ý Nhưng ngoài mặt Tôi vẫn làm như mình đang còn phân vân Tôi tách người đăng ra khỏi người mình Nói lý nhí trong cổ Em cần phải suy nghĩ thêm Em sẽ cho anh câu trả lời sau nhé Em về phòng trước đây Nói rồi tôi xoay người muốn rời đi Nhưng khi ngón tay của tôi vừa mới chạm vào nắm cửa Liền bị người đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau Tôi còn chưa kịp phản ứng Bị anh nhấc bồng và đặt xuống chiếc giường êm ái Trái tim của tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực Liền ngồi dậy trừng mắt nhìn anh Lúc này anh lại nở một nụ cười thật là xấu xa anh muốn cái gì? Em đồng ý. Chúng ta bắt đầu lại, có phải không? Em nói rồi, em cần suy nghĩ thêm cơ mà. Nhưng anh không muốn đợi, bởi vì anh đợi từ lâu rồi. Cái gì? Lúc trước em đợi anh ý, rất rất lâu, mà em vẫn kiên trì đấy thôi. Bây giờ anh mới đợi một chút, mà anh không đủ kiên nhẫn à? Anh không có thành ý gì cả. Không, anh có thành ý, nhưng anh không đợi được việc khác. Việc gì? Câu hỏi vừa dứt, ý cười trên môi người nào đó càng nở rộ. Lúc ở trong bếp, anh nói sẽ tính nốt chuyện đang giang dở với em. Em quên à? Hai má của tôi chợt đỏ như trái cà chua, da mặt nóng bừng bừng vì nghĩ đến chuyện đã làm khi còn trong bếp. Tôi cố làm như không biết, lơ ngớ hỏi. Em, em chả nhớ cái gì cả. Không sao, anh nhớ là được rồi. Vừa nói dứt lời, chiếc cằm của tôi đã bị bàn tay của Đăng giữ lấy, khiến cho tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen đầy ý cười của anh. Tôi có thể nhận rõ được dục vọng đang tràn ngập trong ánh mắt, tôi co người lùi về phía sau. Anh muốn gì? Anh muốn chúng ta làm việc mà những người yêu nhau vẫn làm. Đồ, cái đồ biến thái này. Tôi đưa tay muốn đẩy đăng ra, nhưng lại bị anh siết chặt. Liền đó đẩy tôi ngã xuống giường. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng bao phủ lên thân hình nhỏ bé của tôi. Dùng ánh mắt rừng rực như lửa, nhìn tôi chằm chằm. Tôi chống tay trước ngực, tạo khoảng cách giữa hai. Hai má càng thêm nóng gian vì ngượng ngùng. Tôi ấp úng. Này, anh... anh tránh ra đi. Em muốn về phòng với An. Nếu không, con bé nó dậy, nó không nhìn thấy em. Nó khóc đấy. Em yên tâm. Con ngủ say rồi. Em không cần phải lo. Này, không, Tôi còn chưa nói hết câu Thì đang đột ngột ép tôi xuống giường Rồi cúi đầu hôn lên môi của tôi Nụ hôn đến bất ngờ và dứt khoát tới mức Tôi không thể phản ứng kịp Bàn tay nhỏ bé chống đỡ lồng ngực của anh Dần dần mất đi sức lực Mặc cho hơi thở nam tính của anh Hoàn toàn bao phủ lấy người của tôi Hương vị môi của Đăng rất ngọt Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng Trườn vào trong miệng Cuốn lấy đầu lưỡi của tôi Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau nhưng là lần đầu tiên khi nụ hôn mang theo cả tình yêu của hai đứa dành trọn cho nhau. Ban đầu nụ hôn rất nhẹ, sống hệt như tính cách điềm đạm, dịu dàng của anh vẫn dành cho tôi trước đây. Nhưng càng hôn lâu, chúng tôi càng không làm chủ được mình mà cuốn theo nó, cứ ngất ngây và mê loạn, không có lối thoát. Vô thức bàn tay nhỏ bé của tôi ôm lấy đầu của Đăng, ngón tay thon dài lùa vào trong mái tóc ngắn của người đối diện. Đăng rời khỏi môi của tôi, nụ hôn dịch chuyển sang má, đến tai tôi, sau đó hôn xuống cổ của tôi. Anh vừa hôn, vừa gặm nhấm phần da thịt của tôi. Nương theo hồ hấp mỗi lúc một khẩn trương của Đăng, bầu ngực của tôi lúc này cũng không ngừng run rẩy phập phồng dưới bộ đồ ngủ. Vạt áo của tôi hé mở, lộ ra một phần da thịt trắng trẻo và mịn màng. Đăng như không thể nào kiềm chế, mà giữ chặt tôi lại, một bàn tay vút ve gương mặt của tôi. Những ngón tay dần dần dịch chuyển xuống dưới, dứt khoát sẽ phăng chiếc áo ngủ của tôi thân thể của anh đè xuống thân hình nhỏ bé của tôi cúi đầu kề sát môi của tôi thì thầm với tôi chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhá gì chứ bé an mới gần 8 tháng tuổi thôi tôi còn chưa muốn sinh thêm con hơn nữa chúng tôi chưa đăng ký kết hôn mà anh lại gã gẫm tôi sinh con cho anh thêm ư tôi lắc đầu không được em không sinh đâu làm sao anh chưa cưới em cũng chưa muốn sinh em đang còn muốn chơi vậy thì được anh sẽ chơi cùng em dứt lời đang vùi đầu vào ngực tôi hít hà lấy mùi hương thơm nước hoa nhàn nhạt, nhạt bàn tay không ngừng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người chúng tôi mỗi một lần cởi bỏ là một lần anh vừa liếm vừa hôn lên từng tức da tức thịt của tôi thân thể không ngừng chìm nổi cũng như trái tim của tôi lúc này tất cả lý trí đã sớm tan thành mây khói chỉ có thể mặc cho hơi thở của anh phủ lên từng đợt hô hấp của tôi vô cùng gian nan em em khó chịu quá hai tay của tôi ghi chặt xuống đệm thân hình không ngừng vặn vẹo cố gắng để đè nén cái cảm giác khó chịu như muốn nổ tung trong thân thể nhỏ bé sống lưng chợt cứng đơ chịu từng trận nụ hôn nóng bỏng của anh đang không ngừng khiêu khích tôi cảm thấy thân thể của tôi căng lên khi đang dùng sức động thân tiến thẳng vào sâu bên trong thân thể của tôi khiến cho tôi không thể nào chịu được mà kêu lên thành tiếng. Động tác của anh khiến cho tình cảm trong lòng tôi không còn cách nào đè nén. Lúc này đây, tôi không từ chối, tôi chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận từng đợt luân động của anh. Cảm giác tê dại nóng bỏng dưới hạ thân không ngừng thiêu đốt làm tôi không thể nào kiềm chế được. Đăng à, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Lời nói vừa dứt, đang lại một lần nữa ngậm lấy nụ hồng trên ngực của tôi Một khoái cảm đột ngột xuất hiện Khiến tôi không nhịn được Thiếu chút nữa là hét lên thành tiếng Lưng anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn Mỗi lần đều nhấn vào sâu nhất Cuồng dã xâm chiếm đầy dũng mãnh Điên cuồng ra vào Không theo một quy luật nào nữa Trong nháy mắt tôi mơ hồ Như mất đi hô hấp Bị dục vọng làm cho đầu óc mơ hồ Tôi chỉ có thể vô thức Phát ra những tiếng riêng gì Tôi đã sớm trở nên mê man gương mặt nóng bừng cùng với tiếng thở hồn hển của tôi như càng thêm kích thích đăng khiến cho anh mất đi khống chế ôm chặt lấy thân thể đã sớm vô lực tùy ý sắp đặt trên cơ thể của tôi tiếng đụng chạm giữa hai thân thể phát ra càng lúc càng lớn một lúc lâu sau anh hờ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi ấn hông quyết liệt sau cùng anh mới thỏa mãn phóng thích tất cả vào trong tôi đang không rời tôi ngay mà nằm úp trên người của tôi kéo tôi vào lòng. Em đừng có đi Sài Gòn với cái thằng Duy đấy nhá. Mới hồi trưa tôi còn đang phân vân, không biết có nên đi hay không. Phần vì không muốn bỏ lỡ, phần vì không muốn xa bé An lâu như vậy. Còn bây giờ tôi lại không muốn đi đâu nữa. Tôi chỉ muốn bên cạnh con người này. Thế nhưng tôi lại trêu chọc anh. Em chưa được đi máy bay bao giờ. Em muốn thử cảm giác. Với lại, buổi triển lãm đó có rất là nhiều điều thú vị. Anh Duy có lòng mới Thì em phải đi chứ Không thể nào phụ lòng anh ấy được Em không sợ anh ghen à Không Anh có ghen đâu mà em phải sợ chứ Nghe tôi nói như vậy Đang liền chống tay lên chán Nhưng người nhìn tôi Anh có biết ghen đấy Chẳng qua là không cho em thấy thôi Vậy á Nhưng em và anh Duy Có cái gì đâu mà anh phải ghen Em không có gì với nó Nhưng ai biết được Nó có gì với em không anh thấy nó quan tâm em hơi quá mức bình thường đã thấy lần trước ấy, còn chính miệng nó thừa nhận với anh là nó yêu em thật á mà như thế cũng tốt chứng tỏ em có giá trị anh không yêu em anh không cần em ấy, thì cũng đầy người cần linh ta linh tinh em là vợ của anh đấy em không phải là vợ của anh chúng ta tôi đang muốn nói chúng ta chưa đăng ký kết hôn nhưng dường như đang hiểu được ý tôi nên lập tức ngắt lời Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn Tại sao em phải nghe lời của anh Bởi vì anh là chồng của em Là bố của các con của em Ui giời, ai thèm chứ Tôi nhuền miệng cười nhẹ Đang kéo tôi nằm lên người của anh Tay của anh xoa dòng tấm lưng trần của tôi Em đừng đi với ai cả Đi với anh nhé Anh mua hai vé cho chúng ta Cùng đi Sài Gòn với nhau Ơ, à, anh mua làm gì Chúng ta vào đấy làm gì cho em đi dự triển lãm tranh. Anh định đến gần ngày ấy, thì anh tạo bất ngờ cho em. Ai dè hôm nay em lại tạo bất ngờ không vui chút nào cho anh. Nhưng mà anh mua rồi à? Ừ. Anh chuẩn bị đưa em đi thật à? Ừ. Thì ra đang muốn tạo bất ngờ cho tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng chẳng khi nào anh quan tâm đến mình. Hôm nay cũng thấy anh để ý đến sở thích của tôi rồi. Tôi vui vẻ dấn người định hôn anh một cái thì ngoài phòng lúc này vang lên tiếng gõ cửa đó là tiếng mẹ tuyết nói vọng vào. Đăng ơi, Đăng, mở cửa cho mẹ. Tôi giật mình ngồi bật dậy, vừa vội quần áo để mặc vào người, thì nhớ ra áo ngủ của mình đã bị Đăng xé buông bét. Tôi luống cuống mặc đồ, còn vẻ mặt của anh thì tỉnh bơ. Anh nhìn tôi mỉm cười. Em vội cái gì chứ? Nhưng mẹ đang ở ngoài đấy. Anh không mặc đồ vào đi. Sợ mẹ biết chúng ta ở chung với nhau à? Dạ vâng. à, à không. Em chỉ ngại với mẹ thôi Có cái gì đâu phải ngại Vợ chồng ai chẳng ngủ cùng nhau Những áo của em bị anh giật bung hết cả rồi Em lấy cái gì mà mặc Em còn về phòng để xem con dậy chưa Em lấy áo của anh Em mặc đi Đang đứng dậy đi về phía tủ Đưa cho tôi một chiếc áo phông Trong lúc chúng tôi đang mặc đồ trên người Thì mẹ lúc này đang ở ngoài và gọi Đăng ơi Có nghe mẹ nói cái gì không Làm cái gì mà lâu thế đợi tôi chỉnh xong quần áo đang đi đến mở cửa cho mẹ nhưng lại đứng chắn không cho bà nhìn vào bên trong mẹ cũng nghỉ đi mẹ tìm con có việc gì thế cái gì đâu tại sao để an nó ngủ một mình thế mẹ vừa mới đi qua phòng con bé thấy cánh cửa phòng khép hở bé an đang nằm mở mắt ở trên giường chuẩn bị bật dậy rồi đấy tôi ngồi trên giường nghe mẹ nói như vậy chỉ muốn ra ngoài bế con gái nhưng lại sợ mẹ nhìn thấy tôi ở đây thì xấu hổ chết đi được nên tôi đành ngồi im trên giường Không dám ho he gì Đang chìa tay về phía của mẹ Mẹ đưa an cho con bé Mẹ về phòng nghỉ đi ạ à? Ừ hay Sao con rừng rưng thế Vợ con đi đâu mà con không quan tâm à Con biết gì đi đâu mà Mẹ không cần phải lo Mẹ im lặng chừng vài giây Đưa an cho đăng bế Bà lại nói tiếp Này Mẹ con mình nói chuyện một tí đi có chuyện gì thế mẹ? Để khi khác có được không ạ? À? Không có khi khác gì hết Mẹ cần phải nói chuyện với con Luôn và ngay Không đợi cho Đăng từ chối Mẹ Tuyết vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trong phòng Tôi cũng vội vàng muốn tìm chỗ trốn tạm Nhưng còn chưa kịp bước xuống giường Thì mẹ đã bước vào bên trong Nhìn thấy tôi ở đây Mẹ thoáng chốc ngạc nhiên Ơ, cái gì đây à? Dạ, mẹ Thế sao không ở phòng? con sang đây làm gì sao dạ, con thấy tôi ấp úng không trả lời đang liền lên tiếng kìa mẹ mẹ về phòng trước đi có việc gì con với mẹ nói chuyện sau nhé hai cái đứa này để cháu mẹ nằm ngủ một mình không gọi ai trông cho nhỡ như con bé dậy nó tự mình nó tụt xuống giường nó bị ngã thì làm sao mà thôi lúc khác mẹ hỏi tội hai đứa bây giờ thì nghỉ ngơi đi dạ vâng ạ à. Nói rồi mẹ cũng rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, con ngoái đầu lại, nói với Đăng bằng giọng điệu cảnh cáo. Mà này, con mà bắt nạt hai mẹ con cái gì là không xong với mẹ đâu. Kìa mẹ, con nào dám, mẹ cứ yên tâm mà. Cứ liệu hồn đấy. Vâng vâng, con biết rồi. Sau khi mẹ tuyết rời đi, Đăng bế con lên giường nằm xuống cạnh tôi. Cả ba ôm nhau ngủ một mạch, đến hơn 3 giờ chiều mới dậy. Nên hôm đó anh cũng chẳng đến công ty. Bố mẹ biết chúng tôi đã hòa hợp nên tâm trạng cũng vui vẻ theo. Đôi khi còn ẩn ý nhắc Đăng sớm đưa tôi đi đăng ký kết hôn và tổ chức lại hôn lễ. Trước ngày dự kiến đi buổi triển lãm cùng với anh Duy anh ấy có gọi hỏi lại quyết định của tôi. Khi nghe tôi bảo mình sẽ đi cùng với Đăng và biết chúng tôi đã làm lành anh ấy không phản đối chỉ thở dài hỏi tôi Em suy nghĩ kỹ chưa? Không sợ hối hận đấy chứ? Dạ, em nghĩ kỹ rồi. Em sẽ không hối hận đâu ạ. À? Anh cũng từng nói, nếu thứ mình thích mà quay về tìm mình, thì mãi mãi là của mình mà. Vậy nên em tin đăng, mãi mãi là của em, là định mệnh của em mà. Thôi được rồi. Thấy em vui vẻ hạnh phúc như vậy, anh cũng yên tâm. Anh ta có nói khi nào tổ chức hôn lễ không? Dạ chưa. Nhưng mà khi nào thống nhất, em sẽ mời anh đầu tiên. ừ anh cũng tặng em một món quà thật ý nghĩa. Dạ vâng ạ. Dạo gần đây anh Duy không quá dành nhiều thời gian với tôi như trước. Vẫn nhắn tin gọi điện hay thậm chí đến nhà bố mẹ thăm tôi và bé An thường xuyên. Nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại vội vàng rời đi. Tôi cũng đang vào Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi được tận hưởng cái cảm giác anh nắm tay tôi, công khai trốn đông người. Không ngần ngại ôm eo tôi. Đôi khi đang nói chuyện, anh còn quay sang, hôn lên má tôi một cái rất lâu anh đưa tôi đến buổi triển lãm, mua cho tôi một bức họa mà tôi thích nhất, đôi tôi đi xem phim cùng nhau trải qua các cung bậc hẹn hò yêu đương như những cặp đôi bình thường khác. Vào một buổi tối nọ, đang đưa tôi đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợt anh lấy hai tay bịt mắt của tôi, làm cho tôi tò mò. "Này, anh muốn làm cái gì thế hả?" "Em nhắm mắt lại nhá, không được nhìn chỗ." Anh đưa em đến một nơi. Tôi nghe lời nhắm mắt, Hai tay giữ lấy bàn tay của anh Bước chân chậm chậm Đi theo Nhưng miệng của tôi vẫn không ngừng hỏi Nhưng anh đưa em đi đâu Bí mật Đến nơi em sẽ biết Anh làm em hồi hộp quá Sắp đến rồi Nào Một Hai Ba Em mở mắt ra đi Đăng bỏ tay ra khỏi mắt của tôi Mì mắt của tôi cũng từ từ hé mở Tôi nhận ra chúng tôi đang đứng ở vị trí Có rất là nhiều đèn sáng chiếu vào Xung quanh có rất nhiều người lạ mặt đang đứng nhìn. Dưới chân tôi lúc đó là những cây nến lấp lánh, xếp thành hình trái tim. Có bóng bay, có cánh hoa dài khắp. Bỗng có một người mặc bộ đồ gấu trên tay, cầm theo những bó hoa hồng đỏ to đùng, lật đật chạy đến trước chúng tôi. Người đó đưa hoa về phía tôi, ý bảo tôi nhận lấy. Tôi chần chừ mấy giây nhìn đến đăng, cho đến khi anh mỉm cười gật đầu. Tôi đưa tay ôm lấy nó chưa đầy hai giây sau khi tôi ôm bó hoa đang bất ngờ quỳ gối mở một hộp nhẫn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người anh đã cầu hôn tôi ánh mắt anh thâm tình giọng nói đầy yêu thương gì à chúng ta kết hôn nhé chưa bao giờ tôi có ý nghĩ một ngày nào đó người đàn ông tôi yêu sẽ cầu hôn tôi ở nơi đông người như vậy cảm giác lúc này của tôi có vui sướng có hạnh phúc có xúc động anh không những yêu tôi sau bao ngày tháng tôi đơn phương anh anh còn cho tôi một màn cầu hôn bất ngờ ở một thành phố cách xa hà nội hàng ngàn km mà tôi không hề biết rằng anh đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ một bàn tay nhỏ bé của tôi được anh cầm lấy xung quanh có rất nhiều tiếng người bảo tôi hãy đồng ý lời cầu hôn của anh tôi nghẹn ngào không thể nào nói thành lời chỉ gật đầu liên tục thay cho lời nói của mình đang lấy ra chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa cho tôi. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, rồi mới đứng dậy, kéo tôi, ôm chặt tôi vào trong lòng. Anh thủ thỉ bên tai của tôi. Từ nay về sau, tiếng vợ anh chỉ dành duy nhất cho một mình em. Tiếng chồng, anh chỉ để cho một mình em gọi. Vợ à, anh yêu em. Dứt lời cộng thêm bao nhiêu lời hối thúc, hôn đi hôn đi của tất cả mọi người đang chậm chậm cối đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tuy chỉ là môi chạm môi, nhưng nụ hôn đó mang theo bao nhiêu tình yêu và tình cảm từ tận đáy lòng chúng tôi dành cho nhau. Những uất ức, những thiệt thòi trước đây cũng vì vậy mà tan biến. Thay vào đó, chỉ còn là những kỷ niệm tốt đẹp, những điều tuyệt vời ở con đường phía trước đang đợi chúng tôi cùng nắm tay nhau đi qua. Tối đó về khách sạn, suốt cả một đêm dài, chúng tôi quấn lấy nhau không ngừng không rõ làm bao lâu, bao nhiêu lần, chỉ biết khi tôi thấm mệt, mắt gần như không mở được nữa, mà đang vẫn chưa chịu dừng lại. Anh không ngừng thì thầm gạ tôi, sinh thêm những đứa con khác cho anh. phải khi tôi đồng ý, tôi xin xỏ anh, anh tha cho tôi, thì đang mới rời khỏi người của tôi, kéo tôi ôm vào lòng, chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau chúng tôi dừng xe bên kia đường của một tòa nhà nhiều tầng với thiết kế khá đẹp mắt, được xây dựng ở vị trí trung tâm của thành phố mang tên bác. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại xuất hiện một thứ cảm giác nôn nao đến kỳ lạ. Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm đến tòa nhà, cao sừng sững với cái tên tập đoàn Trần Thái. Tuy xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc, khó tả. Em làm sao thế? Dạ không có gì, chỉ là không biết vì sao em cứ muốn nhìn vào đó. Chắc là kiến trúc xây dựng của tập đoàn kia rất đẹp, lạ và độc anh ạ. Công ty của nhà họ Trần, Gia đình của Trần Việt Duy đấy Cái gì? Công ty nhà anh Duy hả? À? Ừ, cậu ta xuất thân là con nhà tài phiệt Nhà họ Trần là gia đình danh gia vọng tộc Giàu có bậc nhất Sài Gòn Không ai bì được đâu Ngoài tập đoàn Trần Gia Thì còn rất nhiều công ty lớn nhỏ khác Hiện tại bà nội cậu ta Đang làm chủ tịch Nghe phong phanh trong giới kinh doanh đồn rằng Bà ấy đang muốn giao lại toàn bộ Gia sản này cho Duy Nhưng cậu ta lại chưa có ý muốn tiếp quản tại sao thế ạ à? nếu anh duy không muốn thì còn bố mẹ anh ấy nhà họ trần không còn con cháu nào khác sao ạ à? bố duy là con một chuyện riêng gia đình cậu ta anh cũng không rõ lắm biết sơ qua thì là vì sai lầm ngày trước của bà nội duy khiến cho mối quan hệ của mọi người trong nhà trở nên rất tồi tệ đó cũng chính là nguyên nhân mà bố mẹ và duy rời sài gòn để ra hà nội sinh sống một thời gian sau đi nước ngoài bây giờ ông ngoại cậu ta cũng già phải gọi mãi cậu ta mới chịu quay về để điều hành đi hèn gì đúng ra chuyện gia đình họ tôi không nên quá tò mò nhưng chẳng hiểu vì sao tôi cứ muốn nhiều chuyện muốn nghe thêm một chút thông tin về họ thế bà nội anh duy làm gì ạ à? anh có biết không hình như bà ấy không thích mẹ duy sinh con gái vì nghe thầy bói nói rằng đứa trẻ đó ra đời ảnh hưởng như thế nào đó đến trần thái anh cũng không rõ nguyên nhân ra sao nhưng vì bà ấy mà đứa bé sinh ra không lâu thì chết. Từ đó trở đi gia đình Duy không còn sống chung với nhau. Thông tin về vụ việc năm đó được nhà họ trần giấu kín lắm. Đây là anh nghe mẹ với bố nói chuyện sơ qua nên anh cũng biết vậy thôi. Thế thì bà nội anh Duy mê tín quá nhở? Ừ, chắc qua bao nhiêu năm cũng nhận ra cái sai của mình. Giờ về già cô đơn nên lại muốn có con có cháu nó quây quần ở bên. Vậy anh Duy có để ý đến bà nội của mình không? Đợt vừa rồi em thấy anh ấy vào Sài Gòn suốt. Chắc là vào đây thăm bà. Anh cũng không rõ. Nhưng với tính của Duy, chắc không dễ gì tha thứ cho lỗi lầm của bà nội đâu. Tuy đứa trẻ đó sinh ra không lâu, nhưng có được tình yêu của bố mẹ và Duy. Chả thế mà hơn 18 năm trôi qua, họ vẫn đau lòng, nhớ thương cô bé đó à? Biết được câu chuyện của gia đình anh Duy, tự nhiên tôi lại cảm thấy thương cho anh ấy cũng xót xa cho số phận của mình. Chẳng biết bố mẹ ruột của tôi bây giờ đang ở đâu. Mỗi người có một gia đình riêng, hay như thế nào. Có nhớ đến tôi không? Chắc là không nhỉ. Nếu như có nhớ đến tôi thì 18 năm qua đã quay về tìm tôi, hoặc thăm tôi dù một lần cũng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tiếc là họ không có đến lần nào. Và có lẽ họ không còn nhớ đến sự tồn tại của tôi trở về hà nội cuộc sống của chúng tôi vẫn sống như trước đây đang đi làm đúng giờ sẽ về không tăng ca cũng không còn những buổi xã giao người nồng nặc mùi rượu tôi thì ngày ngày chăm con vẽ tranh và thiết kế trang sức nhiều hơn không ít lần vào tối muộn nguyệt nhắn tin không thấy đăng trả lời liền gọi cho anh có lẽ đăng sợ tôi ghen sợ tôi khó chịu nên thẳng tay tắt máy có khi phải bàn công việc với cô ta chỉ nói qua loa vài câu nhưng nguyệt không dễ gì buông tha cho đăng Cô ta gọi hai lần không được Lại gọi thêm rất nhiều lần Tối nào cũng gọi cho chồng tôi Cô ta mới chịu được Mới đầu tôi nhẫn nhịn để đang tự giải quyết Nhưng càng ngày càng thấy cô ta không biết điểm dừng liền đó nhân một hôm cô ta gọi đến sớm Tôi đã nhấn nút nghe Và chửi vào mặt cô ta Tôi không quên bật loa ngoài Để cho đang nghe thấy Anh thấy tôi mắng cô ta Quá dữ dội Không biết có phải vì thương hoa tiếc ngọc hay không Mà vội vàng tắt điện thoại đi Khuyên tôi đừng để bản thân mình nổi nóng Vì những chuyện không đáng có Có lần tôi từ chỗ anh Duy về Lúc đi ngang qua công ty Lê Hải Cũng đã gần đến giờ tan làm Tôi nảy ra ý định ghé vào đợi đăng Rồi cùng nhau đi về Tiện là đến kiểm tra bất ngờ Xem chồng tôi có bị con mụ kia Quyến rũ hay không Đi lên tầng cao nhất của tòa nhà Thấy bên ngoài không có trợ lý Cũng chả thấy tư ký đâu Tôi lại trào dâng lên một nỗi hoài nghi Tôi đi đến trước cửa phòng làm việc của Đăng. Đăng lúc sát tai vào để muốn nghe ngóng bên trong, nhưng lại chả nghe được gì. Liền đó không thèm gõ cửa, tính vào trong bất ngờ để xem có gặp những cảnh tượng giống như trước đây hay không. Vậy mà khi tôi vặn nắm cửa, cửa phòng lại bị khóa trái. Nỗi bất an trong lòng càng nhiều hơn. Tôi có thể tin Đăng, nhưng không thể tin con mụ yêu quái kia được. Như anh đã nói đấy, Chả rõ vì sao, khi người thấy mùi nước hoa trên người cô ta, anh lại dần dần mất đi ý thức. Ai biết một lúc nào đó, anh có bị mất đi ý thức nữa hay không. Tôi vội giơ tay gõ cửa, mới đầu còn thưa thớt, sau đó nhanh dần, dồn dập hơn. Cho đến khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt của tôi là gương mặt của thư ký. Khỏi phải nói, lúc đó tôi điên cỡ nào, máu nóng trong người tôi nổi lên. Nhưng tôi đang cố gắng kìm nén Sự tức giận xuống tận đáy lòng mình Tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện Chào chị thư ký Chào gì Chào hỏi qua loa Tôi nghiêng đầu nhìn đến Đăng đang cặm cụi ghi chép Không thấy Nguyệt có ý nhường đường Tôi thẳng tay đẩy cô ta đứng sang một bên Bước vào trong Tôi cất tiếng gọi Đăng Chồng à Nghe tiếng tôi gọi Đăng lập tức dừng bút ngẩng đầu lên nhìn tôi trong ánh mắt của anh thoáng xẹt qua một tia rất nhanh, sau đó ngập tràn ý cười, khóe miệng cong lên. Ô, vợ, sao em đến đây? Tôi nói bóng nói gió. Em từ chỗ anh Duy về, tiện đường kiểm tra xem anh có làm gì mờ ám sau lưng em không ấy mà. Đang đứng dậy khỏi ghế, xài bước đi nhanh đến bên tôi, đỡ tôi ngồi xuống, sau đó mặt buồn thiêu hỏi. Em lại không tin anh à? Em tin chứ, nhưng mà người khác em không tin được Ai dám chắc Kẻ nào đó có giở trò Câu dẫn anh hay không Vừa nói tôi vừa cố ý đánh mắt nhìn Nguyệt Đang đứng ở cửa Quay lưng về phía chúng tôi Đang hiểu ý tôi nói Anh giơ tay búng nhẹ vào chán tôi một cái Sau đó mỉm cười Nói nhỏ bên tai tôi Khiếp Em gớm lắm đấy Anh đang khen Hay là anh chê em đấy Anh nào dám chê vợ Vợ anh đánh đá như vậy cơ mà Này nhá, Em không hề đánh đá. Em hiền lắm ấy. Ừ, hiền. Không thèm quan tâm đến người không biết ý tứ. Cứ đứng mãi ở kia. Tôi nghiêng người về phía của Đăng. Chủ động đặt lên môi của anh một nụ hôn. Đang lúc Đăng chuẩn bị hôn lại tôi. Thì Nguyệt quay người. Lên tiếng cắt ngang hành động thân mật của chúng tôi. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Anh xem cho xong tài liệu rồi ký giúp em. Em còn làm việc. Không tiện làm phiền hai người. Đang ngừ một tiếng với cô ta sau đó nói với tôi. Vợ đợi anh một lát nhé, anh xem nút đóng tài liệu này. Dạ vâng ạ. À. Trong lúc đang làm việc, Nguyệt đứng bên cạnh anh không ngừng cúi thấp người, chỉ trò vào những mục chính trong tài liệu. Mỗi lúc một đứng sát vào anh hơn, thân hình thì ướn na ướn hẻo, chỉ thiếu điều cô ta xe áo, xe váy, khoe cho đang ngắm nữa thôi. Trước cảnh này tôi ngứa mắt không chịu được, liền đứng đó, đi đến chỗ bọn họ, dùng một lực kéo mạnh Nguyệt ra bị tôi kéo ra nguyệt lúc này cảm thấy rất là khó chịu lườm mắt và nhìn tôi nhưng lại không dám tỏ rõ thái độ bất mãn bởi vì dù sao cũng có đăng ở đây cô ta làm sao có thể để mất hình tượng được chứ tôi nhếch miệng nở một nụ cười khinh miệt với cô ta sau đó đặt hai tay lên vai của đăng vừa xa bóp vừa hỏi công việc của anh bận lắm à ừ lời vừa nói đăng liền sửa lại ngay à à cũng bình thường nếu em muốn anh làm gì đó cho em thì anh rảnh. Anh có thời gian ngay. Nguyệt lúc này chen ngang. Vừa rồi anh nghỉ hơn một tuần vào Sài Gòn. Công việc chất thành núi rồi đấy ạ. À? Vợ chồng người ta đang nói chuyện mà lại cứ thích. chó cái mõm vào. Còn mụ này không những thích cướp người, cướp vật của người khác mà ngay cả lời nói cũng muốn cướp luôn. Tôi lên tiếng. Chị Nguyệt này, chắc không biết phép lịch sự là gì đâu nhỉ? Vợ chồng em đang nói chuyện Chị sủa vào làm gì Anh đang bận hay không ấy, là việc của anh ấy Liên quan gì đến chị Cô Không cho Nguyệt có cơ hội nói hết câu Tôi nói với Đăng Anh à nếu công việc ở công ty nhiều quá Một mình anh làm không hết ấy. Em nghĩ rằng có một thư ký thôi chưa đủ Anh tuyển thêm một thư ký đi Anh nhỏ Đăng biết tôi đang không vui Khi nhìn thấy Nguyệt ở đây Anh ngước lên nhìn tôi Có một thư ký và một trợ lý là được rồi không cần phải tuyển thêm. Em đang muốn anh tìm người phù hợp, san sẻ công việc cho anh. Mà anh nên tuyển thư ký nam ấy. Họ chịu được áp lực công việc tốt hơn, nhanh nhẹn và đúng mực. Nghe như vậy, Nguyệt lên tiếng. Anh đang quen với cách làm việc của chị. Đổi người không được đâu em à. Vậy sao? Tôi ở phía sau vòng tay ôm lấy cổ của Đăng. Đặt cằm lên vai của anh. Nói với giọng điệu rất ngọt ngào. Chồng này, anh quen với cách làm việc của thư quý Nguyệt đến như vậy sao? Phải chăng chị ấy làm hài lòng anh ở mọi phương diện? Đang không trả lời tôi ngay, mà kéo tôi đứng sang phía bên cạnh. Ánh mắt ngập tràn ý cười hỏi ngược lại tôi. Em nghĩ sao? Nếu đúng như em nói, vậy em không làm phiền tổng giám đốc và thư ký làm việc cùng nhau. Em xin phép đi về. Nói xong tôi xoay người muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp đi được bước nào đang giữ tay tôi kéo lại lực kéo của anh không mạnh chỉ đủ giữ tôi nhưng tôi lại cố ý ngã vào lòng của anh đang thuận thế ôm chặt lấy tôi nhân cơ hội đó tôi giả vờ hơn rỗi đẩy anh ra thôi đi bỏ em ra để cho em về không bỏ đấy ở lại đợi anh một chút xong việc mình cùng về với nhau nhé không thích kìa gì tôi ngoảnh mặt lại đang ghé sát vào tai tôi nói nhỏ Quan nào, lát nữa anh cho em ý. Giận dỗi thoải mái. Cô giấu đi nụ cười trên môi. Tôi ngồi ngay ngắn trong lòng của Đăng. Lật từng trang tài liệu cho anh đọc. Qua một lúc sau, chắc hẳn nhịn không được cục tức. Nên khi đăng ký xong đống giấy tờ và đưa lại cho Nguyệt, cô ta không nói không rằng, liền vùng vẳng bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, đang còn bồi thêm một câu. Đóng cửa lại cho tôi. Bất cứ ai cũng không được phép vào. Dù là có việc gì đi chăng nữa Dạ vâng Thưa Tổng Giám Đốc Sau khi Nguyệt đi rồi Tôi đầy đang ra và đứng phát dậy Biểu cảm thay đổi 180 độ Mặt mày của tôi nghiêm nghị Tổng Giám Đốc và Thư Ký ở trong phòng Trao đổi công việc với nhau Có cần phải khóa cửa không Sợ người khác làm phiền cuộc vui của hai người à Không có Cửa không khóa mà Anh đâu khóa đâu Không có cái gì mà không có Còn lâu em mới tin Rõ ràng là cửa khóa trái Em mở không được Em phải đứng ở ngoài Em gõ cửa Đau hết cả tay đi này Vừa nói tôi vừa dơ ra cho đăng xem Anh nắm lấy bàn tay của tôi Kéo tôi Ôm lại vào trong lòng Giọng nói của anh trầm ấm Chắc lúc Nguyệt vào phòng Xong rồi tự ý khóa trái Nên anh không để ý Nếu có làm tay em đau ấy Cho anh xin lỗi nhá Không biết vợ đến Để em phải đứng ở ngoài Anh với cô ta chỉ bàn công việc Có đúng không? Ừ Chứ không như em nghĩ Còn làm gì bây giờ Ai mà biết được Vợ lại ghen đi à Không em nào là vợ của anh Thì vừa rồi em gọi anh là chồng Hay bây giờ mình đi đăng ký kết hôn nhá Vợ chồng hợp pháp luôn Để em yên tâm Không bao giờ nghi ngờ anh nữa Không được Em còn phải xem anh như thế nào Biết đâu ký xong Anh lại lén em Đi với người khác Lúc đó lại mất công ra tòa ly hôn Tính ta linh tinh Em đồng ý lấy anh rồi cơ mà Từ hôm ở Sài Gòn về Hà Nội Đến nay mới hơn một tuần Cả hai bận bịu nhiều công việc Nên chưa có thời gian đi đăng ký Hôm nay rảnh rỗi một chút Tôi cũng muốn đi cùng anh Để hoàn tất mọi thủ tục Vừa là để thành vợ thành chồng chính thức Cho người khác bỏ cái định dòm ngó Vừa là sớm làm lại Giấy khai sinh cho con Có điều tôi vẫn còn có một thắc mắc Không thể nào không hỏi anh nhưng tại sao anh không cho nguyệt nghỉ việc cô ấy là em họ của chị thư ký ngày trước của anh bà ấy xin nghỉ một năm vừa để sinh con vừa là chăm sóc gia đình muốn đợi đứa bé cứng cáp ấy chị ấy quay lại làm việc chị ấy giới thiệu nguyệt vào làm anh thấy cô ấy làm việc cũng tốt nên giữ lại thôi còn hai tháng nữa là chị thư ký cũ quay lại nên anh cũng tính đợi lúc đó cho nguyệt nghỉ việc luôn gì chứ hai tháng nữa cơ ai biết được hai tháng này anh và công việc và chuyện riêng không liên quan đến nhau bây giờ anh cho nguyệt nghỉ việc ai làm thay nào một mình thành không làm hết được bây giờ mà tuyển thư ký mới đợi đến khi chị thư ký cũ quay lại thì chả nhẽ anh lại cho người mới nghỉ việc à nhưng mà em không muốn cô ta ở gần anh anh không nghĩ cho cảm xúc của em à em cũng biết sợ chứ anh không làm gì có lỗi với em đâu nhưng đấy là anh Ai đảm bảo cô ta không làm gì Anh chẳng nói gì Thôi được rồi Anh muốn làm gì thì làm Mà em nói này Lần trước ý, anh từng nói với em Khi mà ngửi mùi nước hoa trên người cô ta Anh dần dần mất đi ý thức Có đúng không Nếu anh muốn như vậy Thì không cần đổi việc cô ta đâu Anh cứ giữ cô ta bên cạnh mình đi Mẹ con em sẽ đi Kìa gì Anh đừng có gọi tên em Đi mà gọi tên cô ta ấy. Lúc cô ta bảo em là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người Anh có lên tiếng nói cái gì đâu Những lời giải thích hôm trước của anh ấy Chỉ là lừa em thôi Thực chất Anh có tình cảm với cô ta Từ tận đáy lòng lại trào dâng nỗi uất ức Giọng của tôi lạc dần đi Nói trong nghẹn ngào Anh cũng yêu cô ta Vậy thì cưới cô ta đi Cưới em làm gì Hay là anh Anh muốn có bé An Không không phải thế anh lừa em những lời anh nói đều là lừa gạt em kìa vợ em đừng nhắc đến những chuyện trong quá khứ có được không lời anh nói đều là thật lòng chẳng phải anh thừa nhận mình từng có chút sao lòng à nhưng thời gian qua anh nhận ra rằng ai mới là người anh yêu ai mới là người anh muốn lấy làm vợ và sống chung đến hết đời này vậy mà em không tha thứ cho anh được sao không phải là tôi không thể tha thứ mà là ngày nào nguyệt còn ở gần anh ngày đó tôi không thể nào yên tâm về cô ta tôi nhận ra trong lời nói ánh mắt và những cử chỉ đang dành cho tôi trong thời gian qua là sự chân thành nên tôi không nghi ngờ gì có những chuyện dù chúng tôi có nói hết ra với nhau cũng chưa bao giờ có thể hiểu được tận sâu nỗi lòng của đối phương đơn giản là vì có đôi khi bản thân mình không hiểu rõ được mình điều tôi mong muốn nhất bây giờ là con mụ kia phải nghỉ việc ngay lập tức dù cho công việc trợ lý thành có phải tăng lên gấp đôi thì cũng xin cho tôi được ích kỷ lần này vì bản thân mà làm khó anh ta thấy tôi im lặng không nói mi mắt của tôi buồn rười rưới tôi nghe đằng thôi được rồi anh cho nguyệt nghỉ việc nhưng em có thể để cô ấy làm hết tuần này được không vì còn phải bàn sao công việc không được hôm nay mới thứ tư thôi chậm một ngày Em không đồng ý Thôi được rồi, được rồi Để anh trao đổi với Thành nhá. Sau đó trao đổi với Nguyệt ừ, Còn bao nhiêu công việc cần phải giải quyết Rồi ngày mai Anh cho cô ta nghỉ, được chưa? đang đã xuống nước như vậy Tôi cũng không muốn làm khó anh Tôi gật đầu Sau đó muốn đứng dậy đi Nhưng bị Đăng ghi chặt Cảm nhận thứ gì đó đang cồm cộm dưới mông của mình Tôi vừa bỏ tay xuống định sờ xem là gì Thì nhận ra đó chính là vật cứng cứng. Nhưng lúc này không thể nào rút tay về được nữa, bởi vì tay của tôi đã chạm vào nó. Hai má của tôi ửng đỏ, xấu hổ nhìn đăng. Ai ngờ nét mặt của anh lại hiện rõ một nụ cười gian xảo. Ái chà, em muốn sàm sỡ anh đi à? Em không thèm nhá, anh bỏ tay em ra đi. Là em động chạm đến anh trước cơ mà. tại tại em không biết. Anh xấu tính vừa thôi. Anh có làm gì đâu mà bảo anh sâu tính Em đúng là suy diễn linh tinh Em không có Hay là em muốn chúng ta Ánh mắt của Đăng tràn đầy dục vọng nhìn tôi Anh không cần nói thẳng Thì tôi cũng biết anh đang muốn cái gì Tôi nghiêng người giữ khoảng cách với Đăng Ấp úng Này Đăng Đăng ở công ty đấy Đầu óc của anh có bớt đen tối đi được không Ở bên em ấy à Anh không thể nào mà trong sáng lên được Đúng là liên thiên đang bế tôi đứng dậy Anh vừa lấy chiếc áo vét sau chiếc ghế Mặc lên người, ôm lấy eo của tôi Nào, chúng ta về thôi Ơ ừ. Làm sao Hay là muốn làm thịt anh ở đây Này, không, không có đâu Giật lời chúng tôi tay trong tay Rời khỏi công ty Nhưng đang không đưa tôi về nhà Mà ghé vào một khách sạn Làm thịt nhau xong, đến gần bữa trưa Chúng tôi mới về Chiều hôm đó đang không đến công ty mà gọi điện thoại giao việc cho trợ lý rồi đưa mẹ con tôi đi đăng ký kết hôn và làm lại giấy khai sinh cho con khi nhìn đến tên của đăng trên tờ giấy tôi còn tưởng mình bị hoa mắt bởi vì họ tên của anh đã được đổi từ lê hải đăng sang vũ hải đăng từ bao giờ thấy tôi ngờ ra vài giây còn chưa kịp hỏi anh thì đang giải thích với tôi anh là người nhà họ vũ không thể mang họ lê của mẹ mãi được anh đã làm thủ tục đổi họ tên từ lâu rồi Chỉ đợi mẹ con em về Làm người nhà họ vũ của anh mà thôi Em cảm ơn anh ạ à. Vậy là con gái của tôi Cuối cùng Cũng có họ tên đầy đủ Là Vũ Thiên An Sống với họ của Đăng Không sợ sau này mọi người thắc mắc Tại sao Đăng họ Lê Mà con gái của tôi lại họ Vũ nữa rồi Hai tuần sau chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ không còn là một buổi tiệc nhỏ giới thiệu con dâu với các thành viên trong gia đình mà là một hôn lễ được tổ chức trong một khách sạn sang trọng của thành phố trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Có người thân, có bạn bè, có đối tác làm ăn, có nhân viên trong công ty Lê Hải đều đến chúc phúc cho chúng tôi. Ở phòng trang điểm, ngoài nhân viên trang điểm chuẩn bị mọi thứ cho tôi, còn có hai chị dâu và em chồng cũng ở đây. Chị Linh và Quỳnh hết lời trêu chọc tôi, còn nhắc đến lần đi ba vì vừa rồi vì chơi chưa đủ, nên hẹn một ngày nào đó gần nhất, mọi người tụ họp đi picnic cùng nhau. Chị Diên ít đùa hơn hai người kia. Chị từ tốn nói với tôi. Đã là duyên phận ý, đi hết một vòng, cũng trở về với nhau. Sau này phải thận hạnh phúc em nhá. Lúc nào cũng phải cười tươi, vui vẻ. Biết chưa nào? Dạ vâng ạ. À. Mà em đừng có xa cách chị. Chúng ta là chị em trong một nhà. Nên hãy yêu thương nhau. Em và Đăng đều là em của chị. Dạ, em biết rồi. Lúc trước tôi luôn ghen tị với tình cảm của Đăng dành cho chị Diên, nhưng từ khi Đăng nói yêu tôi, tôi không còn cảm giác khó chịu hay muốn né tránh chị Diên như trước. Tôi mong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi về sau cũng luôn hạnh phúc như vợ chồng chị ấy theo một cách riêng biệt. Mọi người ở với tôi một lúc sau đó ra giúp Đăng tiếp khách, trong phòng chỉ còn lại một nhân viên giúp tôi mặc váy, chỉnh lại tóc và sửa lại lớp make up làm sao cho hoàn hảo nhất. Khi cô ấy cài mấy bông hoa nhỏ li ti lên tóc của tôi, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, một thân hình từ trên xuống dưới mặc một bộ đồ Adidas màu đen, đầu đội mũ đen bước vào, trước sự ngỡ ngàng của tôi và cả nhân viên. Không đợi chúng tôi lên tiếng hỏi, người kia khóa trái cửa phòng lại, tiếp theo rút trong túi ra một con dao gấp và chĩa về phía của tôi. Một chiếc kính đen được tháo xuống, tôi lập tức nhận ra ánh mắt của người đó, vội vàng lùi về phía sau cùng với cô nhân viên. tại sao cô lại vào được đây? cô muốn cái gì? ta muốn giết mày. Nguyệt từng bước lao về phía chúng tôi, vì mặc váy cồng kềnh nên tôi không thể nào tránh kịp, tôi bị cô ta tốm lấy đầu của mình, một tay Nguyệt kẹp lấy cổ của tôi, một tay chĩa mũi nhọn con dao vào bụng của tôi. lúc đó tôi chỉ sợ cô ta làm liều. Mà đến cả nhân viên kia cũng hoảng loạn không kém gì tôi nguyệt kỳ chặt cổ tôi xuống giọng cô ta gầm gừ hôm nay tao có chết tao nhất định phải kéo mày chết chung cô điền rồi cô bình tĩnh lại đi đúng tao điền rồi tao yêu anh đang đến phát điên nhìn mày và anh ấy tổ chức hôn lễ thế này tao cũng phát điên lên rồi nhân viên chạy lại phía cánh cửa muốn ra ngoài gọi người đến cứu nhưng cô ấy còn chưa kịp nắm lấy tay cửa bị nguyệt cảnh cáo mày cứ thử mở đi tao xiên chết nó cho mày xem nhân viên kia sợ tái xanh cả mặt không dám manh động chỉ đành đứng yên bên cánh cửa xua tay và khuyên can này cô gì ơi cô bình tĩnh lại đi tôi không mở đâu cô bỏ con dao xuống có cái gì từ từ nói chuyện với nhau chứ câm <laughs> miệng chuyện của tao và nó không đến lượt mày xía vào. Tôi đưa mắt về phía nhân viên và lắc đầu. Ý nhắc nhở cô ấy, hãy đứng một chỗ, đừng tiến tới và cũng đừng nói gì. Ai biết con mụ điên này, nó có vì điên tỉnh mà giết tôi thật không? Cách duy nhất bây giờ là từ từ khuyên nhủ, nói chuyện để kéo dài thời gian, tìm cơ hội thoát thân. Thế nhưng chưa đợi tôi mở miệng, Nguyệt đã giết lên bên tai của tôi. Còn khốn, hôm nay mày đừng hòng kết hôn với đăng anh ấy là của tao anh ấy là của tao mày nghe rõ chưa đăng đã không yêu cô tại sao cô không buông tay anh ấy chứ mày câm mồm anh ấy yêu tao người anh ấy không yêu là mày mới đúng lúc trước đăng không yêu mày nhưng bởi vì mày mày cố tình mày không buông tay anh ấy hay là mày tìm đủ mọi cách để mày câu dẫn đăng trở về bên mày nói đi từ ngày tôi cất bước rời khỏi biệt thự, dù trong lòng còn rất yêu anh, rất muốn anh đến đón mẹ con tôi về, nhưng tôi chưa từng mở lời níu kéo, giống như ngày đó. Tôi cũng không cầu dẫn hay dùng cách gì quyến rũ đăng. Anh đón mẹ con tôi về là tự nguyện, nó yêu tôi cũng là tự nguyện. Tại sao Nguyệt có thể nghĩ rằng tôi dụ dỗ đăng như cô ta đã từng làm gì đó với anh mà không phải là vì tình yêu chân thành anh dành cho tôi chứ? Tôi không làm gì cả không làm gì mày cũng lắm mưu mô nếu như mày trong sáng mày thuần khiết như đang nghĩ thì mày không cài bẫy lên giường với anh ấy không để bản thân có con rồi bắt anh ấy phải cưới mày là đang chủ động nói cưới tôi tôi không ép anh ấy tao không tin những lời này mày chỉ lừa gạt được bố mẹ của đang và anh ấy thôi nếu ngay từ đầu mày không có ý đồ mày không muốn trèo cao thì mày không để bản thân của mày mang thai đang không yêu mày Sống với mày không hạnh phúc Nên anh ấy mới yêu tao Mới quan tâm đến tao Anh ấy yêu tao nhưng tại mày Tại mày mà anh ấy bỏ tao để quay về bên mẹ con mày Đời này anh ấy không yêu mày đâu Chẳng qua là có trách nhiệm với mày thôi Mỗi lần nghe Nguyệt nhắc rằng Đang yêu cô ta Dù không tin Nhưng trái tim của tôi vẫn nhói đau Vẫn nhớ đến lời anh từng nói Nên tôi hỏi cô ta Nếu là đang yêu cô Tại sao cô phải dùng loại nước hoa đặc biệt nào đó Để mê hoặc anh ấy Nếu đang yêu cô Tại sao cả hai không tự nguyện lên giường với nhau Mà cô phải dở trò Đang sống có trách nhiệm Nhưng anh ấy không vì ràng buộc Mà buông bỏ người mình yêu đâu Nếu anh ấy yêu cô Thì anh ấy đã không cần đến mẹ con tôi Khi nói ra những lời này Tôi cảm nhận cơ thể của Nguyệt khẽ run lên Nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường Cô ta quát tôi Loại phá đám nếu hôm đó không phải mày đến đúng lúc Nếu không phải sầu tầm mê tầm ngài hết mùi Thì hôm đó tao và anh ấy Đã ngủ với nhau rồi Anh ấy yêu tao Mày hiểu chưa Chẳng qua đang chưa chấm dứt với mày Nên mới không tiến tới được với tao Mày nói không sai Đang có trách nhiệm Vì mẹ con mày mà không dám bày tỏ tình cảm với tao Không dám nói yêu tao Không dám thân thiết với tao Tất cả là tại mày nếu như anh ấy đã không dám làm tổn thương mày Thôi được Tao giúp anh ấy một tay Để mày sớm buông tha cho Đăng Cái gì mà vì mẹ con tôi Mà không dám làm những hành động của hai người yêu nhau Đăng nói đã từng có lúc Anh sao nhãng Nhưng anh vẫn làm chủ được mình Thì chứng tỏ mới chỉ là cảm nắng của ta Vậy mà cô ta vừa nói cái gì Dùng cái gì với anh ấy Cô vừa nói cái gì Cô dùng mê tầm ngài ư Cô dám dùng ngài với Đăng à? Phải đấy. Đã đến nước này ý à? Trước khi để mày chết, tao nói cho mày biết một số chuyện. Tao đã từng có ý định dùng bùa yêu để chúng tao có kết quả nhanh hơn. Nhưng bởi vì tao yêu Đăng thật lòng, tao không muốn làm hại anh ấy. Nên tao mới không tìm thầy bùa mà làm phép. Đăng đối với tao là tất cả. Sao tao có thể làm hại anh ấy? Nhưng mê tâm ngài thì không có hại. Chỉ dùng chỉ khiến cho tao và anh ấy Mất đi ý thức tạm thời Mùi hương hết Thì ngài cũng hết tác dụng Anh ấy có tình cảm với tao Chẳng qua không dám tiến tới Nên tao phải dùng cách đó Để mối quan hệ giữa bọn tao xích lại gần nhau hơn mà thôi Cô... Cô điên thật rồi Đúng, tao điên đấy Tao điên khi không dùng nó đến lần thứ hai, thứ ba đấy Nếu có thể quay ngược lại thời gian Chỉ còn có cơ hội ở riêng cạnh Tao nhất định sẽ dùng mê tầm ngài một lần nữa Để chúng ta có con với nhau Đến lúc đó Đăng sẽ cưới tao Chứ không bao giờ cưới mày Cô luôn miệng nói rằng mình yêu Đăng Đăng cũng yêu cô Nhưng thực chất là cô đang lừa mình Lừa người Nếu yêu ấy Cô không dùng đến những loại tà thuật hại người như thế đâu Cô đúng là rắn độc Cô không sợ quả báo à Nguyệt chợt phá lên cười rất man sợ Cô ta xiết cổ tôi mạnh hơn quả báo á Mày nghĩ rằng tao sợ Tao mất 2 năm Tao biến mình thành một người không hề giống với bản thân của tao một chút nào Chỉ vì tao muốn anh ấy có ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp tao Và tao đã thành công Ngày đầu nhận việc Anh ấy đã nhìn tao rất lâu Và anh ấy thường xuyên nói chuyện với tao Thì ra vốn dĩ Nguyệt không phải tự nhiên mà giống chị Diên Cô ta vì đăng mà thay đổi bản thân thành một người khác Phải yêu anh như thế nào Âm thầm để ý đến anh từ lâu mới có thể vì yêu mà đánh mất bản thân mình như vậy tự nhiên tôi cảm thấy thương hại cô ta đi qua hết ngày này tháng nọ làm đủ mọi cách tưởng như nắm chắc đăng trong tay vậy mà đến cuối cùng anh lại lựa chọn trở về bên mẹ con tôi suy cho cùng người được ông trời xe duyên ở bên cạnh đăng cả đời này là tôi chứ không phải là nguyệt cô tự biến mình thành thế thân của người khác thì dù đang có yêu cô chỉ vì yêu bè bề ngoài của cô thôi anh ấy từng yêu chị diên không phải vì nhan sắc của chị ấy mà bởi vì tính cách và con người của chị ấy cô có thể học tất cả mọi thứ về chị diên thay đổi rất nhiều thứ để giống với chị ấy nhưng liệu cả đời này cô có bắt chước được chị ấy mãi không cô thử nghĩ mà xem cô có nhan sắc tại sao cô không tìm một đối tượng tốt rồi yêu đương và kết hôn đi tại sao cô làm khổ bản thân mình như vậy mày cầm một mà. Mày đừng có lý sự với tao Chỉ cần đang yêu tao lấy tao Dần dần tao trở về là chính mình Anh ấy cũng dần dần yêu con người thật của tao Mưa dầm thấm lâu Tất cả chỉ là vấn đề thời gian Tôi không biết là Nguyệt quá cố chấp hay là quá ngu ngốc Đã nói đến như vậy rồi Đi đến hôm nay Át hẳn phải biết quay đầu chúc phúc cho người mình yêu chứ Vậy mà vẫn nhất quyết Dành đăng về làm của riêng của mình Trong khi anh không hề yêu cô ta Lúc trước tôi cũng ngu ngốc như vậy Nhưng khi ôm đủ đau thương Thấy không còn cơ hội nào nữa Tôi đành chấp nhận buông bỏ Thế nhưng sự buông bỏ của tôi Lại chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới Một tình yêu đẹp Mà tôi hằng mong ước Mày là cái thá gì Mày chả có gì hơn tao ngoài đứa con cả Vậy tại sao Mày lại dễ dàng cướp anh ấy về Bởi vì tôi sống bên đăng lâu hơn cô Sự xuất hiện của chúng tôi Trong cuộc đời đối phương đã thành thói quen rồi Trở thành một phần tình thân của nhau rồi Mẹ chồng tôi từng nói Tình yêu theo thời gian có thể thay đổi hoặc mất đi Nhưng tình thân thì không Cứ cho là anh ấy yêu cô đi Như lời cô vừa nói đi Nhưng khi nhận ra không hợp Thì cũng chả bền lâu đâu Nếu để đang biết cô dùng mê tâm ngại với anh ấy Cô nghĩ anh ấy có muốn sống chung với cô không Mà còn nữa Hôm nay cô giết tôi Cô phải đi tù <laughs> Đến cuối cùng Cô cũng chả có được đăng Miễn là mày không ở bên cạnh anh ấy Dù đi tù hay chết Thì tao cũng hà dạ Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau ầm mỹ Nhân viên kia nhân cơ hội Nguyệt không để ý Mà mở khóa phòng Nhưng cô ấy không mở cửa chạy ra ngoài ngay Vì sợ lời cảnh cáo của Nguyệt trước đó Có lẽ vì chúng tôi ở trong này quá lâu Lại sắp đến giờ cửa hành hôn lễ Nên đã có người tìm đến chúng tôi Và người đó không ai khác chính là chồng của tôi. Khi đang tự ý đẩy cửa bước vào trong phòng, bất ngờ nhìn thấy Cành Nguyệt khống chế tôi, anh sừng sốt. "Gì?" Anh bước vội lên một bước, muốn đến gần, nhưng Nguyệt kéo tôi ngược về phía sau. "Đứng yên. Anh mà dám bước đến, em đâm chết nó." Trong đôi mắt đèn vốn tĩnh lặng ấy của Đăng, giờ đây đã ngập tràn lo lắng và khẩn trương tôi nhìn thấy bà vai của anh hơi run lên giống như đang tự kiềm chế những hành động mà anh muốn làm ngay lúc này nguyệt cô làm gì thế hả thả cô ấy ra anh đang lo lắng cho nó sao tại sao em phải thả nó nó cướp anh khỏi em tại sao em phải buông tha cho một kẻ cướp đi người em yêu chứ em muốn nó chết có như vậy anh mới quay về với em anh cũng không phải chịu trách nhiệm với nó có lẽ vì không muốn Nguyệt kích động làm tổn thương tôi nên cho dù muốn nói nhiều điều với cô ta thì đang đành phải nhịn xuống thái độ của anh hòa hoãn có cái gì chúng ta từ từ nói em bỏ dao xuống trước đi nếu như gì bị thương em giết cô ấy thì tôi và em cũng không thể nào ở bên cạnh nhau nghe lời tôi em bỏ dao xuống đi Nguyệt không làm theo mà nói lại anh nói cho nó nghe đi anh yêu em anh không hề yêu nó Anh cưới nó trả qua Chỉ vì con gái Anh nói đi Đang nhìn Nguyệt rồi nhìn đến tôi Ngập ngừng không dám nói tiếng nào Tôi biết nếu anh thừa nhận không yêu cô ta Chắc chắn Nguyệt sẽ không nghe lời anh Bỏ con dao xuống Còn nếu ở trước mặt tôi Anh nói yêu cô ta Cho dù là lời nói dối Cũng làm tôi bị tổn thương Cũng làm cho tôi buồn Thầy đằng chăm chú nhìn tôi không trả lời Nguyệt tiếp tục nói anh Đăng Anh nói đi Tại sao anh không nói gì Tôi Đang lúc lấp lửng không biết nói sao Thì anh Duy bước vào Tay cầm dao của Nguyệt đang chĩa vào bụng tôi Lập tức kề sát lên cổ của tôi Anh Duy hai mắt mở to và quát lớn Bỏ dao xuống Mày là cái đếch gì Mà mày ra lệnh cho tao Cô bỏ ngay con dao ra khỏi cổ của dì ngay Nếu không thì à Tôi không để cho cô Được yên đâu Mày đang dọa tao đi à Thế mày nghĩ rằng tâm sợ à?" Cô ta gằn giọng và quát lại. Lưỡi dao sắc nhọn cứa nhẹ vào cổ tôi một đường, làm cho tôi đau nhói. Cả Đăng và anh Duy lúc này không dám mở miệng nói gì thêm, chỉ đành nghe cô ta lải nhải. "Anh thấy chưa? Nó sắp lấy anh, nhưng nó vẫn qua lại với thằng kia đấy. Anh nhìn đi, thằng Duy quan tâm nó đến cỡ nào. Chúng nó đã thừa nhận yêu nhau trước mặt anh. Tại sao anh còn muốn cưới nó?" Anh bỏ em anh rất khoát đen để nó không buồn nhưng nó có vì anh mà chấm dứt mọi dây dưa với người đàn ông khác hay không rồi nó lại cắm sừng anh cho mà xem nó ít hơn anh những người ba tuổi cơ mà sau này anh già hơn nó nó để ý đến trai trẻ mà đối tượng nó nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là duy anh không sợ chúng nó ngủ với nhau à bắt anh nuôi con của chúng nó à và anh là người đồ vỏ đấy anh về bên em đi cả cuộc đời này em chỉ chung thủy với một mình anh thôi Sao cô ta có thể nghĩ ra được những chuyện điên rồ như vậy và áp đặt rằng tôi sẽ làm ra cái loại chuyện đó. Nhưng những lời Nguyệt nói không thể khiến tôi sốc bằng lời của anh Duy. Cái con thần kinh kia, Duy là em gái của tao. <laughs> mày nghĩ rằng tao trơ mắt đứng nhìn. Mày làm hại em gái của tao à? Trước khi tao còn tử tế với mày, tốt nhất bỏ con dao xuống. Nếu không... Anh Duy nói đến đó thì ngừng lại vài giây anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt Ánh mắt dừng lại ở bình hoa sứ trên bàn Anh ấy cầm lên Sau đó dơ về phía đầu của Đăng Cảnh cáo Nguyệt Cô và Lê Hải Đăng Đừng hòng yên thân mà rời khỏi đây Lúc bấy giờ ngoài Nguyệt đang ngập tràn hận thù ra Thì tôi và Đăng đều sừng sốt trước câu nói của anh Duy Tôi có nghe nhầm không? Duy nói tôi là em gái của anh ấy ư? Hai tiếng em gái ở đây Chỉ em ruột cùng máu mủ hay là anh ấy hoàn toàn xem tôi là một đứa em để rồi bù đắp cho tôi nỗi mất mát người thân suốt mấy năm trời qua nhưng chẳng cần tôi thắc mắc quá lâu đang đã giúp tôi có được câu trả lời cậu vừa nói cái gì di là em gái của cậu ư đúng con bé là em gái ruột của tôi chẳng phải năm xưa em gái của cậu đã mất rồi ư thì ai cũng nghĩ như vậy nhưng sự thật thì không phải như thế Nói tóm lại, gì là em gái của tôi? Tôi đã làm xét nghiệm ADN từ rất lâu rồi. Cậu biết từ bao giờ? Bao giờ không quan trọng. Mà anh thắc mắc ít thôi. Bảo con bồ nhí của anh. Bỏ con dao xuống. Nghe bọn họ nói chuyện, nước mắt của tôi tự nhiên lại trào ra. Không phải tôi sợ Nguyệt giết tôi, mà là tôi thấy tủi thân, thêm cả vài phần ấm ức. Đáng lẽ ra khi biết người thân của mình là ai, Tôi phải vui mới đúng, nhưng tôi lại không thể nào cười nổi. Suốt mười mấy năm qua, tôi luôn tâm niệm một điều rằng người thân không cần tôi nên mới bỏ rơi tôi. Vậy mà sự thật lại không phải như vậy. Thời gian trước thì anh Duy khá buồn khi nhắc đến em gái, cũng nghe bố mẹ đăng và đang nói rằng gia đình họ luôn luôn nhớ đến con gái. Điều đó chứng tỏ họ rất thương tôi, không hề bỏ mặc tôi, chỉ là họ tưởng rằng tôi đã chết nên mới không tìm đến tôi. Những năm qua tôi đã trách sai họ rồi, thế nhưng tôi không hiểu sao anh duy biết tôi là em gái từ rất lâu rồi, tại sao lại không nói cho tôi biết, tại sao lại không nhận lại tôi? Và vì sao họ nghĩ rằng tôi đã chết? Vì sao tôi lại bị bỏ rơi trước cổng chùa chứ? Nước mắt của tôi rơi xuống mỗi lúc một nhiều, nhịn không được mà bật khóc thành tiếng. Đang và duy chắc tưởng tôi sợ quá, nên mới khóc như vậy vội vàng trấn an tôi. "Gì à, đừng khóc. Bọn anh không bao giờ để cô ta làm tổn thương em. Đừng có sợ." Trước sự quan tâm của hai người đối với tôi, cộng thêm lời cảnh cáo vừa rồi của Duy, Nguyệt không những không sợ mà còn uy hiếp ngược lại tôi. "Đó là em gái của mày à? Ừ, um, như vậy cũng tốt. Để tao cho mày tận mắt nhìn em mày chết dưới tay của tao." "Cô thả gì ra? Thế cô tưởng cô giết gì rồi?" Cô có thể ở bên Lê Hải đăng suốt đời Không có chuyện đó đâu. Đương nhiên là tao biết. Nhưng tao không được ở bên cạnh anh ấy thì con em của mày cũng đừng hòng có được đăng. Còn điên này, nếu như gì có bệnh hệ gì thì người nhà của cô không xong với tôi đâu. Anh Duy không thể nào bình tĩnh nhiều lời với Nguyệt, định lao tới phía chúng tôi, nhưng cũng chính hành động đó của anh làm cô ta càng không có ý buông tha. Nguyệt lôi tôi ra ngoài lan can của phòng thay đồ. Cô ta nghiến răng kèn két Mày đến đi Tao không những giết nó Tao còn ném nó từ tầng 12 xuống Khiến cho nó thịt nát xương tan Mày Chúng tôi ai cũng hiểu Ở hoàn cảnh hiện tại với một người điên tình như cô ta Chắc chắn không nói xuông Đang về ngoài bình tĩnh hơn anh Duy Nên kéo anh ấy về sau Rồi thương lượng với Nguyệt Nguyệt à Em muốn cái gì Em nói với tôi Gì không có tội Em đừng làm hại cô ấy Nó có tội Tội của nó là cướp anh khỏi em Không, là tôi Mọi chuyện từ tôi mà ra Em muốn chuốc giận lên người nào đó Thì cứ nhắm vào tôi Không, em sẽ không chuốc giận lên anh đâu Em yêu anh nhiều lắm Anh biết mà Đúng, tôi biết Tôi biết em yêu tôi Em yêu tôi, thì em nghe lời tôi đi Có được không Anh lại muốn lừa em chứ gì Em tha cho nó rồi anh và thằng duy để cho em được yên ổn sống ư tôi hứa với em chỉ cần em thả di ra nhất định không ai làm gì em nữa em không muốn nhìn anh cưới người khác anh phải cưới em anh phải cưới em thì em mới không giết nó ngoài kia có rất nhiều người đàn ông tốt em hãy quên đi tình cảm với tôi mà chọn một người phù hợp với em thì hơn không em không muốn em chỉ muốn làm vợ anh thôi em đừng có cố chấp như vậy có thế nào tôi không thể nào ở bên cạnh em được đâu được nếu như anh nhất quyết cưới nó như vậy thì chúng ta chết chung với nhau đi dứt lời nguyệt vùng dao muốn đâm vào cổ của tôi lúc đó tôi sợ đến nỗi chỉ biết nhắm chặt mắt lại và đón nhận cái chết trong gang tấc thế nhưng hai giây rồi năm giây tôi không cảm thấy đau đớn gì chỉ cảm nhận có một lực rất mạnh kéo giật tôi về phía trước thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp ở cổ mình tôi mở mắt ra xem thấy mình đang ở trong lòng của anh duy phía sau truyền đến tiếng cãi cỏ buông ra anh buông tôi ra tôi quay đầu lại nhìn thấy bàn tay của đăng đang cầm chắc lưỡi dao đã nhuộm máu một tay còn lại khống chế nguyệt nhưng cô ta đã không còn tỉnh táo dùng hết sức mình vùng vẫy khỏi người của đăng bất ngờ nguyệt ngã ngửa ra lan can đang vì vươn mình ra muốn cứu cô ta cũng bị rơi khỏi đó tưởng chừng như hai người bọn họ đã rơi xuống dưới May sao anh duy nhanh chân chạy đến bắt được cánh tay của chồng tôi trái tim của tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực chân tay buồn rùn nhưng vẫn còn tỉnh táo và kịp phản ứng để giúp anh duy một tay nước mắt của tôi không ngừng chảy nói với đăng và duy trong giọng điệu nức nở các anh không được phép buông tay đăng à anh phải trèo lên cho em Không được xảy ra chuyện gì Anh không sao đâu Gì em đừng khóc Anh không sao đâu mà Bà chúng tôi không ngừng ra sức cố gắng Nhưng Nguyệt ở bên dưới lại không muốn sống Nếu không thể sống bên nhau Vậy thì chúng ta hãy chết cùng nhau đi Em tuyệt đối không để cho nó có được anh Em không đồng ý cho anh sống hạnh phúc bên nó Nói xong Nguyệt dùng hết sức của mình Đu mạnh người đang xuống Khiến hai anh em tôi bị kéo đập ngực vào lan can Cho dù có ghét nguyệt đến cỡ nào Chúng tôi không thể nào trơ mắt Nhìn cô ta rơi từ tầng 12 xuống được Hơn nữa hôm nay là ngày cưới của chúng tôi Tôi không muốn ngày vui của mình Lại có đám tang của người khác Hơn hết nếu như cô ta chết Tôi và đang cả đời Sẽ bị ám ảnh không thôi Thề rằng lúc đó cô ta mở ở trên này Tôi có thể lơ lửng được giữa không trung thì tôi phải tát cho cô ta sáng cái mắt ra Người ta đã không yêu mình thì bỏ đi Tại sao lại vì một người đàn ông Mà hy sinh mạng sống của bản thân mình Không có người này Thì yêu người khác Thiếu gì đàn ông Tôi và anh Duy gần như không trụ được nữa Đang lại bị hai bên kéo ngược hướng nhau Nên hình như anh rất đau tay Tôi thấy mặt mày của anh nhăn nhúm cả lại Cô dùng sức khống chế Nguyệt Nhưng không được Gì này Em đi gọi người đi, nhanh lên Chúng ta không thể nào kéo được bọn họ lên đâu. Tôi chần chừ mấy giây vì sợ rằng nếu như tôi buông tay, một mình anh Duy không rũ được mà khiến cho họ rơi xuống. Nhưng cứ ở tình thế thế này cũng không phải là cách. Tôi vừa buông tay ra, định đi gọi người đến giúp, thì thấy anh Thiên và anh Hiếu chạy nhanh vào trong này. Theo sau có cô nhân viên vừa rồi. Có lẽ cô ấy đã giúp chúng tôi đi gọi người đến. Ba người đàn ông bám vào tay của đang kéo lên, Tay còn lại của anh đang túm chặt lấy Nguyệt Không ngừng động viên Em đừng vì tôi mà bỏ đi tính mạng của mình Em chết rồi Bố mẹ em, người thân của em Sẽ vô cùng đau lòng Họ mang nặng đẻ đau nuôi em suốt từng lấy năm trời Không dễ dàng gì đâu Đừng có không biết quý mạng sống của mình Nhưng mà không có anh Cuộc sống của em Không còn ý nghĩa gì Thì tại sao em lại suy nghĩ tiêu cực như vậy Nếu như em yêu tôi thì em phải chúc phúc cho tôi chứ tại sao em lại làm ra những điều ích kỷ nếu như em chết có phải cả đời này anh sẽ nhớ đến em không sẽ không quên được em có phải không anh duy nghe xong thì mắng cho cô ta một câu con điên kia cô chết rồi thì việc đếch gì thằng đăng nó phải nhớ đến cô người nhớ cô đau lòng vì cô chỉ có bố mẹ cô thôi hãm trai nó vừa vừa phải phải thôi đợi khi cô có gia đình cô sẽ thấy nỗi khổ của bố mẹ cô khi mà nhìn thấy cô sống dở chết dở là như thế nào Nguyệt đã hỏi câu này chắc hẳn không còn thiết tha gì nữa may sao lúc ấy mọi người cũng kéo được hai người bọn họ lên đang giữ chặt lấy bả vai cô ta nghiêm túc nói tôi sống đau khổ thì em vui lắm mà nhưng em không muốn anh đau khổ vậy tại sao không chúc phúc cho tôi chúng ta không phải là nửa kia của cuộc đời đừng có cưỡng cầu nhưng mà em yêu anh mà em không quên được anh không có gì là không thể chỉ cần em cho mình thời gian em sớm mở lòng đón nhận người mới thì tôi tin chắc rằng đến lúc đó khi em nhớ lại những ngày tháng này em sẽ cười nhạt và cho rằng tại sao lại ngu ngốc yêu một người như tôi không yêu anh không phải là ngu ngốc vì tôi một lần cuối hãy sống thật tốt hãy để tôi được ở bên người mà tôi yêu nguyệt im lặng không đáp cả người cô ta run rẩy theo từng đợt theo tiếng khóc đang được đè nén một hồi lâu sau có lẽ đã suy nghĩ thông suốt cô ta đưa tay quẹt đi nước mắt thôi được em để anh sống hạnh phúc bên người mà anh yêu cảm ơn em 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 vẫn có thể liên lạc với anh được chứ thân là một người vợ nghe tình nhân của chồng đòi được tiếp tục liên lạc với anh đương nhiên tôi chả vui tí nào nhưng quyền quyết định là ở Đăng Nếu anh thương sót cô ta Vẫn muốn làm bạn với cô ta Thì tôi không muốn khó khăn gì với họ Chỉ cần anh không rung động với ai khác ngoài tôi Mày thầy Đăng lại lên tiếng từ chối Chúng ta không nên liên lạc với nhau là tốt nhất Từ nay về sau hãy sống cuộc sống của mình em Đừng lưu luyến đến tôi Anh Đăng Đến giờ tôi cử hành hôn lễ rồi Nếu em muốn ở lại chúc phúc tôi Thì vợ chồng tôi cũng vui vẻ tiếp đã em. con người phụ nữ nào có thể đứng xem người mình yêu sâu đậm, trở thành chồng của người khác chứ? Đang nói như vậy chẳng khác nào, đánh đố cô ta. Thôi, em nên về thì hơn. Vậy để nhân viên tiễn em một đoạn. Không cần đâu, em tự đi được. Anh phải thật hạnh phúc nhé. Đợi khi Nguyệt rời đi, lúc này đang mới vội nhìn đến vết thương trên cổ của tôi. Giật may nó không quá sâu để phải chảy máu nhiều chỉ bị xước một vết nhỏ. Tôi nhớ đến lời vừa rồi của anh Duy nói. Tôi liền hỏi anh ấy. Anh Duy, anh nói cho em biết đi. Em là em gái của anh thật sao? Anh là anh trai của em à? Hai anh em nhà thiên nghe xong cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nhường lại không gian riêng cho chúng tôi nói chuyện. Trong phòng chỉ còn mình tôi, Đăng và anh Duy. Anh ấy không giấu tôi nữa. Ừ thì anh là anh ruột của em. Anh biết em là em gái của anh từ bao giờ Tại sao không nói cho em biết Ngày trước anh từng nói rằng Em gái của anh đã mất rồi mà Em còn nhớ cái lần Em ngất ở bệnh viện không Hôm đó trong lúc nhân viên thay đổi cho em Đã vô tình nhìn thấy Vết bớt bên hông của em Anh đã nghĩ đó là sự trùng hợp Nhưng mà sâu chuỗi lại mọi chuyện Từ tuổi tác hoàn cảnh của em Nét mặt em nhìn kỹ Có vài ba phần sống với mẹ hơn nữa em còn có năng khiếu vẽ. Mẹ của chúng ta cũng có năng khiếu này. Nói đúng hơn là nhà ngoại và cả anh cũng biết chút ít. Nhưng anh nghiêng về thiết kế thời trang, còn em thì toàn diện về mọi mặt, từ tranh phong cảnh thời trang và trang sức, em đều rất có tiềm năng. Thế nên anh bảo bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và kết quả trả về, chúng ta cùng huyết thống. Thế tại sao anh không nhận em? Tại sao phải giấu em? Hôm đó anh đã từng có ý muốn nói cho em biết nhưng cuộc sống riêng của em bất ngờ bị đảo lộn thần là anh trai phải có nghĩa vụ bảo vệ em rèn rũa để em trưởng thành mạnh mẽ hơn nhưng xem ra cũng chẳng làm cho anh mạnh mẽ được như anh muốn với cả anh tức hải đăng lắm muốn dạy dỗ cho hắn một trận cũng là muốn xem khi mà em bên anh thì hắn ta có ghen hay không còn về việc tại sao mọi người nghĩ em đã mất thì dài dòng lắm đợi bố mẹ về anh giải thích với cả nhà một lượt nhắc đến bố mẹ người mà tôi luôn mong muốn có trên đời này bây giờ đang ở đâu tôi muốn gặp họ muốn biết bố mẹ của mình trông ra sao giọng tôi run rẩy hỏi duy bố mẹ ở đâu ạ à anh em muốn gặp họ anh chưa nói cho bố mẹ biết chuyện của em mới chỉ bảo họ về việt nam có chuyện gấp anh định đợi bố mẹ về sẽ cho hai bên gặp nhau rồi nói chuyện rõ ràng. Nhưng lịch trình của bố mẹ thay đổi, thành ra không thể về trước đám cưới của em được. Nhưng mà không sao, có anh và ông ngoại đại diện là được rồi. Hôm nay em phải là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, biết chưa? Tuy rất muốn sớm gặp bố mẹ và muốn được bố mẹ dắt tay tôi đi vào lễ đường. Nhưng anh Duy đã nói như vậy, hồn lễ không thể nào rời sang ngày khác. Khách quan bây giờ đều mời đến rất đông đủ Thế nên đành để mọi thứ diễn ra như kế hoạch ban đầu. Vì sự cố xảy ra nên giờ cửa hành của chúng tôi bị đẩy xuống nửa tiếng. Trong nửa tiếng này, nhân viên giúp tôi trang điểm làm lại tóc. Đang cũng không rời khỏi tôi nửa bước, mà ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay tôi. Cho đến khi bước vào lễ đường, đang đứng trên sân khấu, khóe miệng cong lên, nhìn tôi chăm chú không rời mắt. Hôm nay không có bố, nhưng có anh trai nắm tay tôi, chào lại cho chú rể. Yêu thương em gái của tôi tốt vào nhé. Không là không xong với tôi đâu. Dạ, anh vợ. Hai tiếng anh vợ phát ra từ miệng đăng, làm cho tôi không nhịn được cười. Anh Duy làm bộ nghiêm mặt, nhắc nhở tôi. Này, nghiêm túc đi. Hôm nay là ngày vui của vợ chồng em mà. Phải cười thật tươi chứ. Nghiêm túc làm sao được anh? Ờ, à, thôi thôi được rồi. Hôm nay hai em là nhân vật chính. Anh không nói nhiều. Nhường sân khấu lại cho hai đứa. Chúng ta về sau, có rất nhiều thời gian để hàn huyên. Sau khi hôn lễ kết thúc, vợ chồng tôi không về nhà bố mẹ mà đón đêm tân hôn ở chính căn nhà trước đây chúng tôi từng sống. Đây là lần thứ hai quay trở về sau những tháng ngày rời đi trước đó, nhưng là lần đầu tiên đặt chân vào lại căn phòng ngủ. Mọi thứ trong phòng vẫn được sắp xếp, sống hệt như ngày tôi còn sống chung với anh. Chỉ khác hôm nay dưới sàn có bóng bay, có hoa hồng và cả ga giường được thay đổi để hợp với không gian của phòng tân hôn. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, mọi sự tập trung của tôi đều dồn đến kệ tủ trưng bày. Ở đây có rất nhiều bức tranh được đóng vào khung ảnh, rất là cẩn thận, bày biện rất đẹp mắt. Nhận ra đó chính là những bức vẽ của tôi khi sống ở bên ngoài. "Anh ơi, sao anh có những bức tranh này?" "Anh mua đấy, em bán cho anh mà." "Em bán cho anh hồi nào?" "Thì cái hồi em mới bắt đầu vẽ tranh." lúc trước em chàng bảo nếu em bán tác phẩm của mình thì anh là người ủng hộ em đầu tiên còn gì đang đi đến bên tôi ôm tôi từ phía sau đã hứa với vợ thì làm sao mà nuốt lời được chứ anh lừa em đi à em trả bán cho ai có địa chỉ giao về khu này cả anh đặt hàng giao về nhà trợ lý sau đó thì thành mang đưa lại cho anh anh không dám để em biết thì làm sao mà dám đặt giao về nhà mình chứ Tôi tách vòng tay của đang ra Quay lại nhìn anh dò xét Thấy trên môi anh là một nụ cười tự tin Cùng ánh mắt khẳng định Lúc này tôi mới ngầm tin lời anh Không nghĩ rằng trong thời gian xa nhau đang vẫn biết tôi làm gì Còn âm thầm đặt hàng của tôi Tự nhiên bao nhiêu tuổi hờn vừa qua Cũng vì hành động này của anh Mà suýt xoa được một chút Anh mua rất nhiều nhá Không sót một cái nào của em Nhưng mà anh thấy mấy bức này là đẹp nhất Lại có ý nghĩa nhất nên anh trưng bày ở đây Còn lại anh cài vào cuốn album riêng rồi Em đâu cũng mượn anh mua chứ Anh tính lấy lòng em Để chuộc tội chứ gì Không phải Mà nick facebook mua hàng của anh là gì Đưa em xem nào Thôi thôi xem làm gì Từ hôm em về anh xóa nick rồi Liên thiên Anh phải cho em xem tin nhắn Thì em mới tin Em chả tin tưởng chồng em gì Mà thôi chúng ta đi tắm nào Nhanh nhanh kẹo mất thì giờ Xong rồi đi ngủ chứ làm gì đâu mà mất thì giờ. Tắm xong sớm ấy thì được ăn em nhiều. Ơ, ừ, cái ông này. Không cho tôi thời gian ngẩn ra nghĩ ngợi, Đăng bế bổng tôi lên vào phòng, tắm chung với anh. Mặc dù tắm không nghiêm túc, tay chân vẫn mân mê trên da thịt tôi, nhưng ngoài hôn ra thì không làm gì khác. Cho đến khi ra ngoài, trên chiếc giường cưới, tôi nằm gọn trong vòng tay của Đăng. Lại thấy bộ dạng anh có chút suy tư, liền mỉm cười cất tiếng hỏi: anh làm sao thế Lại đang tương tư đến cô nào Vớ vẩn anh đang nghĩ Làm thế nào Để giúp em tránh thai tốt nhất Mà lại không phải dùng đến thuốc nhỉ Đeo bao vào Nhưng mà anh chả thích Thế thì khỏi làm chuyện đấy Thì không mang thai chứ làm sao Không được Không những phải làm mà còn phải làm thường xuyên Ăn em hết ngày này Qua ngày khác mới được Nghe những lời này cô Đăng Khiến cho tôi không nhịn được cười lại cười phá lên, tôi vòng tay ôm lấy cổ của Đăng. Em không cho đâu, em nghĩ không cho mà được với anh á. Vâng, lúc trước ấy à em dâng hiến đến tận miệng mà anh còn có thèm đâu. Sao bây giờ lại giống như là bị bỏ đói lâu ngày thế nhở? Câu nói vừa rồi của tôi làm Đăng chợt có vẻ lúng túng cùng với sự ngượng ngùng, nhưng rất nhanh tận sâu trong đáy mắt lại dâng lên một cảm xúc khiến tôi nhìn vào có cảm giác cảm động cực kỳ tôi biết khi đó anh chưa yêu tôi nên không muốn chạm vào người tôi cũng là điều dễ hiểu nhưng nghĩ đến anh từng phũ với mình tôi lại cảm thấy rất buồn tại khi đó anh chưa xác định là mình có tình cảm với em với lại em đang mang thai anh sợ không kiềm chế được làm mạnh lại ảnh hưởng đến con lý do vì con chỉ là cái cớ thôi anh chê em nên anh mới không thèm động đến là vì con thật mà thời gian qua chúng ta thân mật Em cũng biết rồi đấy Lúc cao trào anh đâu có nhẹ nhàng được Nếu em không tin ấy, Hoặc chưa cảm nhận được Vậy anh chứng minh cho em thấy nhé Liền sau đó đang đột ngột giật phăng Chiếc khăn tắm Đang quấn ở phía dưới Thân hình cao lớn mạnh mẽ đe túi xuống Hai má tôi ửng đỏ Không muốn kháng cự Mà e thẹn ngừng đầu nhìn anh Bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng Anh muốn làm gì Anh chứng minh cho em thấy không cần đâu, chúng ta đang nói chuyện với nhau cơ mà. Lúc nào chả nói được. Làm một cái rồi nói tiếp. Đăng cúi đầu mang theo một nụ hôn nóng bỏng phủ lên môi của tôi. Sau đó men theo phần cổ mềm mại. Nụ hôn của anh cứ như vậy kéo dài xuống phía dưới. Bàn tay của Đăng cũng đem chiếc khăn tắm trên người của tôi. Chút bỏ đi. Dục vọng của anh thức tỉnh mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể của anh. Cổ họng có chút khô nóng, nhẹ nhàng đẩy anh ra muốn né người tránh đi sự khiêu khích của anh, nhưng lại bị Đăng rất nhanh túm lấy. Anh chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt, tràn ngập sự thâm tình. Ngón tay thon dài lùa vào từng lọn tóc vương trên má của tôi, cuốn nhẹ vào ngón tay, chậm rãi đùa nghịch. Em vừa trẻ vừa đẹp thế này, thử hỏi anh có chịu được không chứ? Nói điều, ngày trước anh có thèm nhìn đến em đâu. Không nhìn trực tiếp, nhưng mà anh có nhìn trộm đấy đang bật cười khanh khách, nụ cười của anh rất đẹp, giống như áng mây hờ hững trôi nhẹ trên bầu trời. Làn môi mềm mại sắc đỏ của anh nhẹ nhàng lướt trên bờ môi của tôi, vô thức khơi lên từng đợt rung động không ngừng lan tỏa trong thân thể của cả hai đứa. Mấy năm nữa anh già đi, em sẽ cặp với trai trẻ. Em dám? Vâng, tất nhiên rồi. Tôi cố gắng nén cười, hắng giọng một cái rồi nói tiếp. Nếu như không muốn mất vợ ấy, Thì anh phải yêu thương em nhiều vào Chân mày của Đăng níu lại Miệng lầm bầm vài câu Sau đó cả người anh áp xuống Giọng nói trầm thấp vang lên Còn lâu nhé Anh mới để cho em yêu người khác Tôi chủ động kéo cổ Đăng xuống Thậm chí còn đưa môi của mình sát lại gần Chỉ biết dùng sự nhiệt tình của mình Mà đáp lại tình yêu thương của anh Trên đời này ngoài Đăng ra Sẽ không còn có người nào khác khiến cho tôi cam tâm tình nguyện trở nên ngốc nghếch trở nên dại khờ khi yêu sáng sớm hôm sau còn đang say giấc trong vòng tay của chồng mình tiếng chuông điện thoại ở kề tủ đầu giường không ngừng kêu lên tôi mệt mỏi đưa tay ra lấy alo đầu dây bên kia là tiếng của anh duy vẫn chưa dậy cửa hơn chín giờ sáng rồi đấy còn sớm mà anh chứ không có ai gọi em toàn ngủ đến 10 giờ thế đang dậy chưa Tôi ngẩng đầu lên nhìn chồng, thấy anh cử động, ôm siết tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm. Ai gọi mà sớm thế em? Anh Duy à? Hai vợ chồng dậy đi, rồi đến nhà ông nhé, bố mẹ sắp về rồi đấy. Nghe như vậy tôi lập tức tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, hỏi lại anh Duy. Anh vừa nói gì? Bố mẹ, bố mẹ sắp về rồi á? Ừ, qua sớm nhé. Vâng à. Tôi liền kéo đăng ngồi dậy, sau đó cả hai nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì về bên nhà bố mẹ chồng đón an con bé đang tập đứng bám vào bàn uống nước ở phòng khách vừa nhìn thấy tôi thì ngồi phịch xuống đất bỏ thật nhanh đến con gái hôm qua có quấy ông bà không nào không an ngoan lắm có mấy khi quấy khóc đâu sau này mỗi tối ngủ với ông bà tôi biết bố mẹ muốn tạo điều kiện cho vợ chồng tôi được ngủ riêng mà bé an cũng cứng cáp rồi để con ngủ với ông bà cũng không sao với lại vợ chồng tôi thống nhất Từ này về sau Sẽ sống cùng với bố mẹ Ở ngôi nhà này Còn biệt thự bên kia cuối tuần Hai vợ chồng về đó Để có chút không gian riêng tư Bồi đắp tình cảm Đang nghe mẹ nói như vậy Thì cười tươi ra mặt Thế cháu nội còn giao cho bố mẹ chăm hết nhá Rồi rồi Mà hai đứa chắc là chưa ăn gì Để mẹ bảo bác Tư Chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa Ăn một chốc là xong Dạ thôi, Bọn con về đón An qua bên nhà ngoài. Chắc trưa nay bọn con không về. Bố mẹ không cần đợi cơm vợ chồng con đâu ạ. À? Thế hai đứa đi đi. Kẻo mọi người mong. Dạ vâng ạ. À. Cả nhà ba người chúng tôi qua nhà ông ngoài. Chú bảo vệ vừa nhìn thấy xe vợ chồng tôi thì mở cổng cho chúng tôi đi thẳng vào trong. Từ trên xe bước xuống tâm trạng của tôi vừa hồi hộp lại nôn nao nóng lòng. Đằng thấy tôi đứng chuồn chân một chỗ Nhìn vào cửa nhà lớn mà lại không chịu đi Thì ôm eo tôi Nói nhỏ bên tai Em à chúng ta vào thôi Dạ vâng ạ à. Một tay đang ôm bé An Tay còn lại đang lấy bàn tay của tôi Vào đến bên trong Ngoài ông ngoại và anh Duy đang ngồi ở ghế Thì có hai người trung niên Đang đi đi lại lại giữa nhà Với vẻ mặt vô cùng sốt sắng Nhìn cách ăn mặc sang trọng của họ Thêm những đường nét trên gương mặt Khá giống với anh Duy tôi lập tức nhận ra đó chính là bố mẹ của mình chỉ là bước chân của tôi run rẩy không làm sao đi nhanh được mỗi bước chân là một lần nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống một cảm giác thiêng liêng bao trùm lấy tâm trạng của tôi con chào ông con chào cả nhà nghe tiếng chào hỏi mọi người hướng nhìn chăm chăm đến vợ chồng tôi bố tôi vội bước tới còn mẹ tôi đứng yên một chỗ Nhìn tôi rơi nước mắt Con chào ông Chào anh Con chào bố mẹ Mẹ tôi lao đến phía tôi Giang tay ôm chặt tôi vào lòng Con gái của mẹ Con còn sống Con còn sống ư Mẹ Cánh tay tôi chậm chậm đưa lên ôm lấy bà Vùi đầu vào vai của bà mà khóc một trận thật lớn Bố tôi cũng tiến lại gần Đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của tôi đay mắt xuất hiện mấy sợi tơ máu như đang bị kiềm nén rơi lệ đến cùng cực con gái con về rồi bố bố ôm lấy hai mẹ con tôi vào lòng không nhìn được nữa mặc cho nước mắt chảy dài ba người chúng tôi cứ như vậy đứng mà ôm nhau khóc kìa mọi người đừng khóc ngồi xuống ghế trước đi từ từ chúng ta nói chuyện bố mẹ lúc này cũng buông tôi ra quay sang đánh vào người của anh duy cái thằng trời đánh này bố mẹ đánh cho mày chửa đi sao dám giấu bố mẹ đến ngày hôm nay làm bố mẹ không kịp về để dự đám cưới của em con con cũng báo sớm đấy chứ tại chuyến bay của bố mẹ bị delay thôi nhưng mà không sao có con có ông ngoại đại diện nhà gái được rồi mày lần trước mẹ thấy báo chí đưa tin Con ôm gì ra khỏi sự kiện rồi người ta đồn đại là tướng phu thê yêu nhau Mẹ lại còn tưởng thật Mẹ hỏi mày Mà mày cứ giấu Bảo là chỉ là bạn thôi Em gái của con còn biết từ trước Mà lại dám nói là bạn bè à Con mà nói cho bố mẹ biết sự thật đi Thì bố mẹ lại chẳng bay ngay về Đến lúc đó Sao con có thể thử lòng được lây hải đăng Để anh ta nhận ra rằng Em gái của con quan trọng với anh ta như thế nào Nhắc đến chuyện trước kia của tôi và Đăng Chắc bố mẹ cũng không biết gì nhiều nhưng vẫn chừng mắt lườm anh và khiển trách cậu giỏi lắm cậu làm tổn thương con gái của tôi muốn bỏ rơi nó có phải không dạ con con không có không có cái gì nếu không phải giờ cậu lấy nó bố mẹ cậu là bạn của tôi tưởng có ơn nuôi nấng con bé mấy năm qua thì cậu ấy à không xong với vợ chồng tôi đâu dạ con xin lỗi bố mẹ xin lỗi anh vợ con xin lỗi ông sau này con không để gì phải rơi một giọt nước mắt nào đâu ạ. À? Biết như vậy là tốt. Kìa bố mẹ, bố mẹ đừng mắng anh ấy. Chồng con đối với mẹ con con rất tốt. Lúc trước chẳng qua vì bị người ta lừa thôi. Nhất thời sai phạm. Nhưng con có thể hiểu và con có thể bỏ qua được mà. Tôi không nói cho Đăng biết việc Nguyệt dùng bê tâm ngải với anh. Dù sao chuyện cũng qua rồi, cứ để cho nó chôn vùi theo thời gian tôi không muốn nhắc lại bố mẹ thấy tôi nói đỡ cho anh thì cũng không nói gì thêm mẹ kéo tay tôi đến ghế ngồi hỏi han tôi rất nhiều chuyện tôi cũng kể cho mọi người nghe những năm tháng tôi đã trải qua nhưng chỉ kể những chuyện vui còn những chuyện buồn tôi tính xấu cho riêng tôi biết thế nhưng trong một lần anh duy đến chùa cùng tôi anh ấy đã sớm biết tất cả về cuộc sống của tôi chỉ là ngoài ông ngoại và bố ra thì anh ấy giấu, không nói cho mẹ biết, bởi vì không muốn mẹ buồn lại tự trách bản thân. Ông ngoại tôi lên tiếng. Hôm thằng Duy nó đưa cháu về, ông đã rất muốn ôm mẹ con cháu rồi, nhưng vì cái thằng này nó bảo ông không được kích động, không được để cháu biết thân phận của mình sớm, nên là ông ngoại phải kiềm lòng, để mẹ con cháu ra ngoài ở đây chứ. Chứ không còn lâu nhá. Anh Duy đúng là rất quá đáng không ạ? Nếu anh ấy nhận cháu sớm hơn, chẳng phải cháu không cần về tuổi thân để ra sức kiếm tiền à? Anh Duy lúc này bày ra cái vẻ mặt vô tội lên tiếng thành minh. Anh bảo với em là muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho con gì. Anh còn trả tiền mua sản phẩm cho em, gấp 3, gấp 4 lần đi chứ. Anh không nói là anh trai em, thì làm sao em dám nhận không của anh chứ? Ờ nhỉ, nhưng nếu anh không quan tâm em, không tung tin chúng ta là người yêu tin đồn, thì liệu chồng em nó có ghen lồng lộn đâu đến nó rước em về không Em hỏi anh ta thử mà xem Xem đánh anh mấy lần đấy Ngày đến đây mọi người đều hướng tầm mắt về Đăng Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi Thì anh lên tiếng rồi Thế cậu tưởng rằng Cậu không đánh trả tôi à Có thằng ngu mới không đánh lại Khi bị tấn công nhá Thế thì có qua có lại Đừng có mặt thắc mắc Đấy mọi người thấy chưa Con rể cháu rể của mọi người đấy Mọi người không ai nói gì mà chỉ cười. Sau khi gia đình tôi nhận nhau, nghe anh Duy kể lại tôi mới biết, hóa ra ngày mẹ mang thai tôi được 6 tháng tuổi, có một thầy bói nói với bà nội rằng vận mệnh của tôi không được tốt nếu tôi được sinh ra, sẽ khiến cho công việc làm ăn của nhà họ Trần xuống dốc nhanh chóng, thậm chí sẽ phá sản. Cách duy nhất là phá bỏ thai nhi hoặc đem tôi cho một gia đình nào đó nuôi nấng. Đợi đến khi tôi đủ 18 tuổi mới có thể đón về nhưng không được phép mang họ Trần, nhận tổ quy tông. Chuyện vô lý như vậy đương nhiên bố mẹ tôi không tin, nhất quyết không chịu bỏ tôi và cũng không đem tôi cho gia đình khác nuôi. Thế nhưng bà nội không để bố mẹ tôi được như ý. Khi tôi sinh ra mới chỉ được 2 tuần tuổi, nhân lúc không có bố mẹ để ý, đã đem tôi giao cho một người làm trong nhà, bảo ông ta đem tôi đi nhờ người nuôi dưỡng. Và rồi khi bố mẹ thấy tôi biến mất, đã tranh cãi với bà nội để biết tung tích của tôi, nhưng bà nhất quyết không chịu nói mà người đàn ông đem tôi đi đã nghỉ việc theo yêu cầu của bà nội. Một tháng trôi qua, mẹ và anh trai tôi không nhìn mặt bà nội, không nói chuyện với bố, ăn uống cũng bỏ bữa nhịn đói. Bố tôi thường vợ sót con, cuối cùng đã uy hiếp nếu như bà không nói ra tôi đang ở đâu thì sẽ rời đi, về sau không liên quan đến nhà họ Trần. Bà nội mất chồng từ sớm, một mình giữ vững cơ ngơi Nuôi con trai trưởng thành Đương nhiên không chịu cảnh Con bỏ đi Nên đã tìm người làm về để hỏi chuyện Nhưng ông ta lại là kẻ thầm yêu trộm mẹ Vì ghen ghét với bố Không muốn bố mẹ hạnh phúc Nên bỏ tôi bên cạnh một thùng rác ít người qua lại Mặc cho tôi tự sinh tự diệt Và cũng thật trùng hợp năm đó Có một đứa bé cũng bị vứt ở nơi đó Đúng như ông ta nói Đứa bé đó bị giỏi ăn Hết phân nửa Sống hết vị trí vết bớt của tôi Vị trí nhằm nhỏ Ăn hết gương mặt Bên cạnh có bộ đồ mặc Lúc tôi bị bắt Vì quá đau lòng và tin vào lời người kia Nên cũng không làm xét nghiệm ADN Thành ra tôi đã bị coi Như đã chết Còn vì sao gia đình ở trong Sài Gòn Mà tôi lại bị bỏ ở cửa chùa ngoài Hà Nội Thì đến nay anh Duy vẫn chưa biết chính xác Và người đàn ông kia Cũng đã chạy trốn từ lâu Nên không thể nào đối chứng sau lần đó bố mẹ và anh Duy chấm dứt mọi quan hệ với bà nội Rồi bỏ ra ngoài Hà Nội sinh sống Đến năm anh Duy 15 tuổi Thì gia đình đi nước ngoài Anh Duy nói dạo gần đây bà nội yếu lắm 18 năm qua cũng ăn năn sám hối Giờ đây Chỉ muốn anh ấy về để tiếp quản cơ ngơi nhà họ Trần Nhưng anh Duy vẫn chưa quyết định Tôi chưa từng gặp bà nội Không biết bà là người như thế nào Trong lòng cũng có chút không cam lòng khi bản thân bị bỏ rơi, phải sống thiếu thốn về vật chất và tinh thần trong suốt nhiều năm qua. Nhưng dù sao cũng là máu mủ, bà cũng đã già, lại chỉ có mình bố tôi. Tôi cũng không đành lòng để bà sống leo lắt cô độc cả đời. Thế nên tôi góp ý bảo bố mẹ có thời gian hãy về Sài Gòn thăm bà và cũng khuyên anh Duy thừa kế tập đoàn Trần Thái. Bố tôi dường như cũng lung lay trước lời góp ý của tôi. Nhưng mẹ thì không hề có ý tán thành. Chỉ bảo bố và anh Duy muốn làm gì cũng được Bà không muốn can thiệp Anh Duy đưa cho tôi hai tập văn kiện Một là chuyển nhượng 10% cổ phần của công ty Lê Hải cho tôi Tập thứ hai là 25% cổ phần của tập đoàn DNG Như nói từ trước Ngoài vẽ vời ra thì tôi chả biết cái quái gì cả Việc kinh doanh thì càng không Nên tôi không muốn nhận 25% cổ phần của DNG Mà tôi chỉ muốn lấy 10% của Lê Hải giao lại cho đăng. Nhưng anh Duy không cho tôi từ chối. Anh còn nói nếu anh thừa kế Trần Thái cũng cho tôi một số cổ phần nhất định. Bảo tôi không biết ý, thì có đăng giúp đỡ, không cần phải lo lắng. Tôi chần chừ một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nhận lấy. Giải quyết xong xuôi mọi việc, bố mẹ giữ vợ chồng tôi ở lại, bảo rằng ngày mai mới cho về. Buổi tối hôm đó, ngoài gia đình tôi, còn có một cô gái được anh Duy đưa đến. Chị gái này ước chừng 20 tuổi, nét mặt thanh tú, da trắng hồng, mịn màng, rất là xinh gái. Có điều ánh mắt chị ấy rất buồn, khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy thê lương, chất chứa không ít đau thương. Ánh mắt chị ấy vô hồn, chẳng nhìn đến ai. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, không nở nổi một nụ cười. Chỉ khi nhìn anh Duy, tận sâu cho đáy mắt đó, như có một nỗi oán hận, căm phẫn đến tột cùng. Thế nhưng ánh mắt anh Duy dành cho chị ấy lại thâm tình từng cử chỉ của anh trai đối với chị cũng dịu dàng ân cần khi mọi người còn chưa biết cô gái đó là ai có quan hệ gì với anh duy thì anh ấy giới thiệu ông ngoại bố mẹ cô ấy tên là trúc sang tháng chúng con tổ chức hôn lễ chúng con đã có con gần ba tháng rồi ạ à. hẳn trong thời tuổi trẻ ai cũng đã từng thương một người mãnh liệt đến nỗi quên hết mọi điều xung quanh. Trong tim duy nhất chỉ có bóng hình của người ấy, một người khiến những giá băng trong lòng tôi dần tan chảy và trở nên ấm áp hơn cả tia nắng buổi bình minh. Một người mà tưởng chừng như suốt cuộc đời này chẳng ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong trái tim của tôi. Một người mà nhiều năm về sau, khi vô tình nhớ đến, bỗng thấy lòng mình hoang du, tâm trí mình trống trải. Bước trên con đường quen thuộc mà bất cứ ngõ hẻm nào cũng đều in hình bóng và dấu chân cô ấy trong cõi lòng của tôi. Tôi đã yêu Diên nhiều như thế. Trong những năm tháng tuổi trẻ, đến cả khi cô ấy lấy anh trai của mình, tôi vẫn cố chấp, không có cách nào buông bỏ được tình cảm đơn phương ấy. Còn nhớ tôi của 16 tuổi, lần đầu tiên được gặp Diên, cô ấy khác với những học sinh khác trong lớp. Không kỳ thị tôi lớn hơn một tuổi, mà còn học chung lớp, không buông những lời khó nghe, khi biết hoàn cảnh gia đình tôi. Mặc dù những lời của người ta nói có một nửa là đúng, một nửa là đơm đặt, dựng chuyện. Nhưng nghe cứ ai nói mẹ cướp chồng người khác, tôi đều không vừa tai và không muốn nói chuyện với người đó lần thứ hai. Sở dĩ tôi học chậm một lớp so với tuổi của mình là do năm 12 tuổi, tôi phải nghỉ học một năm vì không thể nào chịu được áp lực từ những lời miệt thị của bạn bè. Tôi đã từng nghỉ học và không muốn thì học nữa. Nhưng rồi bố tôi ly hôn với vợ cũ để kết hôn với mẹ. Dù rằng khi đó rất ghét bố, không muốn chấp nhận một người đàn ông đã có vợ con, còn làm mẹ tôi mang thai và sinh ra tôi, để tôi phải mang họ lê của mẹ mà không có bố. Nhưng khi biết được sự việc của mười mấy năm về trước, chứng kiến tình yêu của bố dành cho mẹ, dần dần tôi cũng đón nhận bố. Trước lời động viên của bố mẹ, tôi quyết định đi học lại. Và thế là năm cấp 3, Tôi đã có duyên được gặp Diên. Bạn bè tôi không nhiều, ngoài Diên ra tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai. Tôi thích cô ấy từ ngày đầu tiên gặp gỡ, hai đứa ngồi chung một bàn, cùng đến thư viện ôn bài, cùng đi chơi mỗi buổi cuối tuần. Thời gian trôi đi, tình cảm tôi dành cho Diên mỗi lúc một lớn dần. Những năm tháng thanh xuân ở bên Diên là những ngày tôi vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình so với quãng thời gian đã qua. Tôi yêu cô ấy nhưng lại không đủ dũng khí để tỏ tình không dám nói một lời yêu thương trọn vẹn bởi vì sợ khi diên từ chối chúng tôi rất khó có thể làm bạn với nhau thế nên chỉ đành âm thầm ở bên cạnh chăm sóc quan tâm từ những chuyện nhỏ nhặt nhất để cô ấy dần dần cảm nhận được mà thích ngược lại tôi thế nhưng định mệnh của cuộc đời là cô ấy không thích tôi sau rất nhiều lần bày tỏ rõ ràng thì tôi đều bị diên từ chối sau khi Diên lấy anh Thiên, tôi bắt đầu cuộc sống buông thả. Ban ngày tôi lao đầu vào công việc, tôi đến lại rượu bia say xỉn ở quán bar, rồi sau đó mới trở về nhà. Mặc cho bố mẹ khuyên can thế nào, tôi cũng đều để ngoài tai. Tôi làm mọi thứ là bởi vì không muốn có thời gian rảnh rỗi và nhớ đến Diên. Hẹn hò với những cô gái khác, nhưng lại chẳng ai cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn, giống như khi ở bên cạnh cô ấy thành ra một tháng nay hết người này đến người khác dù chơi bời là thế nhưng tôi tuyệt đối không chủ động ôm hôn bất cứ người nào khi người ta chạm môi với tôi tôi chỉ mỉm cười nhạt nhéo mà không hôn đáp lại bản thân càng không muốn lên giường với bất cứ ai dù rằng những cô gái đó không ít lần cởi đồ gạ gẫm tôi cứ tưởng cuộc sống vô vị như vậy trôi qua đến một ngày nào đó sẽ kiếm đại một người vợ và sinh con cho bố mẹ yên tâm nhưng rồi vào một đêm nọ, mẹ dắt theo một cô nhóc 15 tuổi về nhà. Người ngợm thì đen nhẻm, nhưng gương mặt lại vô cùng xinh xắn đáng yêu. Dì ít hơn tôi 13 tuổi. Lần đầu tiên chào hỏi, lại gọi tôi bằng chú, làm tôi có cảm giác hình như mình đã già. Em thấy tôi mặt mày câu có khi bị gọi là chú, về sau cũng sửa cách xưng hô, gọi tôi là cậu chủ, tự xưng tên của mình. Có đôi lúc vẫn xưng là cháu. Mới đầu tôi không quá để ý, nhưng trước sự lành lợi của một cô bé mồ côi như em, dần dần tôi lại có chút thương xót. Có lẽ là vì tôi từng có quãng thời gian giống như em, không có một gia đình trọn vẹn, nên trong lòng đầy sinh cảm thông và sự thấu hiểu. Thẩm thoát em sống chung với gia đình tôi đã được hơn 2 năm. Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi say khướt, chẳng còn mấy phần tỉnh táo. Không nhớ mình đã nói những gì cũng không biết mình làm chuyện đó ra sao. Sau hôm sau tỉnh lại, đầu óc ong ong có chút khó chịu, thấy trên người không mặc gì, bên cạnh lại có vết máu đỏ. Tôi cố gắng ép tâm trí của mình nhớ ra người ngủ với tôi là ai. Cảm xúc đó của tôi không biết diễn tả như thế nào, có chút nôn nao, lâng lâng của lần đầu tiên nếm thử mùi vị con gái. Có cả tự trách khi bản thân không kiềm chế được dục vọng trước em. Trước này tôi luôn tự tin mình tự chủ rất tốt Cho dù trong người có men rượu đi chăng nữa Thì cũng không làm càn với ai Vậy mà không hiểu vì sao Đối với em Tôi lại làm ra được cái loại chuyện xấu xa như vậy Em còn chưa đủ 18 tuổi Tôi không sợ bị kiện đi tù Nhưng cảm giác tội lỗi với em thì không thiếu Đã lấy mất lần đầu tiên của Di Dù em có bằng lòng hay không Tôi cũng nguyện chịu trách nhiệm đến cùng Chỉ cần em muốn Thế nhưng sáng đó bước xuống nhà Vì không muốn em xấu hổ Muốn thăm dò ý em thế nào Nên tạm thời tôi không mở lời trước Lạ thay thái độ của em rất bình thường Như kiểu hôm qua giữa chúng tôi Không hề xảy ra bất cứ chuyện gì Em không khóc bù lu bù loa bắt vạ tôi Mà chỉ nhẹ nhàng mời tôi ăn sáng Còn bản thân em thì nhịn đói Để đến trường Thấy em như vậy tôi chỉ đành im lặng quan sát Dự định sẽ âm thầm tìm hiểu về người em Địch kỹ hơn để khi em đủ 18 tuổi Tôi ngỏ lời xin cưới Tuy khi đó đối với em chưa phải là yêu Nhưng ở bên em tôi có một cảm giác quen thuộc Không hề có ý bài xích Giống như những cô gái khác Gần như tôi đã coi em Là một thành viên trong cuộc sống của mình Vì thế chắc chắn Sẽ sớm mở lòng đón nhận em Suốt khoảng thời gian đó Chúng tôi vẫn giữ im lặng về chuyện kia Nhưng tôi thấy em Có không ít biểu hiện lạ Nào là chán ăn thèm ngủ thi thoảng còn lén lút nôn khan. Mà một hôm trên đường đi làm về, thấy em thấp tha thấp thòm, nhìn trước ngó sau từ trong tiệm thuốc đi ra. Lần đầu tiên tôi nảy ra một ý nghĩ là em đã mang thai. Để chắc chắn hơn về nghi ngờ của mình, hôm sau đợi em đi học, tôi xuống phòng kiểm tra, thấy trong nhà vệ sinh có quay thử thai hai vạch, các ngón tay cầm que chuột run rẩy, ruột gan tôi bỗng chốc nóng lên, không rõ cảm xúc khi đó là gì, nhưng có cả chút vui sướng khi mình đã có con chỉ là sợ bố mẹ không vui khi biết gì mang thai con của tôi tôi không muốn chối bỏ trách nhiệm nhưng không biết em có muốn cùng tôi nuôi lớn đứa bé hay không sau khi làm rõ mọi chuyện với em được bố mẹ đồng ý tôi mới biết em có tình cảm với tôi từ rất lâu nhưng lại không dám nói tôi không hứa trước sẽ có một sớm một chiều yêu em ngay nhưng mà tôi sẽ cố gắng yêu em sớm nhất cho em một gia đình trọn vẹn. Và rồi chúng tôi kết hôn. Tuy không nhiều quan khách, không có một đám cưới linh đình mà bất cứ cô gái nào cũng muốn, nhưng khi đó tôi đã tự hứa với lòng mình, đợi em sinh xong, con cứng cáp một chút, tôi sẽ bù lại cho em một hôn lễ sang trọng hơn. Những ngày tháng sau đó, tôi luôn tập làm một người chồng, dù công việc có bận cũng mang về nhà làm, để em không thấy cô đơn một mình. Hôm nào rảnh rỗi lái xe Đưa em đi hóng gió Mua cho em những món đồ em thích Tuổi tác chênh lệch nhau quá lớn Nên tôi chẳng thể nào thấu hiểu hết suy nghĩ của em Chỉ biết làm tốt được bao nhiêu Trong khả năng của mình Thì tôi sẽ làm hết sức Em có một cái tật rất xấu Đó là cứ ngủ say Là ôm chặt lấy người tôi Bàn tay không yên phận cứ lần mò vào trong quần của tôi Mấy hôm đầu tôi còn giật mình Bỏ tay em ra Nhưng dần dần thành quen có khi mà không có Lại cảm thấy thiếu thiếu Nên mặc cho em cầm nắm đến khi trời sáng Mây nhẹ nhàng nhấc tay em ra ngoài Tôi không xảy ra quan hệ với em Một phần là vì đứa bé Phần vì tôi chưa hoàn toàn yêu em một cách đúng nghĩa Nếu như có quan hệ xác thịt Vậy hóa ra chả phải Tôi coi em như một công cụ để phát tiết Tôi không thể làm như vậy Tôi muốn đợi đến khi mình thực sự yêu em Đến lúc đó không cần em chủ động tôi sẽ phục vụ em thật tình. Thế nhưng còn chưa kịp đến ngày đó. Một hôm chị thư ký của tôi xin nghỉ phép một thời gian. Mới đầu là xin nghỉ sinh em bé, nhưng rồi lại xin nghỉ đến tận một năm. Và có nói rằng giới thiệu em họ đã có kinh nghiệm vào làm thay. Vì thư ký đã theo tôi từ ngày tôi mới nhận chức, nên không muốn cho chị ấy nghỉ và tuyển người mới. Cuối cùng đành đồng ý nhận em họ của thư ký vào làm việc và đợi đến khi chị ấy quay lại. Giây phút đầu tiên gặp Nguyệt Tôi hoàn toàn bị sững sờ Trước vẻ ngoài của cô ấy Giống, thật sự quá giống riêng Từ cách ăn mặc, từng cử chỉ Và đến gương mặt Cũng rất giống Không những vậy sở thích Cũng chẳng khác gì riêng Tình cảm tôi dành cho Diên vẫn chưa hết Nên khi gặp Nguyệt Nhất thời có chút sao nhãng Tôi thừa nhận mình đã thiên vị cô ấy So với những nhân viên khác rất nhiều Có chút để ý Quan sát một cách vô thức thậm chí khi Nguyệt nhắn tin đến hỏi công việc, tôi cũng tận tình chỉ dạy. Sau đó, thì bị dắt vào những câu chuyện ngoài lề của cô ấy. Nguyệt biết tôi đã có vợ con, cũng biết tôi và em chưa đăng ký kết hôn, nhưng lại không giữ khoảng cách với tôi, mà còn không ngừng buông những lời mật ngọt tán tỉnh. Tôi sợ em đọc được sẽ buồn, nên không muốn em động đến điện thoại của mình, và có lẽ cũng vì bản thân đã bắt đầu lầm đường lạc lối. Mới đầu tôi còn né tránh Nguyệt nhưng vì còn vương vấn tình cảm với diên lại thêm nguyệt chủ động và có những hành động vì giống cô ấy thành ra tôi không kiềm chế được lý trí mà quên mất vợ con đang ở nhà dẫn đến không ít lần lạnh nhạt với em đã có lúc tôi còn tồi tệ đáng ghét đến mức nổi nóng vô cớ khi em đăng ảnh bàn tay hai mẹ con có gắn thẻ tôi trên mạng xã hội quãng thời gian chúng tôi không vui vẻ ấy tôi biết em đã rất buồn và tủi thân nhưng tôi lại không biết phải làm sao, khi bị kìm kẹp giữa hai bên, một bên là vợ là con, tôi cần phải yêu thương và có trách nhiệm, một người chồng, một người bố, còn một người là người cho tôi cảm giác như đang được ở gần với mối tình đầu, mình yêu thương vô cùng sâu đậm. Khi tình cảm của tôi đối với Nguyệt còn chưa đi quá xa giới hạn đạo đức thì vào ngày đầy tháng con gái, cô ta bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi, còn mang theo túi quà tặng con gái khi em và Nguyệt giáp mặt nhau, tôi đã rất sợ. em nhận ra cô ấy con hét giống Diên, nhưng rồi chẳng thể nào giấu được khi mà Diên cùng lúc này đi ra. tôi nhận thấy ánh mắt của em nhìn cô ấy rồi nhìn đến tôi, có chất chứa một nỗi thắc mắc khó hiểu và có cả đa nghi. sau khi em vào trong, ngoài này chỉ còn lại ba người, chẳng cần tôi phải lên tiếng bảo Nguyệt về hay đợi cô ấy chào hỏi mình, thì Diên chỉ trích thẳng mặt luôn. Từ bao giờ bản thân tôi lại có một bản sao mà tôi lại không biết thế này nhỉ? Không chờ ai trả lời, Diên tiến đến gần Nguyệt và nói móc. Này em gái, nhìn kỹ, à mà không, nói đúng hơn là tẩy lớp make up đi, thì em không biết còn giống chị được bao nhiêu phần. Đừng có là chính mình không muốn, lại muốn làm kẻ thế thân của người khác. Chị là độc nhất vô nhị, dù em có cố gắng trở nên giống chị, thì cũng không bắt trước mãi được đâu. còn nữa, chị đây rất ghét hàng fake kể cả là người phách cũng rất ghét. không vừa mắt, là chị cho sấp mặt luôn đấy em gái à. kìa chị, em không bắt trước chị, là chúng ta vô tình có nhiều điểm giống nhau mà thôi. thế sao? chị nghe đồn em chồng mới tuyển một cô thư ký, có nhiều nét giống chị. chị cứ tưởng là ai nói đùa, ai ngờ hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. đăng à? Từ khi nào em lại để mắt đến những người không sống thật với mình như vậy chứ? Trùng hợp thôi mà chị. Chị đừng suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều hay không tự lòng em hiểu rõ. Trùng hợp hay là cố tình. Chị nhìn ra một cái là chị biết. Hôm nay là ngày vui của gia đình em. Những kẻ không phận sự. Đúng là biết chọn thời cơ mà đến. Đã vậy. Còn gặp Di đầu tiên mới sợ chứ. Nó đến đây Diền dừng lại. Nhìn sang Nguyệt và nói tiếp. Bà sao mới lần đầu đến đây Em lại biết ai là vợ xếp mình giỏi thế Phải chăng có âm mưu à Tam tia tìm hiểu gia đình người ta từ trước có đúng không Dạ Em vô tình thấy ảnh vợ anh Đăng à Có nhiều sự vô tình nhè Đã là cấp trên ấy Thì dù ở công ty hay ngoài giờ làm việc Nên giữ cách xưng hô cho chuẩn mực Đừng có thân thiết đến mức Gọi là anh Đăng anh Đăng Vợ của em chồng chị Hiền ấy Chứ bọn chị là không Hiền đâu Biết điều thì cút mà tốt nhất đi là sống thật với bản thân của mình đi. ở đây không có chỗ cho loại người như cô. đặt chân đến đâu, cút đi. trước khi tôi thay em dâu xử lý cô. tôi rất hiểu tính của Diên. cô ấy chưa từng dọa nạt nói xuông. sau này lấy anh trai tôi thì càng không sợ trời, không sợ đất. tôi không muốn làm lớn chuyện. nên Bảo Nguyệt về trước, còn mình thì nói chuyện với Diên. anh có quan hệ mập mờ với con bé đấy à? Anh không có Có hay không ấy Anh không dám thừa nhận với em đâu Nhưng tốt nhất là không có thì hơn Đừng có phản bội mẹ con của Di Nếu không một ngày mất vợ mất con Có hối hận cũng không kịp đâu Anh biết chứ Mà còn nữa Em mới mới sinh xong Rất cần chồng ở bên cạnh quan tâm săn sóc Anh đừng có thở ơ với em ấy Nếu để em biết Anh có mối quan hệ không rõ ràng với con bé kia Thì em và anh Cũng không cần phải nhìn mặt nhau nói xong diên bỏ vào trong để lại tôi một mình đứng ngoài này và suy nghĩ tôi biết gì đến bên cuộc đời tôi khi lòng tôi đang còn nhiều vết xước nên cô ấy chịu rất nhiều thiệt thòi có những hôm tôi thấy em ôm con trong lòng cảm nhấm nỗi buồn em thất thần ngồi lặng im trên giường nhìn tôi làm việc mà không nói bất cứ lời nào tôi cũng biết em yêu tôi nhiều hơn bản thân mình em sợ tôi mệt sợ tôi khó chịu sợ tôi áp lực bởi cuộc hôn nhân này nên không bao giờ phàn nàn, không đòi hỏi ở tôi điều gì quá đáng. Đến ngay cả khi em muốn chúng tôi sớm đăng ký kết hôn, nhưng cũng không nói thẳng mà dè dặt hỏi tôi bao giờ sẽ đưa mẹ con em đi làm giấy khai sinh cho bé An. Thời gian đó tôi chuẩn bị giấy tờ để làm thủ tục thay đổi họ của mình nên không thể sớm đưa hai mẹ con em đi. Mà cũng có lẽ do tôi còn chần chừ điều gì đó nên phải đợi đến khi em mở lời mới bắt đầu ý định tôi chợt nhận ra những khoảng trống hoang tàn mà mấy năm qua ngự trị trong lòng vẫn tồn tại đâu đó nhiều đêm ôm em trong vòng tay hôn lên trán của em nhưng trái tim của tôi lại chẳng có một chút cảm xúc nào có những hôm tôi quên ôm em ngủ em lại nhẹ nhàng vòng cánh tay của tôi qua eo của mình rồi càng người run rẩy vì khóc thầm tôi không muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ mãi dậm chân một chỗ rồi lại ôm tương tư về một hình bóng khác. Tôi quyết định gạt bỏ mọi thứ liên quan đến Diên ra khỏi tâm trí, giữ khoảng cách nhất định với Nguyệt, dành nhiều thời gian cho em và con, cố gắng để quay về những ngày tháng chúng tôi mới cưới. Và rồi khi tâm tôi dần dần tĩnh lại, thì một sự việc khác bất ngờ xảy đến, khiến cho mọi cố gắng của tôi trong phút chốc tan thành mây khói. Hôm ấy công ty có một cuộc họp với đối tác. Họp xong cũng 6 giờ tối, Nhân viên đều tan làm, nên tôi bảo Thành và Nguyệt về trước, còn mình ở lại soạn ít tài liệu mang về. Được khoảng 10 phút đang chuẩn bị về, thì Nguyệt đẩy cửa bước vào. Nguyệt không nói gì, ánh mắt mang theo ý cười đi đến gần, nhào người ôm lấy cổ của tôi. "Em làm cái gì thế?" Tránh ra. "Anh à, anh cũng yêu em mà. Sao chúng ta cứ phải lừa dối tình cảm của nhau như thế? Chúng ta yêu nhau đi, anh đừng từ chối em." "Không được." Tôi có vợ có con rồi, em tránh ra đi. Em không tránh. Anh không yêu vợ mình, anh cưới cô ấy vì đứa bé thôi, có đúng không? Chả nhẽ cả đời này anh chấp nhận sống chung với một người anh không có tình yêu sao? Anh đừng từ chối em mà. Trong khi tôi đang cố gắng tách Nguyệt ra khỏi người mình, thì cô ấy lại táo bạo đến mức giật phăng hết cúc áo của mình ra, ép đầu tôi vào phần ngực của cô ấy, mùi hương trên da thịt của Nguyệt bỗng chốc làm lý trí của tôi dần mất đi sự phản kháng. Tôi không biết mùi hương đó là gì, nhưng tác dụng của nó thật sự quá đáng sợ. Giật nhanh sau đó, tôi không còn biết mình đã làm những gì cho đến khi một giọng nói quen thuộc gọi tên của tôi, tôi mới dần dần lấy lại được ý thức. Lúc đó, không phải có mình em chết lặng trước hành động của tôi, mà ngay chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại ôm hôn nguyệt. Trên người cô ấy chỉ còn lại một bộ đồ nhỏ tôi theo lẽ thường nhặt chiếc áo sơ mi của mình bị vứt dưới sàn cách đó không xa cho nguyệt khoác tạm không nghĩ hành động đó lọt vào mắt của em lại thành tôi bảo vệ cô ấy mà khiến cho em càng thêm đau lòng em đau lòng bỏ đi tôi không thể nào ở lại tôi liền bảo nguyệt trả áo lại cho mình nhưng cô ấy nhất quyết không chịu anh muốn lấy lại thì tự mình cởi giúp em đi cởi ra đi em không cởi Nhanh lên anh không yêu gì Tại sao phải lừa gạt bản thân mình Chúng ta không phải là ngoại tình Mà là yêu nhau chân chính anh hiểu không Tôi không dành để đôi co với Nguyệt Tôi bèn tự cởi áo ra khỏi người cô ta Mặc vào rồi sau đó Đuổi theo em Nhưng mà em đã đi xa mất rồi Tôi tưởng em bắt xe về nhà Vì dù có giận dỗi tôi ra sao Thì ở nhà cũng còn có con gái Em không bỏ con Mà làm ra những chuyện tiêu cực vậy mà khi tôi về nhà mẹ lại hỏi tôi rằng em đâu hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì tôi không giấu mẹ mà thành thật khai báo mẹ tức giận đánh cho tôi một trận và bắt tôi phải tìm em về cho bằng được nếu không sẽ xem như không có đứa con là tôi tôi sợ em nghĩ quẩn sợ em gặp kẻ xấu nên phóng xe đi khắp các ngóc ngách để có thể tìm kiếm em trời mưa lớn như vậy em có thể đi đâu được chứ Cả đêm đó tôi tìm em Đến sáng cũng không thấy bóng dáng đâu Đành quay về nhà trong vô vọng Thật may về nhà chưa được 5 phút Thì Duy đưa em về Biết em dầm mưa cả tối Đến mức ngất đi trong bệnh viện Tôi vừa xót vừa thấy ai nấy Nhưng lại chẳng hỏi em được một câu nào tử tế Mà còn nói với giọng điệu Giống như trách móc Khi tôi nói với em rằng Chúng mình dừng lại Tôi không thể đi cùng em được nữa Tôi biết đó là những lời mà khiến em cảm thấy đau lòng nhưng tôi xin lỗi đó lại là những lời nói thật tâm từ trái tim của tôi xưa nay em cố gắng chờ đợi cố gắng vun đắp nhưng rõ ràng lòng tôi hiểu rất rõ đó không phải là tình cảm yêu đương mà đó chỉ là tình thương thứ tình thương vô bờ bến mà kẻ này cho đi không cần sự đáp đền từ em khi sống bên một người nhưng lòng mình thực sự không cảm thấy hạnh phúc tâm trí lại nghĩ đến kỷ niệm với người cũ nếu im lặng chẳng khác nào ích kỷ vì để cho người mình yêu hết lòng hết dạ cứ mãi huyễn hoặc về mối quan hệ chẳng chút tiến triển nếu nói chia tay em sẽ đau khổ nhưng cơn đau nào rồi cũng nguôi ngoai chuyện yêu đương nào cũng trở thành xưa cũ mà thôi khi bố mẹ tôi biết tôi chia tay với gì đã vô cùng tức giận có đánh tôi có khuyên nhủ tôi nhưng tôi đều không làm theo ý của bố mẹ tôi chỉ hỏi bố ngày trước bố vợ cũ có hạnh phúc không ạ à? ở bên nhau nhiều năm như vậy vẫn bỏ nhau đấy thôi đã không còn yêu thì ngay từ đầu bỏ đi sao với miễn cưỡng bên nhau rồi kéo theo bốn đứa tụi con có những ngày tháng đau buồn như vậy giờ mày lại bì với cả bố à mày thử so sánh vợ cũ của bố với cái gì xem có khác nhau một trời một vực không mày hỏi bố như thế mà coi được à con biết gì là người tốt nhưng đã không yêu ấy Thì phải dừng lại Để cô ấy sớm ngày Tìm được một người đàn ông tốt hơn con chứ à Thế còn bé An thì sao Mày không cho con bé một gia đình trọn vẹn Thì con bé lớn lên sẽ thiệt thòi như thế nào Mày nên nhớ Mày là đàn ông con trai Ngày xưa bố văn thường đến với hai mẹ con nhà mày Mày có tuổi thân Mày bỏ học Mày thử hỏi An sau này nó ra sao Còn nữa Cái gì nó có một mình thôi Nó không có bố mẹ, không có người thân mày có biết nó cần cái gì nhất không tôi biết em cần nhất là gia đình đã không ít lần em nằm trong lòng tôi và cảm ơn tôi khi cho em một gia đình cho em một mái ấm cho em một bờ vai để dựa vào em nói cả đời này không cầu gì nhiều chỉ cầu gia đình hạnh phúc ấm êm bên nhau vậy mà bây giờ tôi lại hoàn toàn cướp đi hết những mong ước giản đơn đó của em thời gian đó mỗi ngày đi làm về tôi đều qua nhà anh hiếu ngủ vừa là để tâm trạng bình ổn trở lại vừa là muốn có người tâm sự cùng mình đương nhiên hành động tôi làm chẳng có ai đồng cảm anh hiếu cũng thở dài hỏi tôi bỏ vợ bỏ con đi cặp với người khác có đáng mặt đàn ông không đăng anh là anh đang mắng khéo qua bố đi à anh mắng mình mày thôi những gì bố làm anh và anh thiên có thể hiểu và cảm thông nhưng việc mày làm không ai chấp nhận nổi có cái gì khác nhau giữa em và bố chứ Hôn nhân không tình yêu Không thể tiếp tục được nữa Không cho cô ấy được hạnh phúc Thì buông tay thôi Bố là bị ép phải có trách nhiệm Bị gái bẫy lấy người mình không yêu Khi mà đang yêu sâu đậm mẹ tuyết Nhưng mày thì không Mày tự nguyện cưới di trước Vẽ ra trước mắt em ấy một khung cảnh gia đình hạnh phúc Rồi đùng một phát Mày lại để em ấy chứng kiến mày Ôm hôn người ta Thử hỏi có người vợ nào mà chịu được gì à rộng lượng nó tha thứ, nó xin mày ở lại, thế mà mày nhất quyết rời đi. Anh không hiểu, mày nghĩ cái gì trong đầu? Ngay từ đầu đã không yêu ấy, xác định không thể cố gắng cho người ta hạnh phúc ấy, thế tại sao mày cưới? Mày gieo hy vọng cho di làm cái gì? Mày nghĩ kỹ lại xem, xem mày hay là vì còn yêu Diên nên nhất thời cầm nắng con bé thư ký, hay là mày yêu con người thật của cô ta? Em em chả biết. Úi giời không biết hay là không dám đối mặt. Mày cố chấp đến phát điên rồi Đăng à. Cứ như thế này, thì đừng hỏi vì sao mày với anh Thiên không hòa hợp được. Còn chị Diên ấy à, chị ấy cũng không thèm nhìn mặt mày. Thì bây giờ anh muốn em phải làm gì đây? Cuộc đời này là của mày. Anh và mọi người khuyên ấy, thì mày cũng có làm theo đâu. Nếu mà mày chắc chắn không có cảm xúc nào với gì, mày yêu con bé thư ký thật ấy, thì mày cảm thấy không hối hận về lựa chọn của mày thôi anh ủng hộ cho mày buông tay đi để cho con bé nó tìm được người đàn ông xứng đáng thôi được rồi giờ mẹ em biết mình cần ai và muốn ai thì em chả phải buồn đau chả phải ngồi đây thế thì kệ mẹ mày mày tránh mặt mẹ con di một thời gian cũng tốt đến khi thấy thiếu thiếu ấy, thì tự mò về mà này suy nghĩ cho nhanh ấy. không một khi cái gì nó chết tâm rồi nó chấp nhận buông tay ấy, thì mày có yêu cô ấy thì chả còn ý nghĩa gì đâu. Vâng, em biết rồi. Tuy qua nhà anh Hiếu ở lại, nhưng một tuần trôi qua, tôi vẫn dành thời gian về nhà chơi với con, có những đêm ra ngoài về muộn, tôi vô thức chạy xe về biệt thự, lặng lẽ nhìn vào phòng nhìn hai mẹ con ngủ. Không ít lần tôi thấy khóe mi của em còn vương giọt lệ, trên má vẫn lưu giữ dấu vết của nước mắt, cả những lần em khóc nức trong giấc ngủ. Tôi không biết cảm xúc trong tôi khi đó là gì. Chỉ biết lòng tôi chẳng mấy dễ chịu Giống như bao nhiêu nỗi đau của em Đang từ từ ngấm vào cơ thể của tôi Một hôm tôi đi uống rượu Đến mãi muộn mới về Chị Linh pha cho tôi một ly nước dài rượu Và ngồi lại hỏi tôi Chọn chia tay gì rồi Đáng ra phải vui chứ Phải nhẹ lòng chứ Sao tối ngày cứ chìm trong men rượu như vậy Phải chăng là không cam tâm buông bỏ Em có biết không Nói chia tay một người khi họ chả có lỗi lầm gì với mình là một việc làm vô cùng nhẫn tâm và đau đớn. Nhẫn tâm cho người nói và đau đớn cho cả người nghe. Em đã phụ cô ấy. Nhưng mà Di nó chấp nhận tha thứ cho em cơ mà. Em quay về bù đắp, yêu thương mẹ con cô ấy nhiều hơn là được. Con người đến với nhau bằng tấm lòng thì mới có thể cùng nhau đi hết đoạn đường. Còn đến bên nhau chỉ vì phút sau lòng, vì hình bóng cũ thì chả có kết quả gì đâu. Em đã cố gắng yêu gì Nhưng dường như mọi cố gắng của em đều không có kết quả Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình đối với cô ấy thế nào Nó không giống như yêu Nhưng nhiều khi Lại Khi em nói chia tay với gì Một người đã yêu thương em bằng tất cả những gì cô ấy có Cảm giác của em khi đó là gì Cảm giác của tôi là gì ư Là như mình vứt đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời Đó là niềm tin và hy vọng của người ấy là những kỷ niệm đẹp mà bản thân mình biết sẽ không thể cùng với ai trải qua một lần như vậy. Đó là sự sợ hãi mơ hồ rằng sẽ không thể tìm được ai có thể vì mình mà yêu bất chấp tất cả như vậy. Biết là thế mà vẫn đang tâm bước đi, chỉ vì thứ tình cảm tôi dành cho em không rõ ràng, lại chẳng thể nào gọi thành tên. Nói quan tâm em là vì thói quen cũng đúng, nhưng thói quen đó lại chỉ dành duy nhất cho một mình em. Tôi từng nghe người ta nói Cảm giác tồi tệ nhất Là khi bị người mình yêu làm tổn thương Nhưng có lẽ đối với tôi lại là ngược lại Cảm giác tồi tệ nhất với tôi Chính là khi bản thân không mang lại được gì cho người Đã hết lòng yêu thương mình Ngoài những tổn thương sâu đắm Điều duy nhất tôi có thể nói với em Chỉ là những lời xin lỗi Từ sau cái hôm đó Nguyệt luôn mặc định rằng chúng tôi là người yêu của nhau. Tâm trạng của tôi dối ren nên chẳng muốn phân bua. Kệ cho cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Một hôm chuẩn bị đi họp thì phát hiện một tờ giấy để quên ở biệt thự nên đã đưa chìa khóa nhờ Thành về lấy giúp. Vậy mà chẳng hiểu vì sao người đến không phải là Thành mà là Nguyệt. Lúc xem camera vừa thấy Nguyệt bước vào đến phòng khách tôi dù đang bận xem tài liệu nhưng mà tôi phải bỏ ngang để chạy về nhà. Về tới nơi thấy em và Nguyệt đang cãi nhau con gái ở trong lòng em không ngừng khóc. Tôi vừa xót con vừa bực mình khi Nguyệt tự ý đến đây, nhưng lại không thể nào làm gì được. Tôi biết em rất ghét Nguyệt. Nghi ngờ cô ấy động chạm đến An, tôi có thể hiểu. Nhưng khi nhìn lại camera, lại nhìn rất kỹ, nhưng lại chẳng thấy có dấu vết gì khác lạ trên người con gái. Nên tôi không thể nào kết tội được Nguyệt. Và rồi Duy xuất hiện, hai bên tranh cãi em đã từng cô chấp với tình yêu dành cho tôi là vậy. Nhưng có lẽ tôi đã gây cho em quá nhiều thất vọng nên em quyết định ra đi. Thao nhận cưới ném vào người tôi cùng với lời tuyên bố trả tự do cho nhau. Em vừa đi khỏi, Nguyệt đã khoác cánh tay của tôi mỉm cười. Anh à, cô ấy đi rồi, sau này không còn ai ngăn cản chúng ta được nữa. Tôi gỡ tay Nguyệt ra khỏi người mình, chẳng buồn nhiều lời mà chỉ nói Đi đi Tôi bảo em Đi ra khỏi nhà của tôi Anh đã không yêu cô ấy Thì hai người chia tay chẳng phải là điều tốt nhất à Anh không cần phải cảm thấy anh náy hay có lỗi vì gì Ngược lại phải vui vẻ Bởi vì người kia Tìm đúng cuộc đời của mình chứ Cô đừng có nhiều lời Cút Vậy em về công ty trước Anh cũng đến công ty họp sớm đi Hủy họp đi Thôi được, em biết rồi khi phòng khách chỉ còn lại một mình tôi, tôi nhặt chiếc nhẫn mang lên phòng cất đi. Tôi biết em sẽ không cần đến nó. Giữ lại cũng chả có ích gì. Nhưng tôi không muốn vứt nó đi. Đến cả chiếc nhẫn của tôi vẫn nằm im trên ngón tay mà không rời một giây một phút nào. Em đi không mang theo bất cứ thứ gì. Điện thoại đồ dùng cá nhân và cả những bức vẽ trong phòng cũng được cất. Mọi thứ về em đều được ở lại. Riêng chỉ có em và con là không bao giờ muốn quay lại nơi này. Tự nhiên khóe mắt tôi lăn xuống vài giọt nước mắt. Hình như đây là lần thứ hai tôi khóc vì một người phụ nữ, lần đầu không phải là dành cho Diên mà là dành cho mẹ của tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi luôn cho rằng mình không yêu em, nhưng tại sao tôi lại rơi nước mắt? Có một hôm đang làm việc, Nguyệt tự ý đẩy cửa vào, đặt trước mặt tôi một cốc ca cao nóng anh uống đi em vừa mới mua xong đấy cảm ơn nhưng anh không muốn uống em đem qua cho thành đi nhưng em mua cho anh mà sao có thể mang cho người khác được vì lịch sự nên tôi không từ chối vậy em để đấy đi em ra ngoài làm việc đi tối mình đi xem phim có được không anh anh không rảnh mà còn nữa anh không thích mùi nước hoa tối hôm đó của em nếu như em còn dùng thì đứng cách xa anh ra anh làm sao thế mùi nước hoa đấy thơm mà hôm nào em dùng cho anh ngửi lại để anh cảm nhận nhé không cần đi ra ngoài anh chẳng lãng mạn gì anh đã ôm hôn em rồi thiếu chút nữa là chúng ta thuộc về nhau mà anh định phủi bỏ trách nhiệm với em à cô đừng nhắc đến ngày hôm đó ý của anh là gì anh coi như giữa chúng ta chưa từng thân mật sao anh không thể nào đối xử với em như vậy được lần nào nguyệt cũng lôi chuyện đó ra để nói khiến tôi có cảm giác như cô ấy muốn tôi phải chịu trách nhiệm với những hành động mà mình đã gây ra vậy thì em muốn gì so với các nhân viên khác anh đã rất yêu ái em rồi em muốn anh công khai với mọi người là chúng ta yêu nhau em muốn chúng ta hẹn hò em muốn làm người yêu của anh anh yêu em mà tại sao phải trốn tránh như vậy chứ chúng ta độc thân công khai yêu nhau có cái gì sai đâu cô đi ra ngoài có làm người yêu danh chính ngôn thuận hay không chỉ để một thời gian sau tính tiếp. Còn tạm thời coi như chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu. Đừng có suốt ngày nhắc đi nhắc lại mấy cái vấn đề cũ dích này. Ok, đau đầu lắm. Thôi được, em nghe anh. Cho anh thời gian tìm hiểu em. Nhưng với em, anh đã chính thức trở thành người yêu từ cái tối hôm đó rồi. Tự nhiên vợ con ở nhà không muốn đi đâm đầu vào cái giống quỷ quái này làm gì thì không biết. Lúc trước thấy giống riêng thì có thiện cảm. Nhưng càng ngày càng thấy nguyệt quá phận, tôi và cô ta còn chưa là gì của nhau, vậy mà lại đi nói bóng gió khắp công ty để mọi người nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi không bình thường. Không chỉ vậy trong một lần đi siêu thị mua đồ, tôi vô tình gặp nguyệt, không biết là vì trùng hợp hay vì một nguyên nhân nào khác, mà lần nào đi ra ngoài cũng gặp cô ta. Nguyệt ngỏ lời muốn đi chung với tôi, còn chưa đợi tôi từ chối đã khoác tay tôi, cười cười nói nói. Và cũng thật là trùng hợp tôi cũng gặp mẹ con em đi mua sắm nhìn đống hàng hóa em mua sợ em ăn uống không đủ chất tôi mới mua thêm cho em một ít đồ thế nhưng còn chưa đặt vào xe đầy chưa kịp nói một câu nào thì duy từ đâu xuất hiện và hất đi tất cả cái thằng danh đó từ bao giờ mà thái độ của nó đối với tôi lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy nếu không phải vì nhẫn nhịn vì từng được gia đình nó giúp đỡ thì tôi đã đấm cho nó mấy phát từ giây phút đó rồi Duy đưa mẹ con em về Tôi cũng chạy xe đằng sau theo em về đến chung cư Thì mới biết chỗ ở của em hiện tại thời gian qua Vì không thể theo em lên tận phòng Tôi về nhà đành nhờ bố mẹ già vờ gọi điện Xin địa chỉ của em từ chỗ Duy Để hôm sau họ qua thăm con dâu và cháu Tôi đó tôi không ngủ được Lại nằm lướt điện thoại Xem mấy nền tảng xã hội của em Thấy nick Facebook em còn sáng Tôi liền nhanh tay nhắn hỏi em một câu Vậy mà còn chưa nhận được câu trả lời chưa kịp hỏi câu thứ hai Đã bị em chặn tài khoản Biết trước bị chặn phũ phàng như vậy Thà tôi im lặng Giả vờ làm kẻ vô tình Để tiện theo dõi em mỗi ngày còn hơn Hôm sau tôi dậy sớm Đúng hơn là cả đêm thao thức không ngủ được Tôi đi mua cho mẹ con em ít đồ bổ Khi mang qua nhà bố mẹ Sợ em không nhận đồ của mình Nên dặn đi dặn lại bố mẹ Không được nói là đồ của tôi mua Thêm nữa tôi còn muốn nhờ bố mẹ Giúp mình lấy trộm chìa khóa nhà em. Bố mẹ luôn mong tôi sớm ngày đón em về, nên nghe xong thì không từ chối mà còn trách móc tôi. Đấy. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Hối hận bỏ vợ bỏ con rồi à? Không ngu ngốc đâm đầu vào con bé kia nữa à? Hiện tại tôi không muốn giải thích nhiều với bố mẹ, cũng chưa rõ có phải là mình đã yêu em và bắt đầu lại với em hay không, chỉ biết rằng tôi không muốn em vất vả ngoài kia khổ cực một mình cô đơn một mẹ một con ngày đêm kiếm tiền mà chả biết có chịu ăn uống chăm sóc cho bản thân hay không tiền hàng tuần tôi gửi cho em không thiếu nhưng em lại rút ít một dường như chỉ dùng số tiền đó để nuôi con còn tiền nuôi bản thân thì cố gắng kiếm từng ngày qua công việc của mình bố mẹ đừng nói gì về con nhé cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình nên làm gì con sẽ tự xem xét khi bố mẹ tôi không nói gì nữa mà vứt cho tôi một ánh lườm nguyết rồi đến nhà của em. Khi hai người trở về, nhìn sắc mặt của mẹ yêu xìu, giống như có tâm trạng gì đó. "Sao thế mẹ? Mẹ có lấy được chìa khóa không ạ?" À? "Của mày đây, nhưng mẹ nói cho mày biết, mẹ thăm dò con bé rồi. Mẹ bảo hai mẹ con nó về ở với bố mẹ, nhưng mà nó không chịu đâu." "Dạ vâng ạ." bẵng đi một thời gian dng mang đến ba thiệp mời dự sự kiện lần đầu tôi thấy vợ mình trang điểm váy vóc đẹp đến như vậy em không những trẻ hơn tôi rất nhiều mà còn ngon nữa nhìn em khoác tay đi bên cạnh duy ruột gan tôi nóng bừng bừng và khó chịu bây giờ tôi mới hiểu rõ nhất về cảm giác của em khi thấy tôi đi với người đàn bà khác là như thế nào hai đứa ngồi đối diện với nhau thi thoảng người này lại liếc đến người kia khi tôi nhìn thẳng em em lại né tránh và rồi đứng dậy khỏi chỗ ra ngoài mất tôi cũng không có hứng thú ngồi ngắm mấy cô người mẫu nói đúng hơn là muốn ra ngoài tìm em hỏi han đôi ba câu vậy mà khi tôi tìm được em cảnh tượng tôi nhìn thấy lại là em và nguyệt đầu tóc rối bù cả hai ngồi dưới đất em thấy tôi thì im lặng nhưng nguyệt thì bù lu bù loa lên và kêu than khóc thầm mỗi lần đi với nguyệt là thêm một lần rắc rối khiến khoảng cách giữa chúng tôi và em lại càng xa thêm nghe duy thừa nhận yêu em tôi thơm nào kiềm chế được bản thân mình tôi đã đánh nhau với cậu ta em nói em có yêu ai cũng không liên quan đến tôi đúng ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc thay cho em vì em có một người đàn ông tốt hơn tôi đến bên đời em chăm sóc và bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em nhưng tôi lại không làm được điều đó bởi vì tôi đã biết ghen tuông. Trên đường trở về, Nguyệt ngồi sau xe và giải thích với tôi. Em không cố tình đánh gì, tại cô ấy đánh em trước, nên em mới xô sát với cô ta. Cô cầm miệng lại đi, cô còn ngoan cố biện mình, thì cô đừng có trách tôi. Vì sao em không được nói chứ? Rõ ràng em không cào sức mặt gì. Nếu là em cào, thì em cào mạnh hơn rồi, thì chả phải là một vết mở như thế. Ý của cô là nếu cho cô cơ hội cào gì thì cô làm mạnh tay hơn à đúng như thế cô giỏi thật đúng ra khi nãy tôi không nên cứu cô để suy bóp chết cô mới đúng tại sao anh có thể nói ra những lời này với em chứ em yêu anh nhiều như vậy anh nỡ lòng nào nói lời độc ác với em anh có xem em là người yêu của anh không trước giờ toàn là mình cô tự cho rằng tôi và cô là người yêu của nhau chứ tôi chưa từng nói yêu cô tôi bảo rồi Xem như chúng ta đang tìm hiểu. Nhưng đối với cô, tôi không cần tìm. Tôi cũng hiểu được rồi. Nếu còn muốn ở lại làm việc, cho đến khi chị họ cô quay lại, tốt nhất ý, cô nên biết thân biết phận. Đừng có chọc điên tôi. Anh thật là quá đáng. Đúng vậy. Trước giờ tôi đều như vậy. Từ đó tôi nằm trần chọc mãi mới chợt mắt được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đọc được một bài báo mạng đưa tin em là người yêu tiên đồn của Trần Việt Duy. Đã vậy còn nói hai người có tướng phu thê, không hiểu mắt mũi cư dân mạng ra sao, nhìn khác nhau nhiều như vậy mà lại bảo là tướng phu thê cho được. Nhưng từng đó tin đồn có là gì, so với việc chính miệng em thừa nhận em yêu Duy. Tôi tự hỏi, chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà em đã quên đi tình yêu đối với tôi nhanh như vậy ư? Trong khi đó tôi vẫn hàng đêm suy nghĩ về tình cảm trong tôi dành cho em là gì, và khi tôi nhận ra mình cần em và con hơn bất kỳ người nào khác thì em lại không cần tôi nữa. Phải chăng đó là hình phạt, là quả báo mà ông trời dành cho tôi khi tôi để em đi mà không giữ em lại. Có hôm vừa từ phòng họp quay về, liền thấy một người đang ngồi chiếm trệ trên ghế, tự ý pha trà thưởng thức như kiểu chính cô ta mới là chủ ở đây. Đã cắt đứt liên lạc từ lâu, không hiểu tại sao hôm nay Nga lại đến tìm tôi. Tại sao cô vào đây? Ngày trước hai đứa mình yêu nhau, em có đến đây mấy lần lễ tân vẫn nhớ mặt em nên em được vào đây cô tìm tôi có việc gì tìm anh để nối lại tình xưa <laughs> thần kinh à xưa cũ gì ở đây cô về cho tôi làm việc tôi không rảnh để tiếp người không phận sự tại sao anh phũ phàng thế tính nết trả tốt lên được tí nào rồi sao tôi cần phải thay đổi à dạ không anh càng lạnh lùng em lại càng thích ngà vừa nói đến đây thì Nguyệt cũng từ ngoài bước vào. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một lúc, Nguyệt mới lên tiếng. "Anh à, à tài liệu anh cần ở đây ạ? À? Em kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả." Ừ để lên bàn cho tôi. Anh có cần em làm gì cho anh không ạ?" À? "À, cô tiễn khách giúp tôi." Nga nghe như vậy, chưa cần đợi Nguyệt tiến tới, cô ta đã đi ra và hất cằm hỏi Nguyệt. "Nhỏ kia, cô là thư ký của anh đăng đấy à đúng rồi có chuyện gì tôi nghe nói rằng cô có ý với đăng à đang ve vãn tán tỉnh anh ấy có phải không chuyện giữa tôi và nguyệt truyền đi cũng xa quá nhỉ ngay đến cả người yêu cũ từ năm nào cũng biết tôi đang hơi thắc mắc không rõ tin tức truyền đến tai mọi người đang ở mức độ nào đã thêu dệt những gì chuyện của tôi không liên quan đến cô mời cô rời khỏi đây cho Cô là cái thá gì mà cô đòi đuổi tôi Người đuổi cô là anh Đăng Cô không nghe anh ấy vừa nói là tiễn khách à Cứ đuổi là đuổi đi Là tôi phải đi à Tôi không thích về Ai làm gì được tôi Mặt của cô cũng dày quá rồi đấy Tôi đây mặt dày quen rồi Không mặt dày làm sao tán đủ được anh Đăng Ngược lại tôi thấy cô mặt dày cũng chả kém Nghe nói cô thích Đăng Nhưng anh ấy không yêu cô Nên cô hết lần này đến lần khác Về vãn anh ấy chứ gì ai bảo với cô hả à? cô không cần biết tin tức tôi có từ một người rất đáng tin nhìn cái kiểu ăn mặc cũn cỡn khoe mông khoe ngực với cấp trên của cô <laughs> là tôi chắc chắn thông tin của mình là chính xác rồi tôi ăn mặc như thế nào là quyền của tôi cô có tư cách gì mà xía vào thấy ngơ mắt thì tôi nói thôi không nhẽ để cái loại thư ký lẳng lơ như cô cướp người yêu của tôi người yêu của cô đúng như thế Tôi không rảnh rỗi để mà nghe hai người đàn bà tranh cãi, nên lên tiếng cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Hai cô nói ít thôi, đi ra ngoài đi. Em không về, em muốn ở lại nói chuyện với anh. Cô bị dở hơi à, tự nhiên đến công ty của tôi, nói năng vớ va vớ vẩn. Em chẳng vớ vẩn, em biết là anh chưa quên được em, nên hơn một năm qua, anh mới không yêu ai hết. Cô ta nói điên nói khủng cái gì thì không biết, hôm nay không nói rõ với Nga, Chắc hôm sau cô ta lại đến đây làm phiền tôi Vậy nên tôi bảo Nguyệt ra ngoài trước Còn mình ở trong phòng Nói chuyện với Nga Này cô kia Cô bị chập mạch à Ai bảo với cô là tôi không quên được cô Và tôi chưa yêu ai Thì cái con bé giúp việc nhà anh chứ ai Vừa rồi em gặp nó ở trung tâm thương mại Nó nói với em rõ ràng như vậy Nó còn nói thấy anh cô đơn Nên nhờ nó giới thiệu bạn gái cho còn gì Còn bảo nhỏ thư ký tâm tia Quyến rũ anh cơ đấy Cô biết cô ấy là ai không? Mà gọi là nhỏ giúp việc. Thì là người làm nhà anh chứ ai? Ngày trước anh đưa em về, em gặp nó rồi. Mà dạo này trông nó ngon nhỉ. May mà nó không làm việc cho nhà anh, chứ không thì cô im đi. Cô ấy là vợ của tôi, không phải là giúp việc. Anh anh vừa nói cái gì? Nó nó là vợ của anh. Đúng. Không thể nào. Anh lừa em chứ gì? Anh đã kết hôn đâu mà có vợ? Tôi kết hôn cũng cần phải báo cáo với cô à? Trước thái độ khẳng định chắc chắn của tôi, Nga không còn nghi ngờ gì nữa mà hỏi thêm một câu. Còn bé đấy là vợ của anh thật ư? Tại sao nó lừa em chứ? Em phải về nhà anh tìm nó, hỏi cho ra nhẽ mới được. Nó dám lừa em. Tốt nhất ý, là cô tránh xa tôi ra. Cũng cấm cô bén mảng bắt chuyện với cô ấy. Nếu để tôi biết cô làm gì vợ tôi, cô liệu hồn đấy sau khi nga rời đi nguyệt lại bước vào phòng của tôi cô ta hỏi với giọng như cha khảo cô gái vừa rồi là ai vậy anh bạn cũ của tôi vậy sao cô ấy lại nói anh là người yêu cũ của cô ấy anh giải thích đi em là gì của tôi mà em lại hỏi với cái giọng điệu đó người được phép hỏi tôi có quan hệ gì khác với bất cứ ai chỉ có duy nhất một mình vợ tôi mà thôi em chỉ là thư ký em không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi rõ chưa nhưng mà em yêu anh cơ mà em cũng biết ghen khi có người phụ nữ khác đến đây và hỏi anh chứ tôi chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm với gì còn với người khác muốn ghen tuông muốn giận hờn như thế nào tôi không rảnh để quan tâm vậy là anh đã yêu gì đúng vậy còn em thì sao với anh em là gì chứ là thư ký em không tin anh không yêu em tại sao anh lại đối xử tốt với em? Bởi vì cô giống với một người. Tôi có ấn tượng tốt thì đối xử tốt với cô là điều đương nhiên rồi. Vậy... Nguyệt cười nhạt. Cô ta đặt một chiếc đồng hồ xuống bàn làm việc của tôi. Mới đầu tôi không để ý. Nhưng khi vừa nhìn qua liền nhận ra đó chính là đồng hồ tôi mua tặng gì. Không hiểu tại sao. Nó lại nằm ở trong tay của Nguyệt. Tại sao cô có nó? Gì ném cho em đấy trước lúc vào họp em có đến trung tâm thương mại và gặp cô ấy cô ấy vứt vào mặt em bảo bố thí cho em và cả anh và chiếc đồng hồ này bố thí tôi cho nguyệt ư em đang xem tôi là một món hàng sao di mặc dù nghe những lời nguyệt kể tôi rất không hài lòng nhưng tôi chắc chắn em không vô duyên vô cớ nói ra những lời này chắc hẳn nguyệt lại nói gì làm cho em tức giận tôi bỏ lại nguyệt và cầm đồng hồ mang về nhà để hỏi em vốn chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện nhưng em lại không hề có nhã ý mỗi câu nói đều làm mỉm mai tôi về chuyện của nguyệt tôi biết tôi sai với em ngỡ điệu có hơi khó nghe nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc em nói linh tinh với nga để cô ta đến công ty làm phiền tôi khiến tôi phải mất công giải thích với người không đâu may sao cô ta còn có đạo đức biết tôi lấy vợ rồi thì cũng rời đi chứ không giống nguyệt nói nhiều và bám dài như đỉa thật ra chuyện làm tôi không vui không chỉ vì em phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi tạo điều kiện cho người con gái khác đến tán tỉnh tôi mà còn vì em không xem trọng những thứ tôi đã làm cho em để tôi chuộc lại mọi lỗi lầm tôi cũng có cảm xúc cũng biết ghen cũng biết tủi thân cũng có giới hạn chịu đựng bố mẹ nói đúng tôi có lỗi với em nên trước tính khí thất thường hay những hành động vô lý của em tôi phải im lặng và đón nhận Chính vì vậy nên dù có giận tính cách trẻ con, ương bướng của em, tí tôi phải mỉm cười để cho qua. Biết không thể chờ đợi, không thể để em mặt nặng may nhẹ với mình mãi được. Tôi muốn mối quan hệ của hai đứa tiến triển tốt hơn, nên tổ chức một cuộc đi chơi bất ngờ, vừa tạo cơ hội riêng ở với em, để bồi đắp tình cảm, vừa là muốn cầu hôn em. Thế nhưng vì chưa cho em lời giải thích rõ ràng, hợp lý về chuyện giữa tôi và Nguyệt, nên em đã từ chối quay về thành phố tôi đã nghĩ rất nhiều xem nên nói thế nào cho ngắn gọn dễ hiểu và đáng tin nhất thế nhưng còn chưa kịp sang nhà tìm em nói chuyện thì bản thân của tôi lại sốt và nhập viện biết em lo lắng khi tôi bị bệnh lo lắng cho danh dự của tôi và bố mẹ khi trên mạng có những thông tin bới móc chuyện đời tư của chúng tôi biết em không vui khi nguyệt có mặt ở bệnh viện nhưng thành thật tôi không muốn cô ta xuất hiện chỉ là lúc thành gọi điện hỏi tôi cách giải quyết những bài báo kia thì biết tôi đang ở bệnh viện nên cậu ta đến thăm ai ngờ còn đi cùng với nguyệt cô ta đúng là rất biết cách làm cho em ghen cả đợt đi ba vì lần trước có chút việc nhỏ trong hợp đồng đối tác mà cô ta phải gọi điện cho tôi rất nhiều đến khi tôi bắt máy mới thôi hỏi công việc thì ít mà nói linh tinh thì nhiều tôi chẳng buồn nói bâng quơ với cô ta nên bàn xong công việc thì tôi tắt máy Vậy mà ra ngoài phòng Thấy em đang nói chuyện với Duy Cậu ta còn nói cái gì Mà về với anh, anh nuôi em cả đời Nghe có lộn ruột không cơ chứ Vợ con tôi Mắc mớ gì, cậu ta được phép nuôi Nhớ đêm đó Sau một khoảng thời gian rất dài Tôi mới được ôm em vào lòng Ngồi một giấc ngon Sáng dậy thấy em đang say giấc Vẫn cái thói quen xấu Luồn tay vào trong quần của tôi không bỏ được Tôi phải rất rất kim nén Để không làm gì em nhưng máu nóng thì không ngừng được đốt cháy đến khi em đấm vào bụng tôi vẫn không cách nào dập tắt được ham muốn lúc đó chẳng phải bị đấm đau nên nằm co do đâu mà là đang cố gắng áp chế bản thân đợi em ra ngoài tôi mới bước vào phòng tắm tự mình giải quyết đến ngày xuất viện khi chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích thì em lại dỗi hờn nói thiên an là con ruột của một mình em nói rằng hai mẹ con em không hề có quan hệ gì với tôi còn bảo sẽ đi Sài Gòn cùng Duy 4 ngày tham dự buổi triển lãm tranh. Trước đó tôi đã mua hai vé, còn cố tình làm việc nhiều hơn để có thời gian đưa em đi chơi. Vậy mà nhận về là tin em đi với người khác. Thử hỏi, tôi có cười được không? Và trong cơn nóng giận lần đó, tôi đã đem hết mọi chuyện nói với em. Cho dù kết quả có ra sao, em có tin và tha thứ cho tôi hay không thì tôi vẫn quyết định cả đời này sẽ ở bên theo dõi và bù đắp quãng thời gian đau khổ vừa qua cho em. Mày thầy sau khi giải thích mọi chuyện, sau tất cả những gập ghềnh sóng gió thì chúng tôi cũng hòa hợp như ngày trước, trở thành vợ chồng chính thức, là mái ấm, là bến đỗ bình yên nhất của nhau. Theo ý nguyện của em, tôi cho việc Nguyệt nghỉ việc sớm trước khi bị sa thải. Cô ta không ngừng khóc lóc, bày tỏ tình cảm với tôi, xin tôi đừng bỏ cô ta. Khi đó tôi mới biết thì ra không phải Nguyệt tự nhiên giống Diên Mà là vì để ý tôi từ trước Đem lòng thích thầm tôi từ lâu Nên từ chỗ chị họ Đã biết được không ít những chuyện tình cảm Và sự miến mộ của tôi dành cho Diên Cô ta đã mất một thời gian khá dài Để biến mình trở thành bàn sao hoàn hảo nhất của Diên Nhưng Nguyệt lại không biết rằng Dù có về bề ngoài giống Diên Nhưng mà trái tim của cô ấy Vĩnh viễn không phải là Diên Tính cách đã khác nhau Cố gắng như thế nào cũng không phải là cô ấy vì muốn có tình yêu của một người vô tâm như tôi mà đánh mất đi bản thân mình quả là không đáng tình đầu đối với mỗi người có đẹp đến mấy nhưng người cùng mình đi đến tình cuối mới là quan trọng tình cuối hẳn là trải qua yêu thương ngọt bồi cay đắng nụ cười và cả nước mắt tôi và di trải qua hết những mùi vị ấy để biết cách giữ gìn và trân trọng người mình yêu hiện tại Cảm ơn ông trời đã tạo ra thử thách giữa chúng tôi, để cả hai đi hết một vòng, cuối cùng cũng trở về bên nhau. Đã cho tôi biết đâu là cuộc vui nhất thời, đâu là cuộc đời, đâu là biến đỗ một đời. Không chắc cả đời sẽ không phạm sai lầm, nhưng yêu em là điều đúng đắn nhất của hiện tại và mãi mãi về sau. Quý vị và các bạn thân mến! Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 cũng chính là tập cuối của câu chuyện được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An và kênh đọc truyện sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới vào buổi sáng ngày mai. Quý vị cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại